ăn về vậy? Ra đi. Nông lên. Nhiều lúc bằng cái lên luôn mà nhiều lúc nó nhảy 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 hàng lúc đậu đã được rồi đó. Rồi lên. Bây giờ ta ra ngoài. Người hãy quên em đi và đừng theo anh nữa. Ừ, mà sao tối hôm qua nó chói vậy ta? Không biết cái này nó bị gì. Không ai thôi mà. Ừ, tối hôm qua xem chói mấy luôn. Cái mặt nó sáng chóe là mình coi là điện thoại mình á. Cái mặt nó sáng chóe. Nó bị chị ức hiểm. Khách mới gọi được không? Nghe chưa? Được chị. Được rồi chị. Có không? Một hai người nãy là gọi kêu sai số đó. Gọi lại từ có mở đầu con Nguyễn không được. Con Nguyễn là sai số thiệt luôn. Đây nè. Chị đây là chị bán. Mẹ xíu nhỏ ghê. Biên chế chia sẻ cho em mấy chị yêu ơi, chia sẻ lên nhóm họ cho em nha. Mấy chị ơi chia sẻ lên nhóm họ cho em. Hello chị Hiếu Định. Hello người yêu. Rồi mấy chị ơi chia sẻ em bán giá 30k đầu like. Mấy chị ơi. À tặng túi đi mấy chị. Tặng túi đi ha. Tặng cái túi xịn sò cho mấy chị chơi nè. Này full box nha. Full box em ơi, box đâu? Box túi này đâu? Rồi tặng một cái túi 450.000. Chất da siêu xịn luôn. Chia sẻ lên nhóm họ cho em. Chia sẻ lên nhóm hội, trên 100 nhóm hội tặng túi full box. Rồi hàng là siêu đẹp mấy chị ơi, chia sẻ lên nhóm, chia sẻ tăng view giùm em mấy chị nha. Chia sẻ tăng view. Hàng cao cấp luôn, Chanel nha em ơi. Cực kỳ đẹp. Mấy chị vừa xách được quay bình thường. Vừa xách được. Đây, tặng túi 450.000. Chói quá hả chị? Chói quá hả? Nhìn không rõ. Đây, rồi. Đỡ chói chưa mấy chị? Túi full box nha, chia sẻ quá trời rồi. Rồi. Chị nào chơi game nhớ là chia sẻ like cho em, chia sẻ like cho em tặng túi cho mấy chị nha. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi, vừa xách đi đám đi tiệc được nè. Mà rồi, đeo được luôn mấy chị nha, đeo được luôn, túi siêu đẹp. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ like cho em. Chia sẻ like lên nhóm họ cho em nha. 57 lượt chia sẻ mấy chị ơi, 145 người chúng ta, mỗi người chia sẻ và bấm like trang cho em ha. Chia sẻ và bấm like trang cho em, không có hiểu sao mấy cái like của em bữa nay nó bị gì kỳ. Nó bị chói kinh khủng luôn.
Rồi mấy chị chia sẻ màu trắng lên vậy đó. Chia sẻ like cho em nha. Chia sẻ like cho em. Giá 450 mà chia sẻ em tặng Phi. Tặng Phi mấy chị nha. Tặng Phi cho mấy chị luôn. Rồi, chia sẻ nhóm hội cho em túi mấy chị ơi. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi, túi siêu đẹp luôn. Chia sẻ mới 63 lượt các mấy chị, trên 100 lượt chia sẻ tặng túi cho mấy chị yêu liền. Tặng túi cho mấy chị yêu liền nha. Chia sẻ túi là full box bên em. Trời ơi siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Full box 450.000 có mã vạch, có hộp, có thẻ đàng hoàng nha mấy chị nha. Có hộp, có thẻ, có giấy đàng hoàng ha. Rồi, chia sẻ lên nhóm hội tặng tặng Phi túi cho mấy chị thôi. Tặng Phi túi. Chế nào chia sẻ là được tặng, chia sẻ là được tặng nha. Chia sẻ lên nhóm hội cho em đó chị. Chia sẻ lên nhóm hội cho em nha. Rồi, chia sẻ lên nhóm hội cho em. Tặng Phi túi mới có 74 lượt thôi mấy chị ạ. 175 người. Mấy chị chung tay chia sẻ cho em mỗi người một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. 176 người, mỗi người chia sẻ cho em một lượt chia sẻ tặng túi cho mấy chị yêu. Trời ơi mấy chị ơi, túi nó đẹp dễ sợ luôn. Cái da nó mềm ơi là mềm, hơi bị đẹp luôn. Hơi bị đẹp luôn nha. Để em lấy màu đen đi, màu đen cho mấy chị dễ nhìn hơn nè. Đen với trắng hai màu đó, tặng cho hai chị nha. Siêu đẹp cái túi này luôn. Đen với trắng hai màu, túi là siêu xinh xịn sò. Full box luôn mấy chị ha. Đẹp lắm. Chia sẻ là được tặng quà mấy chị nha. Chia sẻ được tặng quà chị này, không hôm nay không được thì ngày mai được tặng đó. Bấm like cho em, bấm like trang và chia sẻ đánh giá trang chị nào mà trúng nha. Nhớ là đánh giá trang cho em rồi mới được tặng nha mấy chị nha. Có chụp đánh giá trang và bấm like trang cho em, theo dõi trang cho em rồi mới được tặng một cái túi trị giá 450.000. Xịn sò luôn, vừa mấy chị xách đi đám đi tiệc được nè. Đeo được nè mấy chị, hơi bị dễ thương cái túi này luôn. Rồi. Chế nào có chia sẻ là có quà nha. Có chia sẻ là có quà. Trên 100 lượt chia sẻ 178 người mấy chị chung tay chia sẻ lên mấy chị ơi, chia sẻ mạnh mạnh lên cho em người yêu ơi. Chia sẻ mạnh mạnh lên cho em mấy chị yêu ơi. Chia sẻ và bấm like trang cho em ha. Tặng quà là chị DJ Hà Nguyễn Thị Thu. Rồi chia sẻ lên nhóm hội cho em nha mấy chị. Chia sẻ lên nhóm hội cho em liền nha mấy chị yêu ơi. Chia sẻ lên nhóm hội 179 người. Mấy chị chung tay chia sẻ cho em mỗi người một lượt chia sẻ nha. Mỗi chế một lượt chia sẻ nha mấy chị nha. Trời ơi em tặng cho mấy chị cái túi full box 450.000 hàng cao cấp hãng Chanel nha mấy chị nha. Trong này là có hộp có thẻ luôn cho tình yêu mình. Chia sẻ là có quà mấy chị nha. Chia sẻ là có quà. Chia sẻ lên nhóm hội cho em đi mấy chị. Chia sẻ lên nhóm hội 139 lượt rồi mấy chị ơi. Cố gắng chia sẻ giùm em nha. Chia sẻ cho em mấy chị ơi. Trời ơi. Chia sẻ lên nhóm hội cho em nha mấy chị nha. Chị nào mà trúng cái túi này thì nhớ chia sẻ và đánh giá trang cho em nha. Trúng túi này anh nớt ca anh nớt gì vậy. Đánh giá trang cho em nha. Chia sẻ lên nhóm hội 189 người lượt. 189 người chung tay chia sẻ cho em mỗi người một lượt chia sẻ nó thôi mấy chị. Mỗi chế một lượt chia sẻ nó thôi mấy tình yêu ơi. Trời ơi. Mấy chị thương em chia sẻ cho em lên nhóm lên hội đi mấy chị. Chia sẻ lên nhóm lên hội về trang cá nhân một lần và hội nhóm một lần. Và đánh giá trang giùm em nha mấy chị nha. Đánh giá trang cho em nha. Tại mấy chị biết sao? Đánh giá trang á mấy chị để cho nó có cái lượt tương tác của nó nhiều hơn, mấy chị tương tác với em nhiều hơn khi mà em like. Là mấy chị nghe cái beng lên liền mấy chị nha. Đó, mấy chị đánh giá trang giúp em ha. Là mấy chị giống như người thân quen của em mà đó. Yêu thương của em mà đó mấy chị. Rồi chia sẻ lên nhóm hội cho em. Mới 144 lượt chia sẻ. Tăng thêm 50 lượt chia sẻ đi mấy chị. Rồi em tặng luôn hai chị ha. Em tặng luôn hai chị một cái túi Chanel full box. Siêu đẹp luôn. 450.000. Túi này mấy chị rất dễ đi đám đi tiệc nè. Sách nè, đeo cũng được luôn ha mấy chị ha. Đựng đồ rất là nhiều. Ở trong này là có thẻ có cạc cho mình luôn. Thẻ cạc luôn mấy chị nha. Rồi chia sẻ lên nhóm hội cho em nha. Chia sẻ lên nhóm hội. Mới 146 lượt chia sẻ đi mấy chị ơi. Thêm cho em 50 lượt chia sẻ đi. Rồi em tặng cho hai chị luôn rồi bán hàng luôn mấy chị nha. Bán hàng luôn. Đang ngủ nghe cái beng. Đang ngủ nghe cái beng. Trời ơi cái like của em sao nó bị gì ạ. Rồi 201 người mấy chị chung tay mỗi người chia sẻ cho em một lần nhóm hội nữa thôi mấy chị nha. Một lần nhóm hội nữa thôi. Mới 146 lượt thôi mấy chị. Chúng ta chia sẻ cho em một lần nhóm hội nữa nha. Đẹp quá chị Hải Anh. Dạ em cảm ơn chị Hải Anh nè. Hello chị Lê Thị Kiều Anh luôn nè người yêu ơi. Rồi 203 người rồi mấy chị. Chia sẻ tăng tăng view lên cho em đi người yêu ơi. Chia sẻ tăng tăng view lên cho em nha. Mấy chị nha.
mới 154 rồi. Em cảm ơn mấy chị đã chia sẻ cho em, cảm ơn mấy tình yêu của em. Trời ơi mấy chị ơi nhiệt tình quá, em cảm ơn mấy chế, cảm ơn mấy chị rất là nhiều nha. Mấy chị yêu ơi, chia sẻ lên nhóm hội cho em, 201 người chia sẻ cho mỗi người em một nhóm hội nữa đi mấy chị, một nhóm hội nữa thôi nha. Về trang cá nhân một lần và hội nhóm một lần cho em ha mấy chị nha. Cảm ơn mấy chị đã chung tay chia sẻ cho em, nhưng mà em sẽ đền bù lại cho mấy chị là một phần quà rất là đẹp nha mấy chị nha. Đền bù lại cho mấy chị yêu của mình là một phần quà rất là xịn sò và đẹp luôn. Nó không phải là hàng chợ và hàng nhập Quảng Châu luôn nha mấy chị nha. Hàng nhập Quảng Châu luôn. Túi là full box cho mấy chị nha. Rồi mấy chị ơi, chia sẻ lên nhóm hội cho em. Rồi em cảm ơn mấy chị nhóm hội chia sẻ chặn em rồi. Thư Nguyễn chặn em rồi. Rồi em cảm ơn mấy chị nè. Em cảm ơn mấy chị yêu của em rất là nhiều luôn nè. Rồi chia sẻ cho em ha. Cảm ơn mấy chị yêu của em. Rồi bây giờ là em tặng quà nha mấy chị nha. Tặng quà. Bây giờ em tặng quà cho mấy chị nè. Em ơi cho cái một cái tờ giấy để chị ghi chị nào comment nhanh nhất, tính theo máy chủ nha mấy chị nha. Tính theo máy chủ nha. Chế nào mạng nhà chị nào mạnh thì được tặng thôi mấy chị nha. Mạng của mấy chế nào mạnh là được tặng thôi nha. Rồi em cho chị một cái máy để chị chụp lại màn hình. Tính theo máy chủ chính diện em đang like nha mấy chị nha. Cứ comment của chị nào lên là em bắn em chụp cái tem một cái là đưa cho mấy chị liền, không phân biệt là khách mới hay khách lạ hay khách cũ hay khách quen gì hết nha. Đó rồi em cho mã số đây mấy chị nha, em cho mã số 4907 như vậy cho nó công bằng mấy chị. 4907 rồi, 4907 chị nào comment nhanh nhất là mình được nhận quà thôi. 4907 cho em. Em chụp theo máy chủ nha. Chụp theo máy chủ nha mấy chị nha. 4907. Chế nào comment nhanh nhất là mình được nhận quà thôi. Không cần lạ hay quen. Rồi, 4907 chị nào comment nhanh nhất tính theo máy chủ nha. Chưa thấy ai lên luôn. Trời ơi sao lâu vậy? Chắc mấy chị comment nha. 4907 chế nào comment nhanh nhất được tặng quà. Ok, có người trúng rồi đây. Tính theo máy chủ nha, máy của mấy chị thì chị nào cũng lên trước hết trơn hết, nhưng mà tính theo máy chủ của em. Còn chị nữa, chờ em xíu, chia sẻ cho em đi. Chị Thanh Nhi, Thanh Nhi đã trúng túi full box bên em là 4907. Đây mấy chị coi cho em ha. Thanh Nhi nha, Thanh Nhi em ơi, rồi một cái túi Thanh Nhi túi Chanel full box giá 450.000 một cái túi ha. Rồi tiếp mấy chị ơi, chia sẻ chung tay cho em rồi em lên tiếp cho mấy chị nha. Một cái số thứ hai. Ví dụ bữa nay chị nào không trúng thì ngày mai nha mấy chế nha. Bên em là có chương trình game hấp dẫn lắm mấy chị. Trúng là trúng hàng xịn sò luôn ha. Rồi, kế tiếp cho mấy chị nè. Rồi, chuẩn bị số thứ hai cho em. Chuẩn bị số thứ hai mấy chị ơi, chuẩn bị số thứ hai. Chia sẻ lên nhóm hội cho em, chia sẻ lên nhóm hội cho em nha. Mấy chị chung tay mỗi người chia sẻ cho em một nhóm hội nha mấy chị nha. Một nhóm hội nha. Chia sẻ và bấm theo dõi trang cho em nha. Và trang gì đó em. Đánh giá trang. Rồi mấy chị chung tay đánh giá trang cho em, với lại chia sẻ like cho em. Chị nào trúng thì nhớ đánh giá trang nha. Và chụp cái màn hình lại cho em rồi em tặng quà cho mấy chị nha. Trời ơi túi đẹp quá mấy chị ơi. Cái da của nó nè, xịn sò luôn. Hàng là hàng cao cấp cho mấy chị luôn nha. Hàng cao cấp luôn mấy chị ơi. Đánh nhớ là đánh giá trang cho em nha mấy chị nha. Mấy chị nào yêu thương em thì nhớ đánh giá trang để cho cái lượng tương tác của mình nhiều hơn á mấy chị nha. Rồi khi mà em like thì em sẽ thấy, mấy chị sẽ thấy em nhanh hơn mấy chị ha. Rồi đẹp quá. Rồi chia sẻ lên nhóm hội cho em mấy chị ơi, chia sẻ lên nhóm. Chuẩn bị số thứ hai, chia sẻ tăng view giùm em mấy chị người yêu ơi, chia sẻ tăng view giùm em nha. Rồi mấy chế. Rồi em cảm ơn mấy chị 260 lượt chia sẻ rồi. Em cảm ơn mấy chị rất là nhiều luôn. Cảm ơn mấy chị đã thương em và chia sẻ cho em mấy chị nha. Rồi em cảm ơn mấy chế rất là nhiều. Cảm ơn mấy chị yêu. Long Thu Vũ hello người yêu nha. Chị đã chia sẻ cho em rồi. Em cảm ơn Trung Kim Thắng cũng đã chia sẻ cho em rồi nè. Rồi em cảm ơn mấy chị rất là nhiều. Lê Thị Hùng Lợi cũng đã chia sẻ. Chị Bé Mai cũng chia sẻ nè. Ok mấy chị. Cảm ơn mấy chế rất là nhiều nha. Rồi em chuẩn bị. Mấy chị ở chung tay mỗi người chia sẻ 236 người. Mỗi chị chung tay chia sẻ cho em một lần nữa nha mấy chị nha. Chung tay chia sẻ cho em một lần nữa nha. Và bấm like trang cho em nha chị nha. Bấm like trang. Rồi 0513 mấy chị ơi. Mã 0513. 0513. Chế nào comment nhanh nhất là mình được tặng quà nha. 0513 cho em nha. Rồi 0513 em ơi. Nè
0513. Chế nào comment nhanh nhất là được tặng quà thôi mấy chị ơi. 0513. Chưa thấy chị máy chính, máy chủ thì chưa thấy ai lên nè. 0513. Áo bara em mặc có bán có mẫu khác nha chị nha. Bara em mặc có mẫu khác. 0513 mấy chị ơi, 0513. Chưa thấy chị nào lên nè, máy chủ chưa lên mà máy phụ lên quá trời rồi. Máy chủ chưa lên mà máy phụ lên. Rồi, có chị trúng rồi. Rồi, không được, cái chị này là bị ghi sai rồi. Rồi chị ghi sai rồi, 051 mấy à? 0513. Rồi 0513 là tới chị này trúng nè. Tại vì chị kia ghi 0512 rồi. Đây kéo lên cho mấy chị coi để mấy cho mấy chị coi. Chị ơi. Đây đây đây. Đáng lẽ là chị Trung Kim Thắm trúng nhưng mà chị ghi 0512. Nhưng mà rồi chị trúng đúng lượt là chị Kha Ngân. Trúng đúng lượt là chị Kha Ngân nha. Đây chị Kha Ngân comment sau nhưng mà lại được trúng nè. Đó. Là chị Kha Ngân có chia sẻ luôn đánh giá trang cho em nha. Rồi Kha Ngân nhớ chị nha, nè chị Kha Ngân nè, 0513. Rồi chị là Trung Kim Thắm là 0512 là sai ha. 0512. Còn chị Kha Ngân là 0513. Rồi, đó. Rồi mấy chế ơi. Rồi, chị Kha Ngân em ơi, chúc một cái túi full box. Rồi em cảm ơn mấy chị yêu nha. Chúc một cái túi full box. Rồi cảm ơn mấy chế yêu của em nhiều nha mấy chị nha. Rồi em bán hàng cho mấy chị luôn, giá hơi thì rẻ luôn. Vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa tặng áo đầu lai luôn. Nè em ơi, dạ. Rồi em bán vừa tặng cho mấy chị đầu lai. Rồi siêu đẹp đó chị ơi. Rồi chế nào mua hàng comment liền nha, 50 đến 65 67 kg. Em sale cho chị giá đầu like 120.000, áo 190.000, sale cho chị 120 giá áp dụng chia sẻ like. Trời áo đẹp lắm mấy chị ơi. Áo là siêu đẹp, 65 67 kg thì mấy chị mặc cũng vừa. Em có màu trắng, màu đen, màu da 120.000. Chị nào lấy áo 120 trời mấy chị mua đầu like của em là em bán giá nào mấy chị cũng mua được hết, thiệt chứ luôn. Đầu like của em là cực kỳ rẻ luôn rồi. Nó bị chói luôn rồi em ơi. Luôn á. Em tắt cho chị cái đèn đó đi. Bị chói luôn rồi. Rồi áo 120. Áo 120. Màu đó chị trắng da đen. Trắng da đen 120. Chế nào mua áo comment liền. Trời ơi mấy chị ơi cái chất nè. Quá đẹp luôn mấy chị. Bấm muốn lội tay luôn hả? Mỗi tay luôn người ơi. Rồi comment liền mấy chị ơi, 120 giá áp dụng chia sẻ like cho em. Trời ơi cá quá đẹp luôn mấy chị ơi. Rồi em chốt cho chị nè. Em chốt chị Tâm Nguyễn Phú Nhuận 120 nè. Rồi chị nào lấy áo 120 comment Thu Thảo đen 120 nè. Rồi em còn da và trắng. Em còn da và trắng 120. Chị nào lấy da, anh Bùi lấy da nè. Anh Bùi da nè, rồi da và trắng mấy chị ơi, da và trắng 120, trời ơi áo mấy chị ơi. Nó đẹp dễ sợ luôn. Dạ chị Thị Trang. Chị Linh Cao lấy da luôn nè, rồi còn hai cái trắng. Trời có trắng rồi mấy chị ơi. Em lên cái trắng một cái mấy chị, cái chất không mấy chị mặc. Trời ơi nó đẹp ơi là đẹp luôn mấy chị ơi. 120.000, giá là xịn sò và rẻ bèo cho mấy chị luôn, rẻ bánh bèo luôn. 120. Rồi màu trắng đi mấy chị ơi, màu trắng cho em. Hết da hết đen rồi. Sàn sale có lượng rất ít mấy chị nha. Rồi chế nào lấy comment cho em. Có 120.000 thôi mấy chị, 120. Màu trắng đi mấy chị ơi, trắng cho em đi. Trắng đẹp quá trời đẹp. Cái chất là mấy chị, cái chất là xịn sò luôn. Có 120.000. Từ 50-67kg mặc vừa. 50-67kg mấy chị mặc vừa luôn ha. Áo này trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. Siêu đẹp luôn cái áo. Siêu đẹp và xịn sò luôn. 120.000 mấy chị, rẻ bèo luôn nha mấy chế nha. Rồi chế nào lấy 120 comment 120 cho em. 120 màu trắng. Rồi nó rẻ quá mấy chị ơi. Rẻ quá mà không hốt uổng nha. Rồi màu trắng 100.000. 45 trắng chị Dung cho số điện thoại nè. Dung nè, 120 cho số điện thoại nè. Rồi 100.000 cái này luôn. 45-58kg mặt. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. Ở đâu bán cái áo này, hoài hot girl nó bán tới 200 mấy cái. Riêng mấy cái này vô shop mấy cái store hot girl nó bán tới 200 mấy. Chị nào lấy 100 comment 100 cho em. Trời cái trắng này đẹp quá, để mặc luôn quá.
thôi bị dễ thương luôn đó chị. Rồi 100.000 chị nào lấy comment 100 tiền đó chị nha. Chế nào lấy comment cho em. Chéo nèo rồi chờ em chứ. Em thảy lắm này ra xem cho mấy chị em mình giá yêu thương xíu nè. Đầu like với chị nha. Giá đầu like yêu thương xíu. Vừa bán vừa tặng. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị yêu của em. Nguyễn Dung cho số điện thoại luôn chị ơi. 100.000 Nguyễn Dung kèm số điện thoại cho em nè. Nguyễn Dung kèm số điện thoại chị áo 120 trắng cho số điện thoại luôn. Dung Dung đi chung với Nguyễn Linh Hoàng hả? Yeah. Rồi ok. Ok ok ok. Chị chậm nhớ nữa hả? Rồi mấy chị ơi áo luôn. Ai khóc? Ai khóc nổi đâu này hả? Áo sale cho mấy chị 70.000 thôi. Áo này là giá cũng là 160, 170, sale cho mấy chị 70.000. Áo 120 chị Lan Xuân nè. Lan Xuân áo 120 70.000, trời ơi cái chất mát rượu mấy chị ơi. Còn một màu trắng vừa bán vừa tặng 70. 50, 65kg mấy chị mặc vừa. Cái này mấy chị mặc với loại áo dạ đẹp lắm. Đi du lịch đó mặc cái áo dạ là cực kỳ đẹp. Đóng thùng đi mặc áo dạ cực kỳ đẹp. Giá em sale cho chị 70.000. Tình yêu rồi lấy 70, comment 70. Có bộ jean không? Bảo Hân hả? Bộ jean. Bộ jean em có bộ 3 món à. 70.000. 50-65 mặc còn 3 cái xe 70.000. Chị nào lấy 70 còn bên 70. Tuấn Nguyệt 70.000 à. Điền Phúc 70.000 có chất không chị ơi. Xịn sò luôn, nhớ chia sẻ like cho em bán với giá bánh bèo ha mấy chị ha. Riêng cái áo này hàng Quảng Châu luôn. Rồi cái chất mà mấy chị nhìn vô là mấy chị biết rồi. Cái chất quá xịn sò luôn. Có 70.000 thôi. Chị nào lấy 70.000 còn bên 70.000 cho em ha. Siêu rẻ đẹp 70.000. Mỗi tờ nó màu trắng thôi chị. Áo 70.000 màu trắng. Rồi ok, thì ruby nè. Thì ruby khách mới hả? 70.000. Rồi cái áo nó đẹp. Có 3 cái thôi. Xe cho mấy chị 100.000 một áo. Giá áp dụng chia sẻ like. Trời ơi, đẹp quá đẹp mấy chị ơi. Quá xịn sò luôn. Chế nào không lấy là tiếc nha. Có 100.000 thôi. Em có màu cho mấy chị là màu một cái màu đen. Còn mấy cái lẻ lẻ làm sale rẻ cho mấy chị mặc á. Màu đen 100.000, chế nào lấy comment đen 100 tiền cho em. Đen 100 tiền. Đen 100 tiền. Màu xanh 100 tiền. Màu xanh nè mấy chị nè, 100.000 cho em. Trời ơi, cái chất nè mấy chị ơi. Quá đẹp. Xanh 100.000, 65. Đổ lại mấy chị mặc được hết. Rồi màu vàng 100.000 luôn. Áo này thì siêu rẻ cho mấy chị rồi. Chất mặc mát rượi 65kg lại mấy chị mặc vừa. Mặc chung áo khoác rồi đó mấy chị. Đẹp xuất sắc luôn. Mặc cái chất nè. Trần Mai Trinh nè cho số điện thoại. Trần Mai Trinh cho số điện thoại. Nguyễn Hiếu lấy xanh nè. 100.000 Nguyễn Hiếu xanh 100.000 nè. Rồi chị Trần Mai Trinh kèm số điện thoại đi chị ơi. Trần Mai Trinh kèm số điện thoại cho em ha. Vàng chị Tuấn Nguyệt lấy vàng 100.000 nè. Ok chị. Áo xả đầu lai. Rồi tay dài màu đen luôn. Không có hộp. Giá 165kg loại mặt vừa 100.000 cho em. 65kg loại mặt vừa 100.000 luôn. Chị nào lấy comment. Em còn một cái thôi. Chế nào lấy comment liền nha. Màu đen. Hàng là chất là chất DG. Áo DG cho mấy chị nha. Áo DG là 200 mấy là chị biết rồi. Mà sale có 100 thôi. Chị nào lấy comment tay dài 50-65 mặt vừa 100.000. Siêu đẹp, siêu rẻ. Cho cái áo này luôn mấy chị ơi. Còn hàng phân bự chờ em xíu. Phân bự em rất là nhiều mấy chị. Rồi áo này hơi dễ thương luôn. Vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. Trời ơi. Mấy chị ơi cưng không? Có 100.000 hả mấy chị? 50-65 gì mấy chị mặc vừa hết. Mấy cái chị này, mấy cái này là hàng hot girl mấy chị nha. Mấy chị nào mà thích mặc trẻ trung á, tụi vô hốt cái này liền. Có 100.000 mấy chị hai hàng Quảng Châu. Mấy chị vô store là phải 190-180 ha. Rồi chế nào lấy comment cho em cái mẫu mã này luôn. Mã này thì em có cho mấy chị nè. Đẹp lắm. Mã này dễ thương mấy chị ơi, dễ thương quá trời dễ thương. Dễ thương quá trời. Cái này nhưng có mấy cái thôi nè. Đây, có 100.000 mấy chị. Màu xám mấy chị ơi, màu xám nè. Màu xám.
màu đen, xám đen, nâu hồng, xám đen, nâu hồng, trắng. Màu đen nè, màu nâu nè, màu hồng nè, màu trắng nè. Đó, giá có 100 ngàn thôi mấy chị, rẻ bèo luôn mấy chị nha. Rồi chị Nguyễn Huệ lấy đỏ nè, có một cái đỏ Nguyễn Huệ thôi nè, lấy đỏ nè, Nguyễn Huệ đỏ nè, 100 ngàn nè. Trần Thị Thanh đỏ em hết nè. Rồi chị Dung Nguyễn nè, màu gì nè. Thư Nguyễn lấy đen nè, Thư Nguyễn mặc không vừa đâu chị ơi, chị thích mặc rộng mà không vừa đâu. Rồi chị vừa lấy nâu, tiền dòng tiền mặc hơi ôm, vừa nhưng mà hơi ôm á. Tiền dòng tiền nâu nè, có 100 ngàn mấy chị ơi, rẻ bèo luôn. Trời ơi, nó đẹp lắm mấy chị ơi, cái chất nó đẹp dễ sợ luôn mấy chị. Đây mấy chế ơi, nó đẹp nè, mấy chị thấy chất không? Hơi bị đẹp luôn. Mấy cái sợi to mà bán dưới 150 là em cho mấy chị luôn ha. Nguyễn Dung lấy trắng, Nguyễn Dung có đơn không em? Rồi màu màu xám nè mấy chị nha. Màu xám nè. Màu à. Rồi ok chị Thư Nguyễn nè. Màu hồng nè mấy chị nè. Màu hồng nè. Quá trời đẹp luôn mấy chị, có 100 ngàn thôi. Rồi màu à. Màu đen. Chị nào lấy đen comment. Đơn trước đi chưa? Dạ đi rồi chị nha. Rồi chế nào lấy comment cho em có 100 ngàn một áo mấy chị ơi. Trời ơi siêu xịn sò và đẹp luôn. Màu đen cho em mấy chị ơi. Nói chị cái chất nè. Quá đẹp luôn đằng sau lưng nè. Đó. Đằng trước nè, cái tay bên đây đính hộp nè. 100 tiền giá áp dụng chia sẻ like. Cái áo này là quá đẹp mấy chị. Quá xịn sò và đẹp luôn. Còn xám hồng đen. Xám hồng đen ba màu có 100 ngàn áo. Rồi chế nào lấy comment. Rồi cái tay dài mấy chị ơi, tay dài trời ơi, siêu đẹp 100 ngàn luôn. Nói chung là em bán mà đầu like thì mấy chị khỏi phải sợ. Em bán là giá nào mấy chị cũng mua được hết. Rồi cái này 65 nó lại. Tâm Trần lấy đen kìa. 65 nó lại 100 ngàn luôn. Chế nào lấy comment 65 nó lại 100 ngàn. Còn cái hai cái, còn cái duy nhất 100 tiền hở vai xinh xinh. Trời ơi cái like thiệt luôn á. Không hiểu nổi. Tại sao mà nó lên đỏ vậy ta? Cái điện thoại của chị bị gì ta? Hả? Rồi mấy chị ơi, màu đen 100 ngàn. Đen 100 ngàn. Điện thoại hai bữa nay bị gì vậy ta? Đen 100 ngàn mấy chị ơi. Rồi cấp tớp. Cấp tớp 180, xe cho mấy chị. Không áp này phơ bình thường, 120 ngàn. 120 chói quá em, dạ đúng rồi, chị Liên Liên lấy đen kìa em ơi. 120 ngàn, áo này là 190 ngàn, xe 120. Cái này thì 70kg là chị mặc cũng vừa luôn. Trời ơi quá đẹp. Màu đỏ em có mấy cái nè. Hai cái nè. Hai cái đỏ, một cái vàng, giá sale. Rồi có ba cái đỏ, 120 mấy chị ơi. Cái áo này quá đẹp mấy chị. Đến hột hết nè. Bao giá cho mấy chị luôn có 120 ngàn thôi. Mà chất nè mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy comment 120 cho em. Cái like của em bữa nay nó bị gì nè. 120, siêu rẻ đẹp mấy chị ơi. 120 ngàn. Chế nào lấy 120 comment 120. Bao rẻ nha mấy chị ơi. Đỏ 120 Tuấn Nguyệt nè. Tuấn Nguyệt đỏ 120 trời ơi. Đây mấy chế. Quá đẹp luôn mấy chị ơi. 120 ngàn. Giá thì hơi bị rẻ cho mấy chị luôn nha. Huyền Huỳnh lấy đỏ 120 nè. Huyền Huỳnh đỏ 120. Phương Tiêu đỏ 120 nè. Cái áo này là không đẹp không lấy tiền mấy chị nha. Phương Tiêu đỏ 120 nè. Rồi màu vàng luôn mấy chị ơi. Màu vàng. Đẹp quá đẹp, màu vàng cho em. Còn cái luôn. Dạ hết đỏ rồi, còn vàng. Chế nào lấy vàng comment vàng. Rồi cái áo này mấy chị ơi. Siêu xinh xịn sò. Rồi vàng mấy chị. Vàng 120 cho em, hết. Quá đẹp mấy chị ơi. Mà cái chất của nó cực kỳ đã luôn. Rồi em còn vàng 120, chị nào lấy vàng comment vàng chị vừa không? Trang Lê vừa người yêu ơi. Vừa người yêu, trời ơi người yêu thì vừa đó. Hốt đi chế. Có 120 à chị ơi. Rẻ bèo luôn mấy chị. Rồi áo này luôn mấy chị ơi. Chị Trang rõ lấy vàng. Ok. Trang rõ nguyên. Rồi 45-60kg mặt, sale cho mấy chị 100 ngàn. Giá áp dụng chia sẻ like cho em. Áo Đức Berry. Trời ơi, cực kỳ xịn sò. 45-60kg 100 ngàn. Có mấy cái thôi. 45-60, còn 2 cái 100 ngàn, chị nào lấy comment. Giá là em sale bánh bèo cho chị em mình mặc luôn nha. Sale là rẻ bèo cho chị em mình mặc luôn. Chất thì mấy chị khỏi bàn.
cái chất khỏi cái bàn nha. Rồi, áo đứt berry cho em, hàng cao cấp giá 230.000 á. Hàng hãng đứt berry luôn. Sale với chị 100.000 thôi. Chế nào lấy 100 comment 100 cho em. Áo đứt berry với chị Trần Tiền đen 100. Trần Tiền đen 100 nè. Nguyễn Hiếu đen 100 nè. Nguyễn Hiếu đen 100. Hết rồi chị ơi. Nguyễn Hiếu đen 100. Rồi cái áo này luôn các chị ơi, Gucci. Trời ơi nó đẹp, 100.000 luôn, vừa bán vừa tặng. Áp dụng chia sẻ like. Rồi cái Gucci tay dài luôn, siêu đẹp mấy chị ơi. Gucci tay dài siêu đẹp. Rồi giá 100.000 luôn mấy chị ơi. Trời ơi cái like, bữa nay nó bị gì ta? Không hiểu nổi. Rồi 100.000. Chị nào lấy áo lưới comment. Rồi cái áo này đẹp lắm mấy chị, mặc áo mà ra mặc này trong là hơi bị nó hết nấc luôn. Dung dung 100.000 nè. Đây là siêu bảo like rẻ cho mấy chị nha, bữa nha. Rồi mấy chị ơi, áo này cho em luôn, 50-65kg 100.000 luôn. 50-65 100.000 luôn. Chị nào lấy comment 50-65 100.000. 50-65 tắt đèn hết rồi kìa. Mà không biết lý do gì. Là do cái điện thoại mình sáng quá. 50-65 100.000 sáng quá à. Chỉnh cho điện thoại nó tối lên chút xíu. Khoảng 50 thôi. Không phải luôn. Lý do gì ạ? Rồi mấy chị, tắt thử bóng đèn đi. Tắt thử bóng đèn, mở đèn kia thôi. Tắt thử bóng đèn này. Rồi 100.000 luôn. Rồi cái này 65 kiểu lại nha. Tắt bên này nè. Rồi chị nào lấy comment cho em áo 100.000 chờ neo siêu đẹp. Mấy chị ơi trời cái chất đẹp lắm. Dung dung thấy chị không? Dạ thấy chứ. Một trăm tiền mấy chị. Rồi chế nào lấy thôi lại đỡ đi chứ sao vậy. 100.000 cho em mấy chị ơi siêu đẹp. Bà có xích kem không? Bà điên khùng cái gì á. Xích kem nó chói vậy. Thằng này thiệt cũng giận nhớ cái. Hay là tại đồ đen rồi. Đồ đen hả? À ừ, hộp giá. Thằng đó là đồ của mình không? Hộp giá. Phải không? Không, hộp giá hơn mình. Chưa biết. Bị hộp cháo không? Hôm qua giờ là bị thấy cũng bình thường. Không gì, nhiều khi cái điện thoại mình nó sáng quá. Dành rõ lại đi. Sạc rồi. Chờ em xíu nha mấy chị. Rồi được đó. Bà đi, đây lai đại đi. Nghĩ sao mấy chị thấy chất đẹp là ok rồi. Ừ, rồi mấy chị ơi, 100.000 cho em. Đừng nhìn mặt bà Di này nó không có chất. Đừng nhìn mặt em. Rồi chờ đi em 100.000. Đừng nhìn mặt em. Rồi. Đồ đấy chị ơi. Thôi chối thôi không có gì. Trời ơi, đùi đẹp lắm. Đùi đẹp lắm mấy chị ơi, 230 bộ đùi. Từ 55 đến 75 kg mặt cho em, đùi đẹp siêu đẹp. Chị nào thích mặt rộng rộng thì 50 nha, hàng cao cấp luôn. Rồi xinh xinh. Rồi chế nào lấy comment cho em nè. 230 đùi. Cái chất này mặc là hết nấc quá chị ơi. Khối ở trên là khối da cho mấy chị nha. 230. Không có mặt em mà trắng gì chị. Không phải do mặt nhiều quá. Rồi chế nào lấy comment bộ đùi cho em ha. 230.000. Được rồi đó. Được rồi, ok. Rồi mấy chị, siêu xinh 230 bộ đùi, trời ơi. Cái chất mấy chị ơi, cái chất của nó lưới mặt mát lắm. Chế nào lấy đùi của mình 50-75 thì mấy chị mặc đùi này được ha. Em có trắng. Trắng với lại màu nâu. Đùi nào chị, cái chất mát thượi luôn. Trắng với nâu 230. Chị nào lấy đùi của mình đùi cho em. Siêu xịn sò luôn. Tô chồng Phương Linh lấy đùi à, 230, tô chồng Phương Linh một bộ nè, 230 nè, còn cái bộ này quá đẹp mấy chị, cái bộ này là quá đẹp luôn, 230.000 cái chất mát rượi luôn. Rồi chế nào lấy đùi rồi, ổn định rồi mấy chị ơi, ổn định rồi. Rồi ổn định rồi mấy chị ơi, hết chá rồi. Rồi 230 mấy chị, còn cái bộ này là quá thịnh sò. Em có màu trắng và màu
màu da em đang mặc nha. 230 tiền một bộ đùi. Cái chất quá đẹp luôn quý chị. Chất phải nói là xịn sò luôn. Anh ngồi lấy trắng là ok chế. Quý chị coi chất cho em nè. Mát rượi luôn. Dạng của nó là lưới hai lớp. Lâu lâu mới có mẫu á chị ơi. Siêu xinh có 230 ngàn thôi. Chị nào lấy 230 comment 230. Đẹp cực kỳ đẹp nha mấy chế nha. Cực kỳ đẹp luôn. Quần là có túi cho mình luôn ha. Bao đẹp mấy chị ơi. 230 ngàn một bộ. Dạ hello chị Bạch Tiếp, người yêu của em. Lê Thị Hồng Lợi lấy đùi. 230 ngàn. Quá dễ thương quá chị ơi. Rồi em kiếm bên áo tiếp cho mấy chị nha. Rồi cái bộ này quá đẹp. Đất Berry cho em 270 ngàn. Chị nào lấy đất Berry 270 comment 270. Từ 50 đến 70kg mặc cho em. Bộ này quá mát luôn. Chế nào lấy comment. Em ơi cho chị một cái đồ đen. Rồi siêu đẹp 270 bộ này mấy chị ơi. Trời ơi cái chất mát rượi luôn mấy chị. Để chị cái lít á. Chị đen 270. Chị nào lấy bộ Rippery comment Rippery 270 cái chất mấy chị ơi mát quá. Cái bộ này là siêu đẹp luôn mấy chị. 270 một độ bộ đất Berry hơi bị sang chảnh luôn. Chế nào lấy bộ đất Berry của mình 270. 27 á mấy chị, đẹp lắm. Bộ này nha. Siêu xịn sò luôn. 270 ngàn. Chế nào lấy comment 270 bộ đất Berry cho em nha. Bộ này thì hơi bị đẹp mấy chị. Bộ này chất mặt mát rượi. Trời ơi nó mặc nó mát ơi là mát luôn. Có 270 ngàn thôi. À, em á qua đây ngồi. Rồi cúc hồ nè, một bộ nè 270 nè. Lam tiết chinh 270 nè. Lam tiết chinh 270 nè. Rồi chế nào lấy comment cho em 270. Chị mặc Châu Ý Nhi vừa chị. Trời ơi mặc mát lắm chị ơi, người yêu ơi. Châu Ý Nhi bộ hôm nay bộ này chất mặt mát đẹp lắm. Có 270 ngàn thôi mấy chị. Xịn sò và đẹp luôn. Rồi chế nào lấy comment cho em. Còn một bộ mấy chị ơi. Siêu xinh luôn á. Bộ này bé như dạ không bé chị ơi, không bé nha, bự lắm. Tại cái chất của nó là cái chất của nó là cô tông mà mềm á chị, cho nên là chị mấy chị thấy nó nhỏ chứ không nhỏ nha. Rồi lấy khúc hồ lấy cho 5 ký tiêu em ơi. Khúc hồ 5 ký tiêu. Rồi ok, khúc hồ 5 ký tiêu. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi, nó mát rượi luôn. Cái nguyên cái chất này nó mát rượi mà nó mềm mấy chị nha. Em khuyên mấy chị mua bộ này luôn, cái chất mát rượi và mềm mấy chị ơi. Có 270 ngàn thôi, cái chất mát rượi và mềm. Rồi chế nào lấy comment cho em. Trần Cẩm Giang gửi đồ chưa kìa em ơi. Dạ Trương Thư Nguyệt là 270 một bộ, còn một bộ thôi. Đồ đang đi chị nha. Trần Cẩm Giang ơi, đồ đang đi người yêu ơi. Rồi cái bộ đồ này cho em. Trời ơi cái chất của chị ơi. Cái chất của nó nè. Chất không lạnh luôn, đẹp lắm. Rồi 230 bộ này luôn. Chị nào lấy comment cho em. Tại em xem qua bán cho mấy chị cho có hàng bán chứ mấy bộ này giá người ta bán 250-27 không mấy chị. Rồi em bán giá là bao giá cho rẻ cho mấy chị luôn. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. 230 ngàn một bộ đùi. Siêu xinh và xịn sò luôn. Cái chất mát rượi luôn. Có túi cho mình luôn. Bao sang nha. Không sang, không đẹp, không lấy tiền. Đầm chờ em xíu đi người yêu ơi. Từ đây đến tối em lại đầm nhiều mà. Rồi 230 ngàn. Chị nào lấy 230 bộ này comment cho em 230. Siêu đẹp mấy chị ơi. Chị Bạch Tiết Kiều Thị 230. Đó giờ nó tối rồi đó. Bạch Tiết Kiều Thị 23 nè. Rồi chị Anh Mùi 23 nè. Còn cái bộ này quá đẹp mấy chị. Chị nào không mua mấy bộ này là ghép về mặc thử không? Nó đẹp, cực kỳ đẹp. 230 mấy chị ơi. 230 bộ này cho em. 75 gì đổ lại em chị mặc 50-75 gì 70kg, 50-70 mấy chị mặc vừa nha. Siêu xinh và xịn sò luôn, có 230 ngàn thôi. Bao giá cho mấy chị rẻ luôn nha. Mấy bộ này khu vực miền Tây like nhiều lắm, cho mấy chị đi coi giá đi mấy chị biết. 230 thôi mấy chị. Giờ chị rảnh xuống được không? Dạ được chị ơi. Xuống đây là có mấy đứa con nè. Rồi bộ chờ em xíu em like có mấy cái áo rẻ cho mấy chị nè. Rồi áo cho em nè. 110 ngàn. Trời ơi rẻ bèo luôn mấy chị. 110 ngàn.
Chị nào lấy cam 110 comment giá sale bánh bèo nha. Áo dạng DJ cho mấy chị nha. Chất hình đẹp lắm. Màu à, màu trắng nè. Màu xanh, màu xám là còn màu 1 thôi. Sale mấy chị 110 ngàn. Áo này thì bao rẻ cho mấy chị rồi. Hoa mai 110 nè. Màu trắng 110, màu xanh 110, màu xám 110. Xám, xanh, trắng 110 ngàn. Giá là quá rẻ thị trường quý chị luôn. Rồi tình yêu mà lấy comment liền cho em. Số lượng ít lắm mấy chị nha. Còn mấy cái để em sale đã rẻ cho mấy chị mặc. Để ra màu cho mấy con. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Người ta bán mấy cái chị 189, mà em bán cái chị 110 ngàn thôi. Để đó 110 ngàn. Trời ơi siêu rẻ đẹp mấy chị. Màu trắng nè. Chị Hương ơi, chị lấy màu gì chị yêu ơi. Màu gì còn bên màu cho em cái nhà người yêu ơi. 110 ngàn. Rồi màu trắng nè mấy chị ơi, cái chất mát rượi. Mấy chị ơi, xịn sò luôn mấy chị. Phối quần riêng áo, quần riêng chân váy thì cũng hợp. Có 110 ngàn đó chị. Nó rẻ bánh bèo luôn mấy chị ơi. Nè màu xanh nè mấy chị nè. Đẹp quá trời đẹp. Màu xanh màu trắng cho em nè. Rồi màu xám có 110 ngàn mấy chị ơi. Rẻ bèo luôn mấy chị. Lên form hơi bị đẹp. 60kg lại mặc nha. 45-60kg mấy chị mặc vừa. Đó siêu đẹp. Em mặc thử cái màu xanh cho mấy chị coi nè. Hết nấc luôn mấy chị. Còn mấy cái em sale rẻ cho mấy chị nha. Ủng to cũng được luôn chị nha. Nếu mà chị thích mặc ôm. Đây chị, tại chất của nó nè. Mấy chị thấy chất không? Siêu đẹp. Nương Lê Thị Kiều xám nè. 100 ngàn. Mấy chị thấy chất không? Chất có dạng chất DG đó mấy chị. Chất áo DG. Áo DG là 220. Trơn không mà đã 22 rồi mấy chị. 110 ngàn. Rồi tình yêu rồi lấy còn trắng với xanh. Trắng với xanh 110. Siêu rẻ, siêu đẹp. Xíu nữa em lên đầm chờ em xíu đi. Con chị có đào dung kim lấy xanh nè. Dung kim xanh nè. Rồi ok. Rồi em lên cái mã này luôn. Siêu đẹp nè. Trời ơi có 110 ngàn quá chị. Đẹp dễ mà dễ sợ luôn mà cái chất mát rượi nha. Rồi em còn xanh đen cam. Xanh em hết chị Ngọc Thảo ơi. Qua mẫu này cho em đi. Xanh nè. Màu cam, màu đen cho em. Có 110 ngàn thôi nha. Thì em lấy comment cho em nè. Màu cam, màu xanh, màu đen 110 ngàn giá áp dụng chia sẻ like. Quá rẻ đẹp mấy chị ơi. Có 110 tiền thôi mà cái chất mặt hơi bị mát và đẹp nha. Chế nào lấy comment áo này cho em. Bao giá cho mấy chị rẻ luôn. Rồi màu xanh, màu đen mấy chị ơi. Xanh đen cam. 3 màu 45-60kg mặt cho em nha. Áo này. Nguyên cáo này cái chất mặt hơi bị đã luôn. Hơi bị đã luôn mấy chị ơi. Có 100 ngàn thôi. Rồi tình yêu nào lấy comment cho em 3 màu. Cam, đen, xanh 110 ngàn. Xinh xinh. Rồi cái trắng hộp nè. Còn hai cái sale chị 70 ngàn. Hai cái trắng sale 70. Chị nào lấy comment cho em 70 ngàn giá áp dụng chia sẻ like nha. Vừa bán vừa tặng. Còn tại còn mấy cái lẻ bán cho hết cho mấy chị luôn á. 70 ngàn màu trắng cho em. Trời ơi rẻ bèo mấy chị ơi. Rẻ bèo luôn á. 70k màu trắng. Chế nào lấy comment. Thôi giờ em lên hàng cao cấp cho mấy chị nha. Nó sale đúng không bên ha. Hàng cao cấp nhiều lắm. Rồi chế nào lấy comment cho em nè. 70 ngàn nè. Hương Đoàn nè. Super Linh lấy cam 100 ngàn ok. 110 á, phải 100 đâu chị nha. Trắng 70 Ngọc Thảo nè. 110 ngàn. Hàng đó hàng giá, hàng mới nhưng mà giá em sale vốn luôn cho mấy chị á. Rồi đây còn chồng này nữa em sale rẻ cho mấy chị mặc luôn nè. Này là mấy chị nhỏ nhỏ con, nhỏ size. 70 ngàn luôn, áo hạt châu. Trời ơi, chất nó mát mấy chị ơi. Em có màu da, để mấy chị mặc dễ thương lắm nha. Để mặc thử cho mấy chị coi cái. Thích mặc ôm là 63-65kg gì mặc cũng được. 45 đổ lên. Đây 70 thôi. Vừa bán vừa tặng luôn mấy chị. Không ai bán giá này đâu mấy chị. Hơi bị đẹp. Em có một cái đen nè. Một cam nè. Một xanh nè. Một vàng nè. Đó, màu xám nè. Màu da. Giá 70 ngàn. 70k. Da xám, vàng, xanh, cam, đen. Đây là vừa bán vừa tặng mấy chị. Riêng cáo này vừa bán vừa tặng nha. Giá 70 ngàn cho mấy chị thôi. Rồi chế nào lấy 70, còn mang 70 cam nè. Cam cho chị Bạch Tuyết Từ Thị nè. Trời ơi cái chất không chị ơi. Không mấy chị mua về mà nói xấu là em trả cho mấy chị. Cho mấy chị luôn. Rồi
Chị Dung Kim lấy da nè 70.000 nè, Châu Ngọc lấy đen nè 70.000 nè. Rồi còn xám, còn xám, còn vàng, còn da, còn xanh. Xám vàng da xanh 70. Đó, vừa bán vừa tặng. Chị nào hốt được cái nào hốt. Em là em bán cái nào mẫu nào không những nhỏ nhỏ là em vừa bán vừa tặng cho mấy chị luôn. Không lợi nhuận luôn. Rồi mấy chị ha, siêu rẻ đẹp. 120.000. Đen em hết nè. Xanh nè, chị Thu Tuấn Nguyệt nè. 70.000 nè. Đen hết, còn còn xám thôi. Xám, da, vàng. Rồi áo cho em 65kg lại mặt, 120.000. Em còn hồng xanh nè, 50-65. Áo này chị bao đẹp của mấy chị ơi, 120. Rồi có chất hơi bị mát, 50-65-67 gì mấy chị mặc cũng vừa, 120.000. Trắng, xanh, hồng, 120 cho em. Hàng Quảng Châu siêu đẹp. Ở đây cái viền cổ nó đính đá luôn. Rồi chị Bạch Tiết Cô Thị, 120. Em còn hồng với trắng. Hồng với trắng thì người yêu ơi, áo này hơi bị rẻ đẹp. Để mấy chị hồng và trắng 120.000. Siêu rẻ luôn. Tuấn Nguyệt lấy hồng nè. Rồi còn cái trắng em hết, 120.000. Rồi áo lên áo này cho mấy chị, trời ơi nó rẻ nè mấy chị nè. Áo này phơm to luôn, hàng cao cấp luôn, cái chất nè mấy chị ơi. 75kg lại mặt cho em luôn. Trắng cho chị Châu Ngọc nè. Giá 130, áp dụng chia sẻ like. 75 cái loại mặt cho em luôn, 55 75 75, 130.000. Cái chất thì mấy chị mê không? Hơi bị sình sò luôn. 130. Em có đủ màu. Màu đen, màu tím, màu đỏ, màu hồng, màu vàng, màu trắng. Đen, tím, đỏ, hồng, vàng, trắng. 130.000. Áo phông to. Rồi cái chất là sình sò luôn mấy chị ơi, 130.000 thôi. Tím nữa chị, hồng nè, vàng, trắng, đỏ, đen, xám, 130. Rồi chị Lâm Hiền lấy xám nè. Chất quá đã luôn á chị ơi, cái áo chất quá đã luôn á. Cái chất mà chị về nhận mà không đẹp là không lấy tiền ha. Rồi chị Nguyễn Hương nè, Nguyễn Hương có điện thoại nào lấy vàng nè. Nguyễn Hương lấy vàng. Cái hàng này là hàng cao cấp cho mấy chị yêu mình luôn. Màu đỏ, màu đen luôn á chị ơi, có 130. Nguyễn Thị Tính lấy tím nè, 130.000, rẻ bèo luôn mấy chị ơi. Cái chất mà cho mấy chị coi chất nha. Trời ơi nó cực đẹp luôn mấy chị. Nè chất nè, cực đẹp luôn. Rồi chế nào lấy comment 130. Màu à, màu đỏ, màu đen, trắng, hồng. Siêu đẹp, có 130 mấy chị. 130.000. Giá là bánh bèo cho mấy chị luôn nha, 130. Mặc thử cái đỏ cho mấy chị coi. Cái chất cáo và cái chất quá đẹp luôn. 130 cho em, chế nào lấy 130 comment 130. Siêu xinh đó mấy chị. Đây mấy chị coi chất nè, 130.000 cho em nha. Còn mấy màu thôi. Cái này mấy chị mà mặc với legging đồ cũng được luôn. Tại nó cái tà của nó nè, nó đi bạc bầu. Nó đi bạc bầu nha đó, mấy chị không bị lộ hàng gì hết. Siêu đẹp, có 130.000. Rẻ bánh bèo luôn mấy chị. 130.000. Giá là siêu rẻ đẹp luôn. Em ơi, 130.000 à. Rồi mấy chị áo cho em DJ nè, đẹp lắm, 100.000, màu trắng. Mã số 1 nha. Chị nào lấy trắng comment mã 100.000. Trời ơi cái chất này chị đẹp, đẹp không? Siêu đẹp. 60 65kg gì mấy chị thích mặc ôm thì vừa hết. Mã số 1 100.000 cho em nè. Màu trắng nha, màu xanh nè. Màu xanh nè. Mã số 1. Chị nào comment trắng, comment trắng, xanh, comment xanh. Xanh của vịt 100.000. Xanh của vịt 100.000, trắng 100.000. Mã số 1 nha. Siêu rẻ đẹp mấy chị ơi. Mã số 2. Mã số 2 đính đá 100.000 luôn. Mấy chị nào mua áo của em mà mấy cái áo này là sướng lời luôn. Giá thì hơi bị rẻ luôn. Rồi trắng cho em, mã số 2. Đính hộp Fendi 100.000 luôn, mã số 2. Để lẽ em đường nay để em qua bên. Rồi em like hàng cục cho mấy chị nè.
Trời ơi, đẹp hết nắp quá chị. Giá rẻ bánh bèo thôi, vừa bán vừa cho khách hàng luôn ha. Áo này giá ngoài thị trường đang bán 230 ngàn, mà em quốc cho các chị với giá là rẻ rẻ luôn, 160 ngàn thôi, 160 tiền một áo, 75 kg với lại mặt vừa luôn, có size luôn. Trời ơi, cái chất quá chị ơi, 160 ngàn cho em áo, hai bên là đính hộp luôn, hai bên đính hộp nha. Mấy chị thấy cái form áo không, mặt là quá đẹp, đang bán 230-240 ngoài thị trường, 75 kg loại là em có size cho mấy chị luôn, 50-75, giá em sale cho mấy chị là 160 ngàn, giá là áp dụng chia sẻ like luôn, đầu like giống chị nha. Rồi chế nào lấy áo, còn bên áo rồi cái chất đó chị ơi, đính hộp hai bên nè, đẹp xịn sò luôn, đẹp xịn sò luôn, 160 ngàn. Chị nào lấy áo 160, còn anh 160 cho em áo này. Em với chị cái chất nè, quá đẹp luôn, rất là đẹp nha, không đẹp không lấy tiền mấy chị ha, mịn lắm, cái chất mịn mịn và đẹp, 160. Rồi chị Thu Nguyệt Trần Thị 160, chắc mã 2 thì ruby nè, chắc mã 2 thì ruby có đến 100 ngàn. Rồi áo 160-75 kg là có size, chị lấy một cái nhé, size 60, Hải Anh ok người yêu nè, có 160 mấy chị ơi, rẻ bèo luôn. Em bán là giá cho mấy chị là mua là không bị lầm lỗ luôn, không bị lầm luôn mấy chị nha. Rồi chị Hải Anh 60 kg nè. Rồi 70-75 kg loại, 50-75. Trần Thị Thanh lấy size nhỏ nè, Trần Thị Thanh nè, 160 nè. Rồi ok chị Bạch Tí lấy cho chị size nhỏ nè. Rồi chế nào lấy áo, còn anh 50-75 kg, 160 ngàn, 50-75, 160. Trời ơi, rẻ bèo quá chị ơi, rẻ bèo luôn á. Cái áo này siêu đẹp, cái chất nè mấy chị, cái chất nè, quá đẹp luôn. Xếp bộ vàng dây kéo không chi, xếp bộ vàng dây kéo. Mấy cái mẫu đó hả? Ủa em, mấy cái mẫu là bộ ngủ á, còn không ta? 160 một áo mấy chị nha, áo này là quá đẹp. Mấy cái bộ ngủ, chị bộ ngủ em còn mấy bộ thôi, còn hay thôi hả? Còn nữa không? Chị bộ ngủ thì em còn cái bộ này nè, 290 nè người yêu. Còn cái kem nè, cái kem hồng, cái kem hồng nè chị ơi, bộ ngủ đẹp lắm, 290-75 kg lại mặt cây kem hồng nè, cây kem hồng nha. Rồi bộ trái tim với cây kem trắng, cây kem trắng, cây kem hồng với lại trái tim là em hết rồi chị nha. Áo chị bỏ nến nè, áo 160 cho bỏ nến, cái size L thêm. Rồi chế nào lấy comment nha. Bộ ngủ thì giá có 29 thôi chị ơi, 290 ngàn cho em bộ ngủ nha. Kem trắng. Rồi chị Nguyễn nha, Nguyễn Ngọc Thiện lấy kem trắng nè, Nguyễn Ngọc Thiện lấy kem trắng, áo 160 nè chị, áo 160 em có đen, đen vàng xám ba màu đủ size, áo 160 đẹp lắm, 50-75 kg có size. Chị ơi, hàng về em đâu có chết được đâu chị, em đi tối ngày em đi làm việc cái tối ngày em đâu có chết được đâu, mấy chị lên like lựa cho em chứ, nhắn tin là em không còn, em like em không có nhớ, tại vì em không coi mét được, khi nào chốt đơn mới coi mét, em tra đơn và hàng trả hàng lên hàng xuống cho mấy chị thôi, tại vì hàng mới nhân viên không biết giá nên không trả lời được. Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp luôn, để em lấy cho, để cái nào mà thiếu thì em bù cho, nhưng mà phải 2-3 ngày chứ ơi. Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp, có 160 thôi, 50-75 em có size. Cái mã này thì em có màu à, màu xám nha mấy chị, màu xám, màu đen, đen đang mặc nè, màu vàng nè, áo 160 đẹp cực kỳ, 75 kg lại có size cho chị cái vàng nữa. Rồi chế nào lấy vàng, comment vàng. Vàng nè mấy chị, đây vàng đây, màu vàng cho em ha, vàng, màu vàng, vàng, đen, xám, 160 một áo. Chế nào lấy comment. Áo mấy chị, áo này đẹp lắm nha,
áo trong sáu màu đen thì dùng nhiêu ký chị ơi, thì dùng nhiêu ký chị? Vàng 62, Hằng Nguyễn Thị Bích lấy vàng 62 ký nè. Hằng Nguyễn Thị Bích vàng 62 ok nè. Dung Thì lấy đen nè. Dung Thì nhiêu ký chị ơi, cho số ký tại áo có size chị ơi. Dung Thì cho em số ký tại áo có size nha. Áo 106. Rồi, hello bà Kim Anh. Hello người yêu. Người yêu ơi. Chưa có đơn. 55 ký em ơi. Nè đỏ đỏ size 55 ký. Em 90 vừa chị Phúc. Vừa chị. Rồi áo đi mấy chị ơi, đẹp lắm, xuất sắc luôn. Đính hộp. Hàng loại 1 luôn. Giá cho mấy chị là 230. Cực kỳ đẹp. Chị mặc ít em nhé. Rồi ok chị, 230.000, 50 đến 70 ký mặc cho em mẫu này. Trời ơi siêu xinh luôn mấy chị ơi, hàng cao cấp mới về cho mấy chị luôn nè. Đính hộp cho mấy chị ơi, cái chất đẹp ơi là đẹp. Rồi chị nào lấy áo 230 cùng bên áo 23. Em bán là siêu giá rẻ cho mấy chị luôn mấy cái áo này nha. Má anh đi mặc áo má bán ai cũng khen hả? Trời ơi bà ơi, cái áo này mới về nè, đính hộp, đẹp xuất sắc, 230 má ơi. Đính hộp bằng tay, vừa ép đá vừa đính hộp bằng tay, siêu đẹp. 230.000, người yêu ơi, hai màu. Chị nào mà thích mặc cái áo này thì hốt cái áo này về mặc nha. Hàng nhập Quảng Châu. Cái chất mát rượi, đẹp hơn đây mấy cái áo mà không có đính đá nha. Hàng loại 1 luôn, 230 một áo. Rồi, màu đen và màu da hai màu. Hàng này là hàng nhập Quảng Châu quý chị nha. Rồi chế nào lấy comment cho em. Đính hộp. Chị Nguyễn Ba lấy áo đang mặc 23 nè, áo này quá đẹp. Chị đính hộp 230. Siêu xịn sò, chất mát rượi. Đẹp lắm đó chị ơi. Rồi màu đen. Màu đen với màu đang mặc. Chị Nguyễn Ba lấy đen. Nguyễn Ba đen 230. Rồi chế nào lấy nữa comment. Em bao giá áo này. Áo 50kg Lê Thị Hồng Lợi đang mặc phải không? Lê Thị Hồng Lợi nè. Nguyễn Lan nè. Lấy đen nè, 230 nè. Chị Nguyễn Ba lấy một áo. Còn sạch đưa một áo ra. Rồi da ok chị Lê Hồng Lợi lấy da. Rồi em có đen và da, 230 một áo chị ơi. Áo này đẹp lắm. Đen thôi đúng rồi, Nguyễn Ba lấy đen chị rồi. Rồi chị nào lấy áo đang mặc comment cho em nha. Rồi nó đẹp ơi là đẹp luôn quý chị ơi. Mặc vô vừa sang vừa đẹp nha mấy chị nha. Đính hộp cho mình luôn. Đính hộp bằng tay mấy chị. Rất là đẹp. Đen chị Hương Dung có được không em? Dạ có. Rồi 230.000. Rồi người yêu còn lấy nữa còn banh. Đen với da mấy chị nha, 230. Bao rẻ cho mấy chị luôn. Chế nào lấy còn banh cho em. Con này mới về cái gì là siêu đẹp. Rồi cái áo này mấy chị nào tối chưa lấy được thì comment liền. 230 tiền cho em nè, đẹp lắm. Tối mấy chị mà mua thiếu nè. Em còn một lô nữa nè. Rồi màu vàng, màu đỏ, màu xanh. 230.000. 75kg lại mặc cho em áo này. Rồi đẹp nhất nhất luôn mấy chị ơi. Đó, tối chế nào chưa mua được thì giờ hốt cho em nha. Siêu đẹp mấy chị. 75 nó lại mặc cho em nha. Hơi bị dễ thương luôn. Em có màu xanh, màu vàng nè. Màu xanh, màu vàng, màu đen. Xanh, vàng, đen 230. Chị nào lấy comment xanh, vàng, đen 230.000. Xanh, vàng, đen 230. Hơi bị dễ thương luôn. Nguyễn Hương hồi đó có đơn mấy em ơi. Lấy đang mặc nè. Nguyễn Hương đang mặc nè. Tiết Vân có được không? Đang mặc 230 nè. Rồi em còn màu nè mấy chị nè. Màu đen, đen nè. Rồi màu xanh nè. Với đang mặc 230.000. Chị Hải Anh lấy vàng luôn nè. Hải Anh vàng nè. Chị Linh Ngọc hết vàng nè. Chuyển qua màu đen cho em đi. Đen đỏ đẹp nè chị. Đen đỏ hơi bị sang và xanh luôn. Có 230.000 áo thôi mấy chị ơi. Nó rẻ bèo luôn mấy chị. Thị trường bán 25-26. Rồi, áo đỏ tay dài. Hay cái gì ạ? Da. Màu da cho chị Hà Nguyễn Thị Thu nè, đang mặc. Siêu đẹp luôn. Trời ơi, dễ thương quá chị. Đen nè, chị Hồng Vân nè, Hồng Vân có được không? Hồng Vân kèm số điện thoại cho em nè.
Rồi em có xanh nè. Áo đỏ. Tay mới xuống là sao? Đọc cho chị coi. Tay xuống hay tay bo? Tay xuống hay tay bo? Tay bo. Bo nhỏ thôi chị, bo nhỏ xíu à. Mặt đẹp lắm. Không 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 có bo. Không có chọc nha. Cái mà chất nó co giãn mà. Đó. Không có bị chọc nha. Vâng, vừa bình chánh rồi, ok chị. Rồi màu xanh mấy chị ơi. Xanh cho em siêu đẹp. Rồi em còn đen với xanh. Chị nào lấy comment 230.000 đen và xanh. Đen và xanh 230. Siêu đẹp luôn mấy chị ơi, đen và xanh 230. Trời ơi, rẻ lắm đẹp luôn. Đen và xanh 230.000 một áo. Đó, chế nào lấy comment cho em ha. Đen với xanh 230, ghi 23 chị thôi. Hạ giá hạ luôn á. Áo 25 là có chị, nhưng mà em hạ cho chị luôn. Lê Trang có đơn đang mặc nè. Như Huệ một cái xanh nè. Chị Mỹ Hạnh, Mỹ Hạnh có đơn không? Mỹ Hạnh kèm số điện thoại. Mỹ Hạnh lấy cái áo xanh luôn nè, kèm số điện thoại cho em. Rồi ok. Nè má, má thích mặc ôm thì lấy cái này mà Như Huệ vừa nè. Thích mặc ôm mấy cái này vừa nè. Dễ thương nè. Nè cái chất nè, trời ơi quá đẹp. 220 một áo, bao giá thị trường. Cái chất trời ơi xịn sò luôn. Mấy chế ơi, đằng trước của nó là đính hộp cho mình luôn nha. Cái chất nè, đẹp cực kỳ đẹp. Tay lỡ nữa dễ mặc. Mặc vô cái mát liền mấy chế. Cái chất này nè. Rồi màu rêu nè mấy chị nè. Rêu. Em còn rêu với trắng mẫu này. Rêu và trắng 220.000. Rồi cái áo nó đẹp quá trời đẹp. 50 đến 55 đến 75, cái mặt rộng rãi thì 50 nha. Giá 220 một áo. Cái chất là quá đẹp luôn. Quá đẹp cái áo này luôn nha. Mấy chị mặc vô cái là không mát, không mịn, không đẹp, không lấy tiền. 220.000 mấy chị ơi. Áo này là siêu đẹp, còn hai màu thôi. Màu rêu với màu trắng. Trời ơi mát lắm mấy chị, chất mát kinh khủng luôn cái áo này nha. Trắng 23, 22. Như Huệ 22 trắng nè. Như Huệ 22 trắng nè. Ok nè. Cái áo này mát lắm má ơi. Áo mát lắm. Màu rêu. Màu trắng 220. Rồi cháo này cho em luôn. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Hơi bị dễ thương luôn. 75 đổi lại mặt cho em. 75kg đổi lại mặt. Để coi giá nhiêu. Giá cho mấy chị là 230.000 luôn. 230. Em bao giá cho mấy chị nha. Cái tay mà đính hột cho mình luôn nè. 75 đổi lại mặt cho em luôn. Trời ơi cái áo này lên form đẹp quá. Ship là 30k toàn quốc luôn. Tỉnh, thành phố gì cũng 30k mấy chị nha. Rồi chế nào lấy comment cho em. Siêu xinh. Rồi 230.000 luôn. Màu này mấy chị, màu vàng, màu nâu, đính hộp đá bằng tay luôn. Trời dễ thương quá mấy chị ơi, cháo này quá dễ thương. Màu nâu, màu vàng, màu đen. Nâu vàng đen 275 chiếc lại mặt cho em cáo này. 55-75 nha. Trời ơi quá đẹp. Cáo nè mấy chị, cái chất nè, phê luôn. Hộp của nó đính bằng tay. Siêu xinh. Rồi chị ớt hiểm nè. Ớt hiểm lấy vàng đang mặt nè, 230 thôi. Rồi 250-260 nhưng mà bán cho chị giá sỉ là 23 luôn. Chị nào lấy áo comment áo cho em 230.000. Ruby Ngọc lấy vàng nè, 23 nè. Rồi áo này là quá xịn sò và đẹp luôn. Cái chất thì mấy chị mặc nhìn là biết là mặc mát rượi nha. Rồi màu đỏ luôn nè. Màu đen chứ. Đen đỏ màu da luôn. Chị nào lấy áo 230 comment cho em 230.000. Mẫu mới luôn đó chị. Xuân Trương đang mặc nè, vàng đang mặc nè. Rồi em hết vàng rồi. Bây giờ em còn đen. Đen với nâu có chị, nâu cũng sang. Đen thì dễ mặc. Hơi bị dễ thương luôn. Chế nào lấy comment cho em giá 230.000 một áo. Trời, cái chất đẹp quá chị ơi. Đính hộp tay luôn, siêu xinh, siêu xịn sò. Rồi chế nào lấy comment nha. Hộp của nó đính bằng tay nè. Đẹp cực kỳ. Rồi chế nào lấy đen comment đen cho em. Đen với da còn hai màu đó chị, đen và da còn hai màu. Có 230.000 một áo thôi. Chất mát rượi luôn đó chị nha. Chị nào
nào đấy comment cho em 230.000. Rồi ok chị, ok áo chuột về em chuột. Rồi mấy chị ơi, áo cho em nè, siêu đẹp luôn, 75 đủ loại, em sale cho mấy chị 120.000. Trời ơi cái chất mấy chị ơi, mát lụi màu hồng, hồng 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 cà rốt mấy chị dễ mặc. Đính hộp luôn 120, chị nào lấy áo 120 comment. Cái chất mấy chị ơi, 75 đủ loại mặc cho em 120.000. Hồng cà rốt 120. Chị nào lấy áo 120 trời hàng là xịn sò luôn, mấy chị nào hàng có cấp luôn. Có 120.000 áo thôi. Chị nào lấy comment. Trần Thị Thanh lấy hồng 120. Hộp của nó là đính bằng tay cho mình luôn nha. Hộp đính bằng tay luôn 120.000. Trời siêu rẻ luôn chị. Hộp đính bằng tay 120.000. Chế nào lấy comment. Con gái. Hộp siêu đẹp có 120 thôi nha. Cái chất này các chị trời mặc là thịnh sò luôn các chị. Mặc là thịnh sò luôn. Chế nào lấy comment 50kg vừa, 50kg 75 nhọt vừa chị. Áo này mặc dễ mặc lắm. Em bán rất là nhiều luôn. 120.000. À, áo 130 còn cái chị nào lấy thì comment luôn cho em nè. 50-70kg mặc 130. Trời đẹp lắm mấy chị ơi. Còn cái rớt vậy thôi. Chị nào xã với Nguyễn Yến xã nào. Siêu đẹp 130.000. Chế nào lấy comment cho em 130.000. Em còn cái nha. 130. Kiếm giống vậy màu đen hả? Đen hết trơn mà người yêu ơi. Đen còn là tới 200 mấy. Cái hũ thun đâu. Rồi chị nào lấy comment cho em liền ha. 130 à mấy chị. Em còn cái duy nhất 130. 130.000. Rồi mấy chị ơi, siêu xinh 75 đủ loại mặt 110.000. 110.000, 50, 75, 110. Rồi díu định lấy xanh ok. Trời ơi đẹp lắm mấy chị ơi, gáo chất đẹp. Rồi 110 cho em. Trời dễ thương lắm mấy chị, 110.000. Em bao rẻ thị trường cho mấy chị luôn. 50, 75 thì mấy chị mặc cũng được hết. Cái chất này mấy chị, quá đẹp. 110 thôi mấy chị ơi, 110.000. Trời ơi nó rẻ mấy chị ơi. Thôi thì dễ thương luôn. Chị nào lấy áo cái chất mát rượi nha, có mấy cái thôi, em xem rẻ rẻ chứ nhỉ. 110.000, có 5 cái thôi. Tân Trần lấy 110.000 à. Đính đá đẹp lắm, dễ thương nữa. Cái chất này mát rượi luôn. 110, 110. Chế nào lấy 110, comment 110 cho em. Lon Thu Vũ 110 nè. Lon Thu Vũ 110. Hương Đặng 110 nè. Hương Đặng 110, ok chị nha. Rồi chị nào lấy nữa comment có 110.000 nữa chị ơi. Bánh bèo luôn. 110.000. Châu Yến Nhi 110.000 nè. Áo thì chắc quá phê rồi, chị mặc mắc rượi luôn. Châu Yến Nhi. Có 110.000 thôi, 75kg lại mặc vừa chị nha. 110.000 thôi người yêu ơi. 110.000 thôi, giá là quá xịn sò rẻ cho mình luôn ha. Rồi lấy cho chai nước suối người yêu ơi. Rồi còn cái chứ nào hốt thì hốt. Trời ơi chắc cũng rẻ bèo với chị. Để bèn nha mấy chị nha. Em bán thì mấy chị khỏi phải bàn luôn. Mi Linh Trần lấy 110 kìa. Rồi mẫu này luôn mấy chị ơi. Siêu đẹp, màu trắng 110.000 cho em luôn. 50-75 thì mấy chị mặc cũng vừa. Chốt mấy chị ơi. Tịnh sò luôn 110.000. Màu trắng cho em. Mã số 1 màu trắng 110. Chị nào lấy 110, hàng có cấp luôn. Có 2 cái thôi mấy chị, 110 thôi. Chị nào lấy 110 comment, cái chất quá mát. Phân to luôn nữa. Chị tìm đâu ra cái áo như thế này 110.000. Rồi Mỹ Hạnh là 110.000. Cho chị đi lấy sỉ luôn cũng có giá này. Rồi Mỹ Hạnh là áo 110. Như vậy 110 nè, là hết. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp. Còn 2 cái. Em xem mấy chị 100.000. 100.000. Chị nào lấy 100.000. Dự bị Mỹ Huệ. Mỹ Huệ có trắng 110 nha. 100.000 áo cho em. Đính hộp. Siêu đẹp. Rồi siêu đẹp mấy chị ơi. Có 100.000 thôi.
dùm đơn với gái ok chưa nè? Ok em dùm đơn. Rồi chấm 100.000 quý chị ơi. Siêu xinh, còn ba cái duy nhất 100.000. Quần chị mặc có bán không? Quần em mặc có bán không? Dạ có. Giá giá đây là 340 chị ơi. Nguyễn Ngọc, kèm số điện thoại cho em chị Nguyễn Ngọc nè, 100.000 kèm số điện thoại. Rồi chế nào lấy 100.000 comment cho em. Nguyễn Ngọc kèm số điện thoại cho em nha. Ok, kẹo ông bón chút đơn giao dùm, ok người yêu nha. Ok chế. Rồi, siêu đẹp 100.000 rồi đó chị. Còn cái vừa bán vừa tặng cho người yêu luôn. Quá rẻ luôn chứ phải rẻ nữa. Rồi mấy chị, để em like áo này cho mấy chị nè. Rồi đẹp lắm. Áo qua mà 300.000 ngoài thị trường nha. Riêng cái áo này mà em sale cho mấy chị, em có size 5kg trở lại, 80kg trở lại mà. Sale của chị giá rẻ rẻ thôi, 230.000. Quần đang mặc 340. Rồi cái áo này mấy chị ơi, 5XL, 80kg lại mặc cho em luôn, 230.000. Em bán giá sỉ cho mấy chị mặc nha. Cái áo này là chất quá đẹp. Đây mấy chị, Dior tay đính hộp luôn. Em có size giống chị 50 cho đến là 80kg. Quần em mặc có size chị không? Dạ có. Quần em mặc có size chị 340 luôn. Quần em đang mặc là 340.000. Quần đang mặc ở đâu tìm thấy cho chị không? Bữa còn mấy cái đi em. Rồi chị nào lấy áo 230, comment áo 230 cho em. Mấy chị ơi, cái mùa này mấy chị mặc cái áo này hơi bị phê luôn. Chất mát rượi nha, 230.000, 5XL luôn. Cái chất này mấy chị coi chất cho em nè. Trời ơi, nó đẹp, dễ sợ luôn mấy chị. Cái áo nè, chất là xịn sò luôn nha. Từ 50 đến 70 đến 80kg là em có size 5XL luôn. Shop mua cái này bên shop kia em 450, tức muốn học máu rồi. Trời ơi chị, cái áo này mắc lắm. Riêng cái áo này, cái chất của nó thịnh sò mắc lắm, người yêu nha. Lấy sỉ không là 265.000 rồi chị. Mà tại em có hàng sale rẻ giống chị 230. Đó. Rồi Huy Hoàng với 5X nè. Huy Hoàng 5X nè. Rồi có chị nào lấy quần em mặc thì comment nha. Quần mặc còn mấy cái nè. Huy Hoàng 5XL nè. Huy Hoàng 5XL, hàng này là hàng cao cấp luôn đó chị. Hàng cao cấp luôn. Đây quần em mặc nè, 340. 340.000. Chị, quần em đang mặc nè người yêu ơi. Kèm di nịch luôn á nha chị. Kèm di nịch luôn, 340.000 một quần. Ngọc Mỹ. Còn áo em đang mặc là sale có 23 thôi mấy chị. Về mấy chị nói ừ mặc xấu quá tặng mấy chị luôn. Đó. Rồi em chốt áo nè. À, áo cho chị 70kg đang mặc rồi ok nè. Chị Thi Trần nè. Thi Trần 70 nè. 4XL. My Linh Trần lấy 52 áo hả? My Linh Trần 52 áo nè. My Linh Trần 52kg áo nè. 230 một áo mấy chị nha. Quần 340, quần 340.000 chị ơi. Quần 340 tiền, 65kg lại có size. 65kg lại có size nha. Quần đẹp lắm. Hàng loại 1 luôn quý chị, không phải hàng nhái nha. Cái chất là bao. Bao chất bao đá cho quý chị luôn. Cái quần em mặc mấy tháng trời chưa rớt đá. Mấy tháng trời chưa rớt đá quý chị nha. Nó chỉ có tối đá hơn xíu thôi, chứ nó không rớt đá. Nó chỉ tối đá hơn một xíu thôi chứ nó không rớt đá nha. Rồi cái chất nè, em bao chất cho mấy chị quần luôn. Rồi chế nào lấy quần comment quần cho em. Quần thì giá cho mấy chị là 340.000, còn hai cái nữa hết. Giờ không ai còn đâu mấy chị, cái quần này không ai còn đâu. Rồi áo mấy chị ơi, áo 23. Chế nào lấy áo comment áo cho em. 230.000 áo. Đây cái mẫu này nay về thêm cho mấy chị nè. Nguyễn Trần Mỹ Dung. Mỹ Dung áo 5X. Chế Mỹ Ngọc nha. Rồi Mỹ Ngọc kìa. Rồi Nguyễn Trần Mỹ Dung lấy áo 5X nè.
30 ngàn. Rồi với chị, áo mới về lại cho mấy chị nè. Áo mới về lại cho mấy chị. Giờ bán cho mấy chị đó để rẻ luôn đi. 230 ngàn. Rồi nó rẻ mấy chị ơi. Đó, 230, 75 kg lại mặt cho em. Áo này bữa không có hàng bán luôn nè mấy chị, 230 thôi. Chị nào lấy áo 23 cùng mà 23, sang ơi là sang. Cái áo này luôn mấy chị, đến hộp luôn. Kiếm xỉu là Ngọc Mỹ. Nè mấy chị ơi, đẹp cực kỳ đẹp nha, cực kỳ đẹp. 230 một áo, xinh xịn sò luôn. Mặt thì bao sang mấy chị, bao sang. Em có màu em mặc nè, màu đen nè. Bữa chị nào chưa mua được thì hôm nay hốt cho em nha. Rồi nó rẻ mấy chị ơi, có 230 thôi. Chất mặt là bao mát, xịn sò cho mấy chị luôn. Rồi xanh luôn mấy chị, màu xanh 230 luôn nè. Rồi màu đen luôn nè, 230 luôn. Chị nào lấy áo 23 comment, riêng cái áo này mặc sướng lắm, mát rượi mấy chị nha. Cái chất này mấy chị mặc là mát rượi luôn. 230 ngàn. Đến hộp áo cho mình luôn nha. Có size không? Dạ không, cái này là phi size gì nha, hàng này là phi size. 55-75 kg mấy chị mặc vừa cho em. Màu, màu đen, xanh. Cái này hả chị, cái này vải lưới, vải thun lưới chị nha, mát lắm, mặc sướng ơi là sướng. Rồi chị Lam Trang nè, Lam Trang lấy xanh đen nè, 230. Riêng cái chất này mấy chị mặc mà không mát, không đẹp, không lấy tiền chị nha, rất là đẹp. Rồi chị Kẹo Bi 23 nè, mặc nó bụi bụi, cái áo này mặc bụi bụi nha. Kẹo Bi 23 nè, chị Kẹo Bồng Bon lấy xanh nè, Kẹo Bồng Bon lấy xanh 23 nè. Chị Duyên Lê lấy đen nè, 230 ngàn, đẹp lắm. Chế nào lấy comment xanh đen, cái này mặc hơi bị bụi và đẹp luôn mấy chị ơi. Màu đen, màu xanh, màu da đang mặc 230 ngàn. Chị nào lấy comment màu, mặc thì bao sang. Xanh nó gì? Dạ xanh đây chị nè, em lấy nè, màu xanh nè đó, xanh đen nè, Nguyễn Yến Băng nè, Nguyễn Yến Băng xanh đen nè. Xanh em lấy cho chị rồi nha, yên tâm. Nguyễn Yến Văn xanh đen nè, Nguyễn Lan lấy da nè, Nguyễn Lan da đang mặc nè. Đó, rồi chế nào lấy nữa comment. Có 230 thôi mấy chị, bao vẽ cho mấy chị luôn. Rồi chế nào lấy comment áo cho em ha, 230. Người ta bán 250 đó mấy chị nha, 250 một áo. Riêng cáo này 250, em rẻ hơn tới 20 lắm, 3 đến 2. Nếu mà chỗ nào bán rẻ hơn thì rẻ hơn 10 ngàn, 20 ngàn đó. Rồi chế nào lấy comment 230 ngàn. Chế nào lấy áo comment áo 23. Rồi mấy chị ơi, mới mẫu mới cho em, 50-70 kg mặc cho em, 230. Rồi đẹp sắc mấy chị ơi, cái áo này đẹp lắm. 50-70 kg mặc 230 ngàn. Thích mặc ôm 75 kg mặc cũng được mấy chị nha. Riêng cái áo này Nguyễn Yến Băng mở da hơi bị dễ thương luôn, 230 ngàn đính hộp. Chị nào lấy comment áo 23, hàng Quảng Châu siêu đẹp, bao rẻ bao đẹp cho mấy chị luôn. 230 tiền ơi, cho lên mẫu quần hay mẫu quần hả? Về mẫu quần của lần bước rồi kìa. Rồi 23 mấy chị ơi, áo đang mặc nha, trời đẹp xuất sắc. Cái chất này mấy chị 55, áo này phải 55, 55-75 kg mặc, 55-75. Ngọc Tiến với áo 230, mẫu mới đó mấy chị, đẹp lắm. 55-75 này mấy chị ơi, 55-75 mặc. Rồi 55-75 mặc nha. Rồi quần đó chị ơi, áo đang mặc có mấy màu? Một màu. Áo đang mặc có một màu thôi chị. Rồi quần ngố 320, 75 kg loại 55 đổ lên. Trời đẹp xuất sắc. Quần ngố đó chị nha. Quần ngố này hơi bị dễ thương luôn. 55-75 kg quần ngố, 320 một quần. Cái áo đang mặc Nguyễn Diễn Băng này. Nguyễn Diễn Băng cái áo này phơm lên phơm đẹp lắm mấy chị ơi, mà nó mát rượi. Cái chất của nó mát rượi luôn, riêng cái áo này nha.
Rồi quần đi mấy chị. Quần 55 đổ lên, 75 đổ lại mặc cho em hai. Giá là 320 một quần. Chị nào thích mặc ngố thì hốt cái này, hốt hốt cái ngố này về mặc nha. Thôi thì dễ thương luôn, ngố. Ngố mấy chị. Rồi, áo đi mấy chị, giá sale luôn. Một quần 65, ok chị Lam Trang một quần 65. Lam Trang một quần 320, 65. Quần ngố không ôm của em, tại em nhỏ con á mấy chị mặc, mấy chị mặc là ôm mà, nói gì. Em nhỏ con mặc vô thế vậy mấy chị mặc là ôm mà. Rồi mấy chị áo nè, 340 ngàn á, mà sale với chị là 220 ngàn. Rồi cái áo này mặc đẹp lắm mấy chị ơi, 22 thôi. Chị nào lấy 22 comment 220. 220 tiền cho mấy chị. Màu trắng với màu đen, hàng cao cấp nha. Riêng cái áo này là hàng cao cấp luôn. Hàng xịn sò lại một luôn chứ không phải hàng nhái. Cái in thì mấy chị giặt là không bị rớt in luôn, không bị bung in luôn ha. Riêng cái này đẹp cực kỳ. Hàng là có mã vạch cho mấy chị là mấy chị biết rồi. Áo em xem cho mấy chị 220, hàng Quảng Châu có mã vạch luôn. Mấy chị biết hàng cao cấp rồi nha. Rồi giá sale 220, em bao giá thị trường cho mấy chị luôn, 300 mấy một áo luôn á. Gửi chung với Hoa Mai hả? Rồi ok chị, áo 220 giá sale cho mấy chị tình yêu mình luôn nha. 300 mấy một áo, sale cho mấy chị 220 thôi. Em có màu trắng nè mấy chị yêu ơi, màu trắng và màu đen 220 ngàn. Áo là siêu đẹp luôn mấy chị nha. Giá sale quá to lon với áo 22 nè. Quách tô lon áo 22 nè. Mà chị Thơ màu đen 220 nè. À, chị Phi Trần 220 nè. Rồi chế nào lấy nữa comment. Áo này đẹp lắm mấy chị, cái chóc mát rụi. Chóc mát rụi nha. Hàng cao cấp. Giá sale 220. Siêu xinh luôn á. Còn có hình nó đẹp lắm. Cái chóc cũng đẹp lắm mấy chị. Rồi chị nào lấy comment 22 cho em áo này. Bao rẻ thị trường cho mấy chị luôn. Lê Linh, Linh Lê gì đó. Rồi cho em chụp chụp cho em coi em đổi nha. Rồi Hà Nguyễn Thị Thu lấy trắng 22 luôn. Rồi trắng đen 22 mấy chị ơi. Áo đẹp cực kỳ. Trời ơi. Cái áo này mấy chị ơi. Siêu siêu đẹp. 55 kg. Chị nào mà thích mặc rộng rộng thì 50 nha, đến 75 kg mấy chị mặc vừa luôn. Riêng mấy cái áo này. Cái chất là mặc xuống đời luôn mấy chị. Giá 230 cho mấy chị thôi. Eventry nha. Bên này. Siêu đẹp. Cái chất này mấy chị. 230 ngàn. Đính đá tay là đính hộp luôn. Em có màu đen với màu da. Mẫu mới cho mình luôn. Đen với da. Chị nào lấy comment. Giá là 230 ngàn. Siêu đẹp luôn. Lên phụ vàng phía sau. Đó là dạ hội chị ơi. Dạ hội. Rồi chị nào lấy áo comment áo 230 cho em. Y Vinci á mấy chị, mẫu mới. À mà nó dạng đi đường bên đây được cho mình nè. Để không thấy bụng ha. Siêu đẹp. 230 ngàn Y Vinci. Chị nào lấy áo Y Vinci comment Y Vinci 230. Rồi Y Vinci là quá đẹp luôn mấy chị. Hộp của nó nè mấy chị. Vừa ép vừa đính bằng tay luôn. Vừa ép vừa đính bằng tay luôn. 230 ngàn. Chị nào lấy áo 75kg vừa luôn người yêu. Thôi cái chốt này mặc xuống lắm. 55 đến 75 đi mấy chị. Riêng cái áo này nha. Mặc hơi bị đẹp, mà không đẹp là em bao trả tiền cho mấy chế luôn. Siêu xinh mấy cái áo này luôn. Em bán rất là nhiều luôn á chị ơi. Áo này em bán rất là nhiều luôn. Rồi chị đen nè, lon vũ lấy đen nè. Cái chất mặc đã lắm người yêu ơi. Cái chất mặc đã cực kỳ đã. Lên đầm cọc cái lon đen. Đầm cọc hả chị. Chị đen, lon vũ lấy đen rồi chị ơi. Đen rồi cho chị rồi nha. Lê Dung lấy đen. Lê Dung đen. Rồi ok chị. Vì em bán giá cạnh tranh, giá sale đó mấy chị. Không có giá này đâu, 250 một áo. Bán cho mấy chị với giá 230 luôn.
chất mát rồi. Rồi mẫu này luôn mấy chị ơi, coi mấy chị coi chất cho em nè. 230.000, siêu thịnh sò luôn. Rồi tình yêu nào lấy comment cho em ha. Đó, cái này thì một màu giá 23 thôi mấy chị ơi. Cổ tim mấy chị cũng dễ mặc nữa, mà cái chất nè. Rồi cực kỳ đẹp luôn. Mát rồi mấy chị nha, không mỏng. Rồi chế nào lấy áo 230 comment 230 chữ cho em ha. 230 chữ đúng hồn. Siêu đẹp. 230 chữ cho em. Dung kim lấy áo nè. Ngọc tím áo nè. Mặt nó hơi bị sang quá chị, mặt nó sang ơi là sang các chị nha. 230.000 mặt bao sang bao thịnh sò cho các chị luôn, cái chất này mát rượi nha. Rồi Nguyễn Hiến băng nè, Nguyễn Hiến băng nè. Rồi áo là 230.000, chị nào lấy áo còn anh áo cho em, chất mát quá mát luôn. Rồi lon thu hủ lấy chữ nè, còn cái chỗ nào lấy thì comment cho em nha. Có 230 thôi các chị. Rồi em lên cái mã này cho các chị nữa nè. Còn cái đẹp, màu nào cũng đẹp. 230. Rồi mấy chị ơi, quá đẹp luôn, 75 đổ lại mặt cho em áo này luôn. 230 chị Hiếu Lê. Hiếu Lê 23. Dạ hội. Áo gì chị? Dạ không chị nha. Rồi chế nào lấy khu xì comment cho em. 75 đô lại mặt cho em nha. Trời ơi cái áo này đẹp quá mấy chị ơi. Nè 75 đô lại mặt 230. 230 áo này 26 luôn á. Mình giảm cho chị bằng giá luôn. 230.000. Em có màu da với màu đen. Trời ơi đẹp quá trời mấy chị ơi áo này. Chị nào không mua là tiếc cái áo này. Tịnh sò luôn mấy chế ơi. Trời ơi quá đẹp. 230.000. Ruby nè, lấy đen nè. Ruby ngọc đen nè. Màu da với màu đen cho em liền quá chị ơi. 230. Giá là siêu rẻ đẹp luôn không? Chị nào mà thích mặc mát, thoải mái thì gin mấy cái áo này về mặc nha. Siêu đẹp. 230.000 cho em. Màu da sang ơi là sang quá chị nha. Chất nè. Mấy chị thấy chất không? Đã ơi là đã luôn. Khoa đồng nội lấy đen nè. 230.000 nè. Mỹ Hạnh lấy áo da nè. Mỹ Hạnh 230. Huỳnh Thảo Linh da 230 nè. Cái này là mẫu này hơi bị đẹp. Rồi chị Lan Xuân nè. Đen 230 nè. Lan Xuân đen 230 nè. Phi Sa dạ đúng rồi. Duyên Lê đen 230 nè. Rồi Phương Tiêu nè. 230.000. Đen nè. Rồi màu da nè. Rồi đẹp Linh Cao nè. 230 nè. Em còn da thôi mấy chị ơi. Sợ không vừa bán vừa chị yên tâm. Em nói vừa là vừa nha chế ơi. Yên tâm. Trời ơi nó đẹp nè chị. Rồi chị Linh Cao có chưa? Rồi chị Lam Trang lấy đang mặc nha. Chị Lam Trang đẹp lắm người yêu ơi. Đẹp xuất sắc người yêu ơi. Hết đen. Em có da chị. Tiết Vân lấy da đúng không? Rồi Tiết Vân da là hết. Có mẫu gì mấy mẫu bút rì còn không? Bút rì thể thao á chị, bút rì thể thao hay sao, bút rì thể thao hay sao, bút rì thể thao hay sao chứ? Áo đang mặc hết là Du Huệ, cái áo Du Huệ mặc vừa mà hết. Rồi mấy chị cái này cho em nè, về lại đẹp lắm. Cho đến 70kg, 50 đến 67kg với chị vừa nha. Đây siêu xinh luôn. Em xem với chị 240. 240.000. Da 230 em hết chị. 240.000 thôi. Còn beo sọc. Beo sọc với bi với chị. Beo sọc với bi trời đẹp cực kỳ luôn. Em xem 240 áo này nha. Để khách đặt quá em về thêm. Còn một ít em về thêm cho mấy chị thôi. Mà giá sale luôn 270 với chị sale 230. 50kg cho đến là 67-68kg với chị mặc vừa. Mặc với chị mặc với lại quần à. Ôm, quần ôm lên bóp một cái thôi là hết nấc với chị nha. Nguyên cái áo này. Bi nè. Sọc nè. Dung thì lấy bi nè. Rồi siêu xinh với chị có form nè. Các chị thấy không? Hơi bị dễ thương. Các chị mặc quần ôm cho em. Quần da ôm cũng được nha. Giá cho mấy chị là 240.000.
một áo. Rồi xin sò luôn cái gì thấy 50. Bao nhiêu? Lấy 50. Ừ, lấy thôi. Rồi chế nào lấy beo, còn bên beo lấy màu ngựa vàng, còn bên ngựa vàng đó còn 240 giá sale mấy chị. Mấy chị lên cái quần da quần ôm cho em. Dạ da hết chị ơi, da hết rồi. Trời nó đẹp quá trời đẹp mấy chị. Chế chế trước đi. Cái áo này hơi bị đẹp nha, hơi bị đẹp luôn. Ở trước nó đến hộp Martino cho mình luôn nha, 240 ngàn. Chị nào lấy áo 240 còn bên 240. Sọc nè, kim chị Nguyễn Kim Loan cho em quen quen hả, Nguyễn Kim Loan nè, ok người yêu nè. Rồi 240 à, bao rẻ đẹp đó chị ơi. Cái áo này 240 ngàn, siêu rẻ đẹp nha. Ngựa vàng ok chị, em lấy ngựa vàng cho chị rồi nha. À, beo nè, Nguyễn Hương lấy beo nè, Nguyễn Hương beo ok không nè. Em mấy chị ơi, đẹp xuất sắc, 55-75 kg mà. Em có màu đen, màu đen với màu da, đen và da, thích thì lấy đi. Đen và da siêu đẹp. Chị nào lấy comment đen và da nha. Ủa bà có lấy đâu? Trời, 81 cái bự cái bạn. Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp luôn nè. Rồi 230 một áo. Đen và da nha mấy chị nha, đen và da 55 cho đến 75 kg lại mặt cho em nha. Áo này 55-75. Chế nào lấy comment cho em 230 ngàn. Rồi cái chốt này mấy chị ơi, đẹp cực kỳ luôn, em mặc rộng quá không có đẹp. Mấy chị 55-75 mặc cho em ha. Cái áo này 230. Xếp bộ tôi. Xếp bộ hả? Xếp bộ tối lai cuối cùng, xếp bộ lai cuối cùng là xếp gì em? Cái bộ lai cuối cùng rồi. Nhớ đổi. Giờ là bó tay luôn. Cá này đẹp lắm nè. Để em lên cá thì em có chị nè. Rồi xịn sò luôn nè. Hết rồi. Rồi. Trời ơi mấy chị ơi, đẹp quá đẹp. 230 cho em luôn nha. Ừ. 230 tiền. Đi máu thôi nó thoải mái mà. 230 ngàn. Quá đẹp mấy chị, 75 của lời mặt cho em. Cái chốc 55-75. Mấy chị thích mặt phơm nè. Thích mặt phơm ấy thì mấy chị cột dây lên, còn không thích thì để phơm bình thường. 55-75. Đơn hôm trước nay chưa nhận được. Rồi ok chị đếm cho. Trời ơi siêu đẹp mấy chị ơi. Siêu đẹp. 230 một áo, chị nào mua áo này là tiếc rồi. Cái chốc nó quá đẹp luôn. Cái chốc quá đẹp luôn. Mà nó dễ thương. Em có màu cho mấy chị là màu xanh. Màu xanh với lại màu sọc xanh với sọc đỏ. Sọc xanh beo nè, beo đỏ nè mấy chị nè. Với sọc xanh 230 nha mấy chị nha. Cái áo này dễ thương quá, cái túi nè 230, chế nào lấy comment 230 ngàn. Chờ hoài mẫu này. Quá xinh nữ nè. Ừ, cái mẫu này đẹp xuất sắc má ơi. 230. Rồi chị nào lấy comment bao giá rẻ nha. Riêng mấy mẫu này em bao giá rẻ cho mấy chị nha. Em like là hơi bị rẻ luôn á mấy chị. Rồi chế nào lấy comment giá 230 ngàn một áo. Rồi ok chị, Thanh Thảo đang mặc ha. Sọc xanh và sọc beo. Sọc xanh và beo cho em nha. Thanh Thảo nè, 230 nè. Còn cái áo đẹp quá mấy chị ơi. Nguyễn Trần Mỹ Dung lấy eo vì hả? Eo vì nào vậy? Eo vì đen. Nguyễn Trần Mỹ Dung lấy eo vì đen hả? Eo vì nào vậy chị? Rồi mà chị Thơ đang mặc nè, beo nè. Mà chị Thơ đang mặc, lấy đang mặc võ thanh nữ nè. Võ thanh nữ lấy đang mặc nè. Rồi chế nào lấy nữa cần thanh xem. Giá có 23 à mấy chị ơi. Đẹp bánh bèo luôn.
một áo nha. Trời, cái áo này siêu đẹp quá mấy chị, nó siêu đẹp luôn. Em mặc xanh cho mấy chị coi nè, cái chất quá đẹp, mặc như không mặc vậy mấy chị, mặc như ở trần. Thấy dưới bàn là gì nhỉ? Rồi chế nào lấy comment cho em nè. Lấy đi, lấy đi. Rồi xanh mấy chị ơi, cái chất mấy chị thấy không, đã ghê không? Mặc đã ghê luôn. Rồi 230. Khách qua nhà ưu tiên mà lo gì, tối không chốt cho bà. Rồi, ngu xì nè chị. Ngu xì đẹp quá trời đẹp. Ai biết đâu, tao bán cho mình thấy. Ai tiêu còn đủ số lượng không vậy? Thấy khách đặt quá trời, 15kg. Đổi xanh đi hả? Rồi ok chị ơi, đẹp quá má ơi. Giá 23 luôn. Màu da với màu đen. Đổi xanh nè. Đổi xanh nữ, đổi xanh. Cái áo này chị nào mua tiếp nha, đẹp lắm. Rồi da với đen. Da với đen người yêu ơi, áo này đẹp quá. Da và đen nha. Người yêu nào lấy comment cho em. Da và đen hai màu. 70kg loại mặc vừa. Thích mặc ôm thì 75. Báo mấy chị nha. Siêu đẹp. 55 đổ lên. Trời cái chất nữa chị. Quá xịn sò luôn cá. 230.000. Đính hộp bằng tay luôn mấy chị nha. Chị nào lấy áo 23 comment 23 cho em. Mấy cái này áo đẹp lắm. Siêu xinh luôn. Rồi keo vì luôn các chị, đen ngọc tiến nè. Ngọc tiến 23 nè. Rồi cái mã này nữa chị lạ lạ nè. Nguyễn Kim Loan lấy da nè. 230. Rồi 23 luôn nữa chị, chất nè. Trời ơi. Nó đẹp mấy chứ ơi. Chất nó mát rượi, mặc vô một cái em thấy nó mát rượi luôn á mấy chị. Rồi chế nào lấy comment cho em. 230.000. LV. Một màu tím duy nhất. Một màu tím duy nhất. 230. Không sang, không đẹp, không lấy tiền mấy chị nha. Chất mát rượi. Đang hot cái mẫu này luôn á. Giờ năm nay là đang hot luôn mấy chị nha. Đang hot luôn người yêu ơi. Đang hot mẫu này luôn. Áo em đang mặc nè. Chị Ngọc Phương nè. Nguyễn Lan nè. Nguyễn Lan nè. Có đồ bộ chờ em xíu. Có đồ bộ. Có người yêu nha. Có chờ em xíu người yêu. Rồi em lên cái mã này cho đó chị. Cái nữa là chuẩn bị hết áo này nha. Rồi chuẩn bị qua đầm với qua đồ bộ. Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp. Ngọc Phương tờ 4. Ngọc Phương là tờ 4. Trời nhức nách luôn mấy chị. Rồi chế nào lấy comment cho em. Màu vàng, màu đen hai màu. Vàng đen hai màu, 50-70 mẫu này thôi mấy chị nha. Trời trời nó đẹp mấy chị ơi. Mấy chị hốt vàng liền mấy chị ơi. Lâu lâu mới có vàng mẫu này. Áo mà áo trơn còn chưa có vàng đó mấy chị. Rồi siêu đẹp. Chế nào lấy comment cho em. Màu đen với màu vàng hai màu mấy chị ơi. Đen với vàng nha. Trời cái chất nữa mấy chị. Đen và vàng LV nó sang ơi là sang mấy chị ơi. Sang ơi là sang luôn. Còn tay dài, ừ giờ nó ra đang hot tay dài người yêu ơi. Mà mặt có nóng đâu má. Mặt nó đâu có nóng đâu. Cái chất của nó là lưới mà. Không lưới mặt đã lắm. Chị thấy thay đổi áo. Quần xen kẽ. Hoa cả mắt hả? Dạ giờ hết rồi. Hết áo rồi. Rồi chuẩn bị qua đầm với đồ bộ cho em. Rồi xíu nữa muốn lấy áo thì quay lại áo. Hoa cả mắt. Đẹp quá mấy chị ơi. Áo này chất đẹp lắm. Bộ để yên đó. Bè.
Nguyễn Lan lấy vàng nè, Linh Cao vàng nè. Nói chung em bán hàng là bao rẻ mấy chị yên tâm, bao rẻ cho mấy chế yên tâm nha. Em bán không có mắc đâu, mấy chị yên tâm luôn. Nguyễn Kim Loan lấy vàng mở da. Rồi ok. Rồi mấy chị ơi, đầm 370 mới về lại đúng sai. Chị nào mũi chưa có thì hốt liền nha. 370.000 siêu rẻ đẹp. Chị nào chưa có thì hốt liền. Rồi nó sang ơi là sang mấy chị ơi, sang ơi là sang mẫu này luôn. Rồi em có từ 50 cho đến 7 đến 80 kg là có size cho chị luôn. Em có size 118, 12, 13, 14 và 15. 1 2 3 4 5 5 size. Giá là 370. $370,000. Rồi chị nào lấy, rồi 370 tiền, chị nào lấy đầm comment 370 nha. Trời ơi, khách đặt, khách đặt em mới về lại cho mấy chị á, đẹp lắm cái mẫu này luôn. 370 mấy chị ơi. Ủa cái này của ai à? 370. Đầm em đang mặc. Cưng cầm cái xe 5 rồi ok. Muốn cầm xe nào nên cầm xe đó. Đây chứ ơi, 5X 80kg, 85kg. Mặt còn vừa nữa chứ. Siêu đẹp, hàng Quảng Châu nha. Rồi chị Mỹ Du nè. Mỹ Du 75kg nè, 4XL. Rồi cái này đầm hàng nhập cho mấy chị nha. Đầm hàng nhập, siêu đẹp luôn. Giá cho mấy chị là 370. 370.000 một đầm. Tay ngắn hả chị? Không, mùa này chắc tay ngắn hả? Chắc không có rồi. Rồi áo đi mấy chị ơi, đẹp lắm. 50 đến 70kg mặc cho em. Thích mặc ôm 70 còn 65. Giá 240. Chị nào lấy áo 24 comment 24. 50-65kg. Mày mấy chị chất à. Thôi mặc sướng ơi sướng. Rồi 45-65kg mặc cho em 240.000 áo. Áo này thì mấy chị mặc hơi bị xịn sò luôn, hình như mặc ngược rồi. 240.000. Có gì lên đó cho mấy chị đi. Trời cái áo này mặc sướng lắm mấy chị ơi. Mặc cái chất của nó đã ơi là đã luôn. Hot girl mặc không. 240.000 mấy chị. Cái chất mặc đã ơi là đã. 45-65 đi mấy chị ơi. Đá là đính bằng tay luôn. Đá đính bằng tay nha, đính chỉ bằng tay. Đó cho nên mấy chị không sợ sức. Chị nào lấy áo còn mấy áo 240. Áo này đẹp lắm mấy chị, mặc phối quần riêng, quần đùi gì cũng đẹp. Riêng cái áo này mấy chị mặc phối quần đùi riêng gì cũng đẹp nha. 240.000 một áo á chị nha. Chế nào lấy áo còn mấy 240 cho em. Bộ chờ xíu nha chị ơi. Chưa có bài bộ được. Xe lên bộ xe cho chị cho rồi. Bộ xe nha. Rồi bộ xe. Bộ 400 mấy nè. Size 70kg lại. Em xe cho mấy chị là 300.000 một bộ. Chị nào lấy bộ LV 70kg lại xe 300. Hàng cao cấp trời ơi chị ơi. Chị mua được bộ này là xuống đời luôn nè. 70kg lại 300. Giá của nó gần 500.000 một bộ đó chị. Xe 300 thôi. LV chất cực kỳ mát. 300 tiền còn 2 bộ cho mấy chị nha. Size này 70kg. 70kg rồi mà. Em xe 300 còn 2 bộ. Trời ơi hơi bị sang luôn mấy chị. Cái chất mặt đã lắm. Chế nào lấy comment 300. 300 LV mặc bao sang và mát mấy chị nha. 300 chị hàng nay có đơn. Hàng nay hàng sale nha chị nha, hàng sale nha. Riêng bộ này là sale giá rẻ cho chị nha. Rồi hàng nay 300, thanh thảo 300 là hết. Thử giá 300. Rồi, thanh thảo 300 là hết.
cái bộ này mấy chị mua về mà không đẹp không lấy tiền ha. Rồi bộ này luôn mấy chị, siêu đẹp hết rồi. Rồi bộ này giá cũng 500 một bộ, sale cho mấy chị là 350. Chị nào lấy 350 cùng anh 350 cho em nè. Mấy chị mua hàng trên online là mấy chị biết rồi, mấy chỗ khác bán rất là cao. Em sale cho mấy chị 350, 45-60kg là em có size nè. Để em coi còn bộ cái size gì. 50-60 350 bộ thể thao siêu đẹp. Cho chị một đầm 370-70kg Lan Ngọc cho số điện thoại. Rồi 350, 50-60kg. Bộ chị ơi 350.000. Theo Lan Ngọc, Lan Ngọc bấy. Kèm số điện thoại chứ ơi. 350 bộ này với chị ơi. Rồi đẹp cực kỳ á, 500 một bộ theo 350. Chị nào lấy cùng anh. 50-60kg thôi. 50-60kg. Đang học ok. Rồi mấy chị sale xếp 3 món cho mấy chị nè. Giá 400 mấy 500 một bộ. Giờ sale cho mấy chị là giá 310 ngàn. Mấy chị ơi 310 thôi nha. Xếp 3 món cho em. Đủ size. Từ 50kg. Ông đó ơi, thảy qua cái này cho cái ông đó ơi. 3 món 310 thôi chị. Đâu mấy chị mua đâu ra mà xếp 3 món thì giá 310 mấy chị ơi. Ừ, thấy đó chị Cam Thanh. Màu đen, màu trắng, màu đỏ. 3 màu, đủ size, chị nào cũng lấy màu nào, comment màu đó em lấy cho. Cái hàng hôm nay là sale siêu rẻ luôn. Đó, cái chất trời ơi quá đẹp, hàng Quảng Châu đó chị nha. 310 một set thôi. Tình yêu nào lấy comment liền cho em 310.000. Nè mấy chị, trời ơi đẹp, mấy chị mà không thích mặc thì mặc set riêng làm cái áo khoác riêng cũng được nữa. Có 310.000 thôi. Đủ size kèm số ký, kèm màu cho em nha. Riêng cái bộ này là giá em sale quá rẻ luôn, có 310.000 thôi. Kèm số ký, kèm màu cho em. Rồi cái chất mấy chị ơi phê luôn. Có túi cho mình đầy đủ ha. Quần và có túi luôn, rất là sâu, hàng hiệu luôn. Giá 500 mà sale 310. Comment màu cho em nè. Màu tém lên màu đi coi. Màu đỏ nè chị nè. Màu đỏ nè, màu đen nè. Đó. Mấy chị cứ lên màu đi, rồi em cam size. Siêu đẹp. Trời ơi, gu xì nữa nè mấy chị nè, đỏ nè. Từ để em lấy cái mẫu Chanel trước ha. Chanel nè. Chanel đỏ đen nè. Trắng nè, 3 màu. Hả? Ừ, biết rồi. Rồi, màu đỏ nè, cho mấy chị coi đỏ nè. Xếp 3 món cho em nha. Đỏ nè mấy chị nè. Chế nào lấy màu nào comment màu đó nha. Đỏ, màu đen. Đây mấy chị. Đen. Trời quá đẹp. Quá đẹp. Rồi đen cho em nè. Chờ đeo trước nha. Cái này gu xì chứ, gu xì phải không? Đúng rồi, gu xì. Gu xì tia. Rồi em chốt nè. Em chốt cho mấy chị nè. Chắc ăn màu cho em nha chị nha. Chắc ăn màu cho em dùm cái nha. Để con khỏi lộn nha. Ba màu đó. Chắc ăn màu cho em nha. Để em chốt nè. Kim Nguyên Phạm lấy đen 75-310. 2XL. Kim Nguyên Phạm nè. 2XL 75kg nè. Rồi chị Ngọc Phượng nè, Ngọc Phượng có đơn không em? Dạ có. Ngọc Phượng 62kg đen nè. Ngọc Phượng 62kg đen nè. 62kg đen nè. Rồi, lớn nhất màu đen đúng không? Nguyễn Trần Mỹ Dung nè. Kêu bé gọi
đội chốt em ơi. Nguyễn Trần Mỹ Dung nè, đen nè, 2XL. Nguyễn Trần Mỹ Dung đen 2XL 310 nè. Thì ruby đỏ 60kg nè. Thì ruby đỏ 60kg nè. Thì ruby đỏ 60kg. Thì ruby nè. Đỏ 60kg. Đó nè. Không không. Giá gì? Bài. Ơi sai rồi, sai rồi. Có dấu á. Mà Phương có dấu. Thầy Du Vy nè em ơi. Thầy mất rồi. 60kg nè. Như Huệ hai màu hả? Rồi còn đen thôi chị ơi. Trắng em coi còn không đã. Trắng lớn nhất. Phương Nguyễn nè. Nguyễn Hương trắng 65 nè, Nguyễn Hương nè. Trắng 65 nè. Cúc Hồ trắng canh vừa nha Duy, Cúc Hồ nè. Cúc Hồ trắng nè. Cúc Hồ trắng nè. Cúc Hồ. 310 đen lớn nhất nè. Nguyễn Trần Mỹ Dung có rồi đừng comment nữa chị nha. Gucci đen 75 nha. Rồi, Dương Ánh lấy đen 70 nè. Dương Ánh đen 70 nè. Dương Ánh nè. Đen 70 nè. 310 đen XL. Này mấy con. 310 đen. XL cáo. Đỏ 310 Hà Nguyễn Thị Thu. Rồi hết 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 màu rồi em lên màu phố khác. Giờ bây giờ còn đen thôi. Còn đen gu xì xe to. Trắng nè. Trắng thì em để cho chị. Bộ đen 50 kg. Trắng thì Diệp chị vô Triệu Huỳnh nè. Trắng Triệu Huỳnh còn bộ xe nhỏ nè. Trắng trai à? Trắng trai. Chị trang chưa mất. Chị trắng. Bộ trắng là 60 không? Nè, trắng là 60 nè. Bộ đen xung quanh. Ờ, chị ở đâu chị nhớ được. Đen à? À, trong bệnh nè. Đen à? Dạ, dạ. Cho xíu, xanh xa lại cho. Trắng có rồi đó. Trắng có rồi đó, để tìm bộ đen nữa thôi. Rồi đen còn 2 ít thôi à. Trang trương luôn á. Đúng rồi, trắng và đen á. Rồi còn đen còn 2X rồi qua mẫu khác. Rồi em lên mẫu này. Lên mẫu này cho mấy chị cái nè. Rồi em qua. Trắng đen 2 màu. Còn ai lấy không? Đỏ 310 Dương Ánh có rồi nè. Triệu Huỳnh có rồi nè. Rồi Ngọc Em Nguyễn 80kg mặc cũng vừa luôn yêu. Màu đen. Màu đen nha chị Ngọc Em Nguyễn nha. Rớt mạng hả chị? Ừ rớt mạng. Bộ đang mặc bao nhiêu? 310 xếp 3 món. 310 bây giờ em còn size 2X. Chị Dương Ánh một bộ thôi. Rồi qua bộ này cho em đi mấy chị ơi. Chanel cho em nha. Đẹp lắm. Chanel thì có size 50 đổ lên. Rớt mạng rồi đúng rồi em đang cũng bị rớt mạng. Em thấy mạng nó rớt. Rồi Chanel đi mấy chị. 310 một bộ à. 50. Trời ơi, siêu đẹp đó chị ơi, 310 bộ, 3 món. Cái chất quá đẹp luôn. Chị nào lấy comment. Không, Thương Lương lấy qua mẫu này cho em đi, mẫu kia em hết rồi. Trời, mẫu nào cũng đẹp mấy chị. Mẫu nào mấy chị mặc cũng đẹp hết trơn. Yên tâm, em mua đại đi mấy chị. Có 310 được set 3 món siêu đẹp. Chị Như Huệ là có 2 màu rồi, đen với đỏ rồi. Đen với đỏ mua xì rồi. Rồi trắng nè. Trắng đỏ đen chờ đeo. Trắng đỏ đen chờ đeo đi chị ơi. Để bèo với chị ơi. Chờ đeo trắng đỏ đen cho em nè. Đen còn nè.
75 80 kg gì mà cũng vừa hết trơn. Đỏ luôn nè. Còn mấy bộ thôi mấy chị. Trắng size nhỏ nè. Nghe em có bộ trắng nãy nè. Thiếu một cái nè. Phải không? Rồi, chị nào lấy comment. Trắng hết size rồi, trắng còn size nhỏ. Em còn đen. Trắng còn size 65 thôi mấy chị ơi. Trắng size 65 của lại thôi. Đen còn size 75, đỏ còn size 75. 55, 75. Em mặc đen cho chị coi. Đây nè má ơi, đen nè má ơi. Đẹp lắm má ơi. Có 210 rồi mấy chị ơi. Nó rẻ bèo luôn. Nè, 310k, màu đen thôi. Nó khác khác vô cái áo đen thôi chị. Còn cái áo ở trong vẫn trắng. Đó, siêu đẹp nha, chị vô thường lấy đỏ nè. 310 chị vô thường nè. Rồi, em khoác áo đen cho mấy chị coi. Đen thì em có size 55, 75. Trắng thì 765 kêu lại. Không, chị lấy màu đen 80. Rồi ok chị. Em hai màu đen nè mấy chị. Trời ơi đẹp ơi là đẹp, mấy chị yên tâm. Rồi chị Ngọc em Nguyễn nè. Mấy chị vừa làm áo khoác vừa làm set được luôn mấy chị ơi. Mấy chị không thích thì để cái này với chị mặc bình thường, một bộ bình thường nha. Chất hơi bị đẹp. Còn cái áo thì mình lại để làm áo khoác. Có túi cho mình luôn. Đó, siêu đẹp, có 310 một set thôi đó chị. 310.000 tính ra một món có 10.000. Ủa một món có một món có 100.000 thôi mấy chị. Một món có 100.000 mấy chị lo đâu ra mà cái áo khoác thì giá 100.000, cái quần 100, cái áo 100. Đó. Rồi chế nào lấy 310 còn bên 310 cho em ha. Siêu rẻ đẹp luôn. Màu trắng, màu đen cho em. Dương Ánh có một bộ đen, người yêu ơi. Dương Ánh có một bộ đen. Rồi em còn đen, đen nè mấy chị nè. Đen 75, 80kg vô lại mặt vừa nè. Trắng thì 65. 50-65kg có trắng. 50 thì em còn size Đinh Thị Tâm nè. Đinh Thị Tâm bao nhiêu ký, kèm số ký thì chị mới biết canh size. Kèm số ký em mới biết canh size người yêu ơi. Kèm số ký thì chị mới biết canh size nha. Giá 310 rồi mấy chị ơi, rẻ bèo luôn mấy chị. Rẻ bánh bèo cho mấy chị luôn nha. Rồi ship vô nè, để lộn. Cho em một bộ đỏ Chanel hết đỏ. Còn trắng với đen. Còn trắng với đen người yêu ơi, hết đỏ rồi. Trắng với đen thôi, hết đỏ. Nè, Chanel cuộc lại. Rồi, rẻ bèo luôn mấy chị. Nhung, chị nhung gì không nghe không vô. Coi thế này, coi đồ bộ hả. Đen 65. Rồi, Đinh Hương Trần gà đen 65. Ít hình rồi em ơi. Đó rồi, đúng rồi. Ít đeo không? Rồi, đúng rồi luôn. Đó đúng rồi. Rồi, ok. Rồi, anh lên buôn xì cho mấy chị nè. Buôn xì đẹp lắm, còn có mấy bộ thôi. Nó cũng mới nè. Xì mấy chị ơi, thu xì 45kg luôn, giá 310 một bộ. Chị nào lấy thu xì comment thu xì cho em. Trời ơi xinh đẹp mấy chị ơi, thu xì 310, thu xì mấy chế siêu xinh. Chứ đỏ hết luôn rồi, hết đỏ luôn rồi chị ơi, hết đỏ rồi. Cu xì đen đỏ trắng ba màu, ba nhỏ. 85 đổ lại nha, 45-65. Trời cu xì đẹp quá. Rồi anh Phan lấy cu xì ha. Cu xì đen em mặc nha, có sai không như dạ có chị Thư. Chị mặc vừa luôn, cu xì là quá đẹp. Cu xì em có đỏ nè. Màu đỏ. Anh Phan lấy đen nè. Trắng hả chị? Trắng luôn. Chị nào lấy trắng, còn anh trắng. Đen 58 nè. Ok, chị Hoàng Dung nè. Đen 58 nè. Đỏ hết rồi, đỏ size nhỏ rồi. Giá để bèo cho mấy chị luôn á. Trắng đen đi mấy chị ơi, trắng đen cho em đi. Trắng đen đi. Trắng đen đi. Màu đen. Sang ngân lấy đen nè. Sang ngân đen nè.
Rồi trắng đen. Rồi còn trắng đen thôi. Trắng đen đỏ. Trắng đen đỏ đi mấy chị. Hết rồi. Trắng đen đỏ. Trắng u xì 53kg ok. U xì 53kg nè, cho chị Thư Lương nè. Thư Lương 53. U xì đen 65, size nhỏ nha chị, rồi ok yên tâm size nhỏ. Rồi u xì hết luôn rồi. Đen hết. Hết size 65 rồi chị Thư ơi. Hết size 65 rồi. Đen hết size 65 rồi, còn 60kg. 60kg lại thôi. Đỏ, đen, trắng. Còn size 60kg lại. Có cái mã xuyên kè, cái mã chờ neo còn đó. Mã chờ neo còn 65 đó chị. Chờ neo còn trắng đen 65 đó. Không lấy chờ neo. Chờ neo còn trắng đen 65. Còn gu xì thì cũng còn một màu đen nè. Size 80kg nó lại nè. Cái u xì này nè mấy chị nào mà to nè. Không, chị Thư Nguyễn đâu có đâu. Nãy chị không lấy mấy bộ kia, bộ này không có. Rồi, còn 2X bộ này nè mấy chị. Đẹp lắm nè. Chị nào mà 65-80kg mà cái bộ này. Bộ u xì này nè. Em còn size 2X. Bự lắm. Đây tôi kia nó đen u xì nè. Đen gì? Đen chờ neo còn không em ơi? Chế nào lấy? Đúng rồi, ok Hoàng Trung. Rồi, đến Lương Dương lấy chờ neo ha. Của ai? Của sách mà hẳn để diễn viên Lan Trung. Hả? Lan Trung. Không thấy chữ. Cô ra chị đâu? Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp luôn nè. Có 310.000 mấy chị, size to xịn sò cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy gu xì comment gu xì cho em. Rồi đẹp quá mấy chị ơi. 310.000, chế nào lấy 310 comment 310 cho em. Rồi em còn bộ. Còn mấy bộ thôi là hết. Rồi để làm chừng. Rồi cuộc lấy mẫu đi em ơi. Em đang tiếp đầu cho mấy chị nha. Có, sau lưng có đá hết. Tất cả là sau lưng có đá hết. À gu xì á hả, để coi coi. Hình như gu xì không, mẫu đơn giản không có đá. Gu xì này mặc bao sang, không có đá. Có hai mẫu kia có đá thôi nha. Mẫu này thì đơn giản không đá nha. Đơn giản không đá thì yêu ơi. Rồi qua mẫu này cho em nè, đẹp lắm. Mẫu này đẹp, thích hết luôn. Đúng rồi chị, xếp bộ 3 món chị bảo hậu, em sale có 310. Có, chị Nguyễn, chị Phương Nguyễn hình như có trắng mà. Em đổi bộ chờ neo Nguyễn Hương kìa, bộ nào đó treo kìa. 55-75kg mà. Chị nào lấy comment cho em với giá là 430.000. 430 bộ, trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. 55-75 có size 430 hai màu. Màu da với màu đen, mấy bộ thể thao này mấy chị mặc là hết nấc luôn. Da với đen. 430 bộ nha, chế nào lấy bộ comment bộ. Mẫu mới luôn mấy chị ơi. 75kg lại, mấy chị có sai. Nè mấy chị, 55 đổ lên, 75 đổ lại. Màu đen và màu da em đang mặc nha. Sang ơi là sang. Tịnh sò luôn mấy chế. 430. Chị nào lấy bộ 43, còn anh 43 cho em. Siêu đẹp. Da 75. Lấy xích bộ 3 món đằng sau. Có đá 65kg. Dinh Thị Tâm nãy lấy rồi đó chị. Phương Phương lấy da tắt 75 nè. 430 Phương Phương nè. Phương Phương nè, còn bộ đuổi không? Bộ đuổi còn. Chờ xếp lên bộ đuổi cho. Rồi các chị ơi, siêu rẻ đẹp, 430.
màu da với màu đen hay là một màu? Da bây giờ em còn một bộ thôi, chuyển đen cho em đi. Đen thì em còn, em còn 2 bộ 75. Một mét 50 mặt dài không? Không chị Thanh Thảo ơi, tại nó có bo ở dưới mặt, bo lên mà đẹp lắm. Mấy chị không sợ bị đùn, còn chị nào thích thì mình lên like xíu. Rồi cái chất là bao mát đẹp luôn chị ơi. Tiếp qua ông Trần nè, đáy đen nè chị, 75 nè. Trời nó hơi bị sịn sò luôn. Tiếp qua ông Trần đen 43. Rồi chị Nguyên Phạm ơi, chị lấy da thì bữa có lấy da không chị? À hai màu luôn đó chị, rồi ok, hai màu luôn. Chị Nguyên Phạm hai màu, em có một màu áo quần đỏ không em? Một màu áo quần đỏ bộ đúng không? Để em ngó có không nữa. Rồi chắc không có là nghỉ quay nè. 430 một bộ, chế nào lấy bộ comment bộ cho em nha. Rồi chị Thanh Thảo nè, đen nè, bộ là siêu đẹp đó chị. Rồi mẫu này luôn, cái này cũng đẹp, cực kỳ đẹp. Đen trắng cho em, đen trắng từ 55 tới 75 ký mặt cho em nha. 55-75 mấy chị mặc với vừa nha. Giá là 410 ngàn một bộ. Chị nào lấy 410 bộ vu xì comment. 55 tới 75 ký mặt nha. 410. Chị nào lấy 410 comment 410 cho em. Lên xếp lên hình kem vô đi chị. Rồi thằng Na chờ em xíu. 410, em có trắng và đen. Trắng và đen 410 đó chị ơi. Bộ này chị bao đẹp cho mấy chị luôn. Cái chất đã lắm. Trắng và đen 410. 55-75. Đổi chị lấy trắng cho neo kìa. Rồi ok Nguyễn Hương. Rồi chế nào lấy bộ 5 mặt comment. Tiếp vào lấy đen size to. Đây nè mấy chị size to nè. Ây da. Nè, cực kỳ đẹp luôn nha. Tiếp vào lấy một bộ đen 410. Xếp cọp còn không hả? Xếp cọp mình đính đá đúng không? Xếp cọp đính đá hả? Để em coi còn không đã. Không nhớ nữa. Cặp đến đây không nhớ. Mà lấy cái bộ đùi này đâu rồi. Đây là tiên rồi. Siêu mát luôn mấy chị ơi, mặt siêu mát luôn, cái chất đảo trời đã. 50 đến 70 ký mặt cho em nha. 230 ngàn. Cái chất nào mấy chị, mặt sướng là sướng, mẫu mới. Đứt tê rì cho em đùi. Chị nào đứt tê rì đùi, còn mấy đứt tê rì đùi 230. Mã này là siêu đẹp mấy chị, 230. Còn mã đùi nữa không? Còn bộ đùi kia nó đẹp lắm rồi. Rồi chị nào lấy đùi 23 còn bên của mặt. Cái chất của chị ơi, cái chất này là quá đẹp luôn á. Cái chất của đùi này quá đẹp. Mẫu mới mấy chị, đẹp lắm. Rồi đây, đây chị có phải bộ này không? Phải bộ này thì ok cho em nè. Đây đúng không?
chữ đó, em lấy cho chế luôn á. 620 ngàn. Đây người yêu, phải bộ này đúng không? Phải thì ok nha. Còn có một bộ thế, chế nào lấy comment. Còn mấy chị mà muốn đặt thì bữa sau có. Bộ này là siêu đẹp chứ ơi, đẹp lắm. 620. Rồi kim nguyên phạm mà thấy 62. Ok chế nha. Rồi quần thể thao cho em nữa chị ơi, 75kg lại mặt cho em. Giá 240 ngàn. Quần thể thao viền xanh viền trắng 240, đẹp quá trời đẹp. Siêu xinh mấy chị ơi. 240 ngàn một quần. Chị nào lấy quần comment quần 50-75 gì mấy chị mặc được hết. 240 ngàn một quần nha. Chị nào lấy quần comment quần cho em. 240 ngàn. Chị nào thích thối thì thối thêm cái áo này dễ thương lắm nè. Quần thể thao chị mặc cọp đính đá vừa không vừa, chị hình nó lên. Áo thì 130, quần thể thao thì 240. Siêu xinh luôn á chị. Chế nào lấy áo còn bên áo cho em 130 ngàn em sale. Em có trắng đen nè, da áo. Áo thì từ 40kg cho đến là 55-56kg mà. Áo hơi bị dễ thương luôn. Hàng hot girl với chị nha. Hàng hot girl siêu đẹp, áo 130 thôi. Vừa bán vừa chia ăn khách hàng với chị đó. Chế nào lấy áo comment trắng nè, đen, da 130 một áo. Rồi còn cái quần thể thao thì từ 50kg đó mấy chị nha. 75 mấy chị mặc vừa luôn. Mình thảo lên lấy một bộ hả? Rồi để em đặt hàng lại coi có không nha. Rồi quần thể thao đó chị 240 đẹp lắm. Quần thể thao 240 ngàn. Cái này hương dung, hoàng dung. Áo cam chị Linh Ngọc nè, áo 60kg cũng vừa luôn á chị. Hoàng đâu? Nè cái chất này chị ơi. Hoàng hương không có. Đó đẹp lắm, quần 50kg lên thì ông lợi nè. 240 nè. Linh Ngọc lấy áo cam 130. Linh Ngọc lấy cam 130. Quần chị Thanh Thảo nè, Thanh Thảo quần 24 nè. Còn bộ 430 nữa không? Bộ 430 bộ nào vậy? Dương Ánh bộ cọp có size. Rồi quần 240 cho chị Hào Nguyễn Thị Thu nè. 240 Hào Nguyễn Thị Thu nè. Áo đen Nguyễn Ất Hiểm nè. Áo đen 130 Nguyễn Ất Hiểm nè. Rồi quần có mới mẫu thì mới về đó thôi chị. Rồi áo đẹp lắm, để em lên mấy mã nữa. Rồi quần 24 mã này luôn. Bữa nào chị nào bữa mấy chị dặn em đứng hộp nè. Em về đứng hộp mới chế quá trời nè. Thôi bị xịn xò và đẹp luôn. 240 ngàn thể thao đứng hộp. Chị nào lấy comment 240. Bao đẹp luôn á chị ơi. 240 ngàn đứng hộp thể thao, chất mặt bao mát. Rồi chị yêu là lấy phần banh 240. Bánh cho quý vị nha. Trời ơi cái này nãy giờ ông lớp nào ông hay ghê luôn á, còn đỏ nè. Trời ơi thủy mất, thì con thủy mất thì ba vậy. Em xin lấy mấy bộ mà chất ấy lên chị đuổi này. Rồi quần nè, quần 240 chốt chú em ơi. Quần cái phân nè 240 nè. Rồi chị Linh Ngọc 240 ngàn nè. Rồi chế nào lấy quần nữa còn bên quần cho em. Hà Nguyễn Thị Thu đính đá 240 nè. Bộ đen hình cờ 62kg còn không, thư kim hết chị nha. Rồi chế nào lấy quần còn bên quần cho em. Quần 240 ngàn. Có đầm không hả? Đầm có nhiều lắm, đẹp lắm mà chưa like được.
Quần đang mặc 75 hiền đam nè. Ok chị hiền đam. Rồi còn hai cái áo khoác này có cấp xe cho mấy chị giá 28. Áo khoác em cũng mặc mấy chị dễ thương lắm. Giá mấy chị biết mấy sắp kia bán là 340 ba rưỡi. 60kg luôn lại mặc, sale 280. Lê Kiều Anh quần đang mặc nè. Lê Kiều Anh một quần là hết nè. Lê Kiều Anh quần là hết nha. Rồi chị nào lấy comment cho em nè. Siêu đẹp 280, 60-63kg thì mặc 45 đủ lên. Áo thêm tiền em còn 2 cái sale 280 nha. Giá thị trường đang bán 350. Áo Fendi siêu đẹp luôn 45 cho đến 65kg mấy chị mặc cũng vừa nữa cái áo này nha. Quần ống le đi. Quần ống le hả? Ống le, le em có không ta? Em có quần ren. Áo Fendi hơi bị đẹp mấy chị ơi. Em có màu trắng, màu đen, 65 đủ loại mấy chị mặc cũng vừa nữa. Giá sale 280. Ánh Dương thấy rồi, chị lấy bộ cờ đúng không? Rồi để em đo đờ còn không nha. Áo khoác 65 gì? 65 vừa người yêu nha. Rồi đen, đen trắng 280 ngàn mấy chị ơi. Bao đẹp mấy chị ơi. Siêu xinh luôn. Chế nào lấy comment áo khoác sale cho em 280. Áo trắng Lan Sung nè 280. Rồi đen, đen mấy chị bao rẻ luôn. Bên bên shop thì bán 340 luôn mấy chị á. Rồi chế nào lấy comment. Rồi áo này luôn mấy chị ơi. Bao đẹp. Ngày càng bao đẹp luôn. Ủa trời ơi. Sao mấy chơm của mình rồi ta. Qua mình lấy màu năm màu hoàng sau đi. Sao để lại cái chơm của mình mẹ cái áo này rồi. Trời ơi 230 đẹp lắm chị ơi. Cái áo phông dài này mặc cái lớp jean là ok nha. Em có màu áo này chắc mặc sướng lắm. 50-70kg mặc cho em 230 ngàn. Quá hôm qua chị màu năm ai chơi mất hết rồi. Trời ơi hơi bị xịn sò và đẹp luôn các chị ơi. 230. Em có hương xì với beo. Còn một cái beo thôi, còn cái này hương xì nha. Siêu xinh luôn. Cáo này là không đẹp, không lấy tiền mới chế. 230 ngàn. Mấy chị yêu ơi. Áo này là quá đẹp, quá mát luôn mấy chị. Mặc lít ghi, lít lướng gì mặc mua phơm. Mấy chị mặc mang bót đồ này quá đẹp luôn. Lắp một cái nịch lê nữa cho em. Đi đá thì tiệc cực kỳ xinh luôn. Đi đá thì tiệc cực kỳ xinh luôn nha. 230 một áo thôi mấy chị. 230 tiền một áo thôi. 50-70kg mấy chị mặc nha. Beo nè mấy chị, trộn cái chất nè mấy chị ơi. Beo, cáo là đẹp nhất mắt luôn á. Beo với Gucci 230 một áo. Chị nào không mua cái áo này tiếc. Thơm quá quá đẹp luôn. Áo này mặc nhìn nó điệu lắm mấy chị. Áo này mặc nhìn điệu đà, dễ thương. Mà cái chất quá đẹp. Rồi chế nào lấy Gucci, comment Gucci cho em nha. Bao xinh luôn mấy chị ơi. Có khóa gì, có khóa không? Đời Vũ Trang có khóa gì? Có khóa có túi không là sao? Rồi 230 áo. Chế nào lấy comment cho em nha. Rồi bộ này mấy chị ơi. Em còn 2XL sale 310. Bộ 3 món nè, em còn màu trắng, màu đen. Bộ 3 món. Mẫu này nãy giờ chưa like luôn nè. Một cái hoa nữa chị nè. Size đen size 65kg nè. Đen DZ nè, size 65 nè, set 3 món nha. Còn một bộ đen DZ siêu đẹp 65kg sale 310, 3 món đó chị. Hơi bị xinh luôn, giá thì bao rẻ cho các chị rồi. Rồi còn một bộ. Một bộ trắng nè, Chanel. Trắng Chanel size 75kg 310. Trắng Chanel 75 310, nãy chị nào chưa có trắng thì hốt này lên nha. Hốt bộ này liền. Đó, nãy là hết trắng á. Giờ có trắng thôi chị. Còn một bộ trắng 2X 75kg lại mặt 310. Còn bộ bộ hoa thì em có màu màu đen trắng với màu đen 65kg lại 310 một bộ. Bộ này thì mấy chị mua là hơi bị rẻ rồi. Bao giá thị trường cho mấy chị luôn. Trắng 75 kìa. Vô thường có 310 ngàn mấy chị. Xếp 3 món tính ra cái áo 10 ngàn, cái quần 10 ngàn, cái áo khoác 110. Đó. Bộ lộn, cái áo 100, cái quần 100, cái áo khoác 110.
không ha, mấy chị mặc khối với đồ khác cũng ok luôn. Có 310 set. Giá sale bánh bèo mấy chị ơi. Cái nào lấy comment. 310.000 cho em nha. Rồi cái bộ này cho em mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Em sale 270.000. Từ 50kg cho đến 75kg em có size. Hàng 420, xe với chị 270, còn mấy bộ là hết. Cái bộ này mặc lên form hơi bị dễ thương nè mấy chị. Size còn size từ 50 đến 75. Bộ này đẹp lắm, có 270 nha mấy chị. Bao rẻ đẹp cho mấy chị luôn, cái chất hàng cao cấp. Chế nào lấy 27, comment 270. 270.000 bộ này cho em. Trời ơi nó đẹp mấy chị ơi. Có túi rồi cho mình hết nha. Túi là chưa mở túi nè. Chứ là lấy bộ 270 comment đủ size. 270.000 đủ size chị ơi. Bộ này đẹp lắm. Còn mới nữa là hết. Giá của nó 400 mấy một bộ luôn á. Chết si dương nè. Lấy một bộ nè. Chết si dương một bộ nè. Kiểu này có một cái có hai mẫu đó thôi. Rồi XL 66 kim thoa nè.
chim thon ok hết rồi. Rồi bộ đuổi đi mấy chị, bộ đuổi em sale có 170 à, bộ đuổi sale 170 tím đó, chị lấy tím đó. Còn cái kia là màu xanh mà, xanh vàng mà. Bộ đuổi đi mấy chị ơi, 170. Size này là 70kg loại mặt vừa luôn á nha. Bộ đuổi. Rồi thấm đổ xả ra kìa. Rồi chế nào lấy bộ đuổi, còn banh đuổi cho em nè. Đuổi, đuổi bò, lấy đuổi ra đây. Lấy đuổi ra sale đi. Nó. Bộ đuổi xanh rêu cam. Đỏ. Xanh rêu cam nữa chị ơi. Bộ đuổi xanh rêu cam. Đẹp lắm. Giá em sale cho mấy chị là 170.000 bộ đuổi thôi. Từ 58 đến 70kg thì mặc vừa nha. Bộ đuổi á. 58 đến 70. Chị nào lấy đuổi còn bên đuổi cho em nè. Có 170.000 mấy chị ơi. Cái chất mặt hơi bị mát và dễ thương. Đổi lấy tím một ít hả? Chị Tiết Vân ơi, một ít chị mặc 65kg không vừa nha. Tím đâu có đâu chị. Rồi lấy rêu 58 cân Nguyễn Thí nè. Đuổi giá sale 170.000 một bộ đuổi 58kg nè. Đuổi còn không thấy ra? Dạ thấy. 58kg đuổi nè. Nguyễn Thí nè. 170.000. 70kg lại cái chị mặc vừa luôn nha. Bộ đuổi đẹp lắm chị ơi. Còn mấy bộ thôi. Rồi Đinh Thị Tâm, Tâm có chị ơi. Nãy chị chơi game chốt là có chốt chị rồi nha. Chị hỏi gì nữa là em quên mất á. Nãy là có rồi mới chết. Có báo chị với chị rồi. Kìa chị Thiết Vân xả đơn luôn đi em ơi. Xả bộ kia ra luôn chị nó một ít. Bây giờ lấy sao, lấy một ít hay lấy hai ít? 65kg mặc hai ít chị ơi. Một ít không vừa rồi mai nói em nữa. Chị Hằng lấy cam nè. Bây giờ chị lấy hai ít hay là một ít? Mẫu này. Mẫu này thôi nha, mẫu kia em hết chị nha. Rồi, đuổi có 75 không? Đuổi có 75. Rồi đang mặc cho chị Loan Huỳnh nè. Đang mặc bộ đuổi nè. 170.000, Loan Huỳnh nè. Rồi em còn bộ đuổi đỏ khối nè. 170. Size 2XL 70kg lại mặc vừa luôn. Ở đằng sau nó có ship ly cho mấy chị luôn nè. Rồi đẹp lắm. Rồi còn bộ duy nhất. Cuối cùng lên đi. Chế nào lấy đỡ đô, còn anh đỡ đô cho em nè. 65 thôi chị ơi, cái quần 65 thôi. Rồi 65 đủ loại mặt cho em nè. Long hình 72kg xả ra kìa, không vừa đâu. Rồi đuổi cho em mấy chị ơi. Còn bộ 65kg loại mặt cho em nè mấy chị ơi. Giá em sale 170.000. Trần Thu Hà lấy đuổi 170. Trần Thu Hà 2X đỏ 170. Rồi em còn bộ rêu 2X, bộ cam 1X nè mấy chị. Rồi cái mã này luôn. Rồi chị Thiết Vân 1X đúng không? Rồi ok chị. Em sợ chị không vừa thôi. Nè chị Thiết Vân 1X nè. Chứ bên em thì 33 size chứ ơi. Có nhiều người thích. Có nhiều eo 86 vừa chị nha. Có nhiều thích người thích lại mặt. Mấy chị con mặt ôm chị ôm. Có nhiều người thích lại mặt rộng ơi là rộng. Không có được. Được ghi lại đi. Rồi mấy chị, bộ đuổi này cho em luôn. 50 đến 65, 67kg. Cao thì 70kg loại mặt cho em. Em có size 2X đủ loại. Trời ơi siêu đẹp. Giá có 170 à, đuổi không mấy chị ơi. 170 đuổi. Màu đen, màu xanh rêu, màu đỏ. Màu rêu nữa mấy chị. Rồi ok, Đinh Thị Tâm. Rêu này mấy chị ơi, đẹp lắm. 2X là đằng sau là có khóa kéo cho mình luôn nha. Mấy chị mặc mấy chị to 70 á thì mặc khóa kéo ra xong rồi kéo lại nha, nó dễ mặc đó. Có khóa kéo luôn. Chế nào lấy comment giá có 170.000 đuổi thôi. Đằng sau lưng quần nó có dây rút cho có lưng thun cho mình dễ mặc lắm mấy chị, dễ mặc lắm. 70 mặc vừa cho em nha. Rồi màu đỏ đô luôn nè. Lấy bộ nãy nha Huỳnh nè. Ok Huỳnh nè. Long Huỳnh lấy bộ nãy nè.
Đây. Rồi. Trắng nè. Em comment số ký cho em nha Nguyễn Thúy nè, 58 ký nè. Nguyễn Thúy 58 ký. Cô đuổi đen Nguyễn Thúy nè, 58 ký ok nè. Rồi chị Hồng Vân số ký luôn, đen 62 ký nha gái, ok chị Đặng nè, 62 ký nè. Rồi chị Hương Đặng 62 ký đuổi đen nè. Không có sai bảy lần. Rồi em hết đen rồi, đen còn xe nhỏ thôi, đen còn 56 đủ lại thôi. Tím cũng còn 5, tím cũng còn 56 đủ lại. Màu đỏ thì để em coi sai gì, màu đỏ thì còn sai 70, đỏ đô còn sai 70. Đuổi lấy rêu với đen 56. Tân Trần nè, đen 56 có nè. Rêu nè. Màu gì vậy? Hồng Vân màu đen. Hết đen luôn rồi, giờ em còn đỏ nè. Đỏ 70 nè. Đổ lại nè. Đỏ 70 đổ lại, rêu nè. Rêu 50 đến 70 nè. Đó. Rồi màu xanh. Màu tím thì còn màu 56 đổ lại nè. Rồi. Chị coi đỏ gì? Coi đỏ hả chị? Rồi ok coi đỏ. Đây chị ơi đỏ nè. Đỏ này nhiều. À đen còn bộ trong người quên, chờ xíu. Quên mất. Màu đỏ nè, để mặt đỏ cho coi nha. Đỏ với rêu. Còn đen nè. Đen chị Hồng Vân nè, ok nè. Còn bồ xe nhỏ nè. Đen chị Hồng Vân. Ok chị Hồng Vân đen nè. Rồi còn màu đỏ luôn mấy chị ơi. 70.000 65kg vừa. Em mặc là bộ hay gì em? Dạ bộ, bộ đuổi chị. Chắc đuổi mặt mát. Đen hết rồi mấy chị ơi. Giờ em còn đỏ với rêu thôi. Chị nào lấy đỏ, còn bên đỏ rêu, còn bên rêu. Giá sale có 170 rồi mấy chị ơi. Bộ đuổi cho em nha. Các đuổi thì ba mát, bộ đẹp mấy chị rồi. 65kg vừa nha. Vừa rêu với đỏ. 70kg loại mặt luôn mấy chị ơi. Rồi chị nào lấy rêu đỏ, còn bên 5. Chị Trang vỏ lấy đỏ nè. Trang vỏ đỏ 170 nè. Chị Loan Huỳnh đỏ nè. Rồi em còn rêu. Có khóa kéo đằng sau nha, chị nào to con khóa kéo, kéo khóa đằng sau rồi nó mặc vô ha. Rồi chị nào lấy comment. Rồi em còn rêu nè mấy chị ơi. Rồi hết đỏ luôn rồi Nguyễn Mai. Còn rêu à. Chị nào lấy rêu comment đi. Rêu đuổi cho em. Rêu cũng đẹp đó chị. Để em lên mã khác còn không. Ok chị Loan Huỳnh, trời đẹp quá chị ơi. Đằng sau là có khóa kéo cho mình nha. Đây với chị. Như cái Nguyễn Thị đó bữa gọi được không? Siêu xinh luôn. Rồi em còn rêu nha. Một mua một lần rồi mà. Kêu bé ba vô coi rồi được không? Rồi màu cam. Bà đâu? Bà ba ơi. Rồi, mẫu này luôn mấy chị ơi. Mẫu này là bao đẹp cho mấy chị luôn nè. Cam đỏ. Bao Nguyễn lấy rêu nè. Em ơi, chốt nè. Bao Nguyễn rêu hay. Quả sinh nữ còn rêu hay hết không? Nói chị cái. Rồi, quả thanh nữ với bao Nguyễn có luôn. Rồi bộ này luôn mấy chị ơi. Không gian chưa ở đây. Bộ này không biết có xe to không. Để coi. Trời cái chất nó mặt mát lắm mấy chị. Mày dễ thương. Mày sau lưng nó có lưng thông cho mấy chị mặc luôn. Rồi bộ đuổi này luôn. Em có size L. L đen nè à. 4556. Màu cam 4556, màu đỏ 4556. 4556. Màu rêu 2XL. Cam 2XL. Đỏ đô 1X. Chị nào lấy comment.
màu đen 1S. 1S thì là 60-62 cái loại mặt vừa nha các chị nha. Đỏ 1S, đen là 1S thì bằng bộ đen rồi, ok dịu hơn nè. 58kg nè, 170. Màu cam 2XL, đẹp lắm các chị ơi. Màu rêu 2X luôn. Đẹp các chị. Bộ đuổi cho em nha. Bộ này hơi bị dễ thương. Đen 56 tâm trần nè. Đen 56 chị tâm trần có. Con quét kia đâu rồi? Đen. Hết đen rồi chị ơi, giờ em còn cam 2X nè. Rêu. Nguyễn Thí cho số điện thoại chị ơi, hình như đợt trước gọi chị hoài không được á chị. Giờ vô mua nữa chứ. Chạy số điện thoại cho em đi chị. Bữa gọi hoài không được cái gì đó chị ơi, nhắn tin không trả lời luôn, có phải chị không nè. Chị Trang giỏ lấy cam 2X nè. Trang giỏ cam 2X nè. Rêu 2X nè. Giờ em còn cam rêu rõ đô. Cam rêu rõ đô. Cái chị cam 2X, rêu 2X, đỡ đô 1X và L, cam L luôn. Đi 65kg đúng không? 65kg thì còn cam với rêu. 65 còn cam rêu người ơi. Có ba em gì? Dạ có chị Hương Hoàng ơi. Cam và rêu nha. Chị nào lấy comment cam rêu cho em. Còn 2X đó chị. Cam rêu với chị, cái quần nó lưng thun mặt đẹp lắm. 170.000 bộ đuổi cho em luôn nha. Chứ là lấy cam rêu còn mình. Không chị ơi, trời ơi, cái phone này mặc hơi dễ thương như vậy gì chứ. Không chị, trẻ còn mặc được mà. Rồi chế nào lấy comment nha. Cái này thì có khóa kéo như bên hông. Đây, có khóa kéo bên hông. Mấy chế nha. Siêu đẹp. Chế nào lấy comment rêu với cam cho em. Ủa, rồi cũng mà rêu với cam. Giá 170.000 bộ. Đuổi nha mấy chị nha, đuổi cho em nha. 170 đuổi. Rồi mình lấy cam 2X em ơi. Mình vừa không gì, 70kg lại thôi chị. Ấy nữa là không buồn. Rồi em không buồn với chị nè. Rồi bộ này đi mấy chị ơi. 75kg lại mặt nè mấy chị, đẹp lắm. Chị nào lấy comment cho em giá 270 giá sale luôn. Rồi cái chất mấy chị ơi, mặt xuống hơi là xuống nha. 270 giá sale cho mấy chị luôn. 75kg lại mặt cho em. Cam đất 65 bộ không gì. Levi cam đất 65 hết size. Ủa còn không? Còn 2X không em? Cam đất hết rồi. Rồi mấy chị ơi, 65-75kg mặt 270 giá sale bộ này. Chị nào lấy 270 comment 270. Cái bộ này đẹp quá trời mấy chị. Cái chất cũng đẹp nữa. Còn mấy bộ lên hết rồi. Em xem sang vô lai bộ lai đồ cho mấy chị cho bớt. À mấy chị ơi, 60 cho đến 75kg em có size, giá sale 270 bộ. Trời ơi, cái chất này mấy chị ơi. Cái chất này mấy chị mặc không xù lông, không chảy xệ, mặc sướng lắm. Riêng cái chất này nha, hàng là 300 mấy, 1.400 một bộ, theo mấy chị 270. Em có rêu, có rêu nè, rêu xám có size đủ size từ 55 cho đến 75kg có size nè, mấy chị comment cho em nha. Màu xám, màu xanh đen nè, màu đỏ nè, màu tím nè, tím nữa chị, màu rêu nè. Hả? Cái bộ này cái chất quá mát, giá 270. Lấy cái khoác trắng thể thao 65kg 28 gì hết rồi chị lên đi. Hết, nãy chị lấy ta lấy rồi. Rồi. Đỏ 65, Trịnh Hằng là, Trịnh Hằng lấy đen nè. 270 giá sale nè. Hương Nguyễn lấy đỏ nè, 65kg nè. Hương Nguyễn đỏ 65 nè. Rồi, chế nào lấy nữa comment, giá có 270 thôi mấy chị ơi. Bộ này giá quá rẻ luôn. 270.000 áo khoác còn bộ nào không? Hết rồi. Để em lên coi bộ khác thôi.
áo khoác còn nhiều lắm, mình chưa có like được ở trên cao. Rồi chế nào lấy bộ, còn anh bộ 270 cho em nha. Bộ này thì bao đẹp, như Huệ có đỏ không? Không, còn đen, đen với lại xám hết đỏ rồi, đỏ thì còn xe nhỏ, xe 65 đổ lại thôi. Chưa để cuộc đã. 15 lắm chị ơi, còn xám với đen thôi, hết đỏ rồi. L luôn, áo là rất là đẹp luôn, xe 170 nha mấy chị ơi. 170 dưới là phối von cho mình luôn, form hơi bị đẹp nha, 170.000. Giá xe bánh bèo, chị nào lấy 170 comment 170. Em có 2X, 3X, 4X và 5X, 6X luôn. Áo hàng nhập cho em, siêu xịn sò mấy chị ơi. Áo rất là đẹp, còn cái em xem cái gì 170.000 áo. 170 chế còn lấy áo comment áo cho em nha. Lấy size 85 như Huệ 6X nè. Mua cho em á. Như Huệ 85kg nè, 6XL. À, Hương Dung lấy đỏ sai kìa, lấy đỏ. Hương Dung lấy đỏ. Rồi Như Huệ 85kg nè, 6X nè. Phương Nguyễn nè, Như Huệ 170, đúng rồi, Như Huệ 170 nè. Rồi cái này Phương Nguyễn nè, Phương Nguyễn nè, Phương Nguyễn ok nè. Ngọc Em Nguyễn nè. Ủa cái thói của em. Ngọc Em Nguyễn. Giá bánh bèo luôn, chị nào lấy áo 170 cầm anh. Rồi Ngọc Em Nguyễn đi em ơi, cái size đâu mất rồi bạn, 170. Rồi chị nào lấy cầm anh nha. Rồi em lên cái áo này xem cái chị đây nè, 260, 180, 80kg lại mặt cho em luôn. Trời đẹp mấy chị ơi, 180.000. Chế nào lấy 180 comment 180, giá em bèo luôn, 180.000 cho em. Áo này mấy chị, em còn màu đỏ với màu vàng hai màu, 80kg lại 60 đến 80 mặt nha. Giá em xem với chị là 180.000 một áo thôi. Thì mấy chị siêu đẹp luôn. Da rắn. Trời hơi bị xinh nha, chị nào mà to to con mặc mấy cái áo này là hơi bị xịn sò luôn. Có 180.000 mấy chị, 180 giá bánh bèo luôn, siêu rẻ. Chế nào lấy 180, còn anh 180 cho em, còn hai màu à, đẹp lắm. Còn mấy cái làm hết, hai cái nữa hết. Màu 2, siêu xinh. Rồi 180 một áo. Chị nào lấy áo 180 còn bên nha, giá là rẻ bèo luôn mấy chị, 180. Đẹp quá mình. Vàng, chị lý tét lấy vàng kìa, Ngân Anh á. Rồi áo hàng hiệu cho em nè, đẹp xuất sắc luôn. Rồi cái áo đẹp quá mấy chị ơi, 310 một áo, hàng hiệu nha, mấy chị mặc không đụng hàng đâu. 310, 70 ký đủ loại mặc cho em, 55 đến 70, 310 áo này.
Chị nào lấy áo 310 cùng với 310, hàng hiệu luôn. Hàng hiệu luôn cho mấy chị nha. Hàng cao cấp luôn. 310 cho em một áo. Đính hộp. Đá thiệt luôn mấy chị nha. Rồi chế nào lấy cầm banh cho em 310. 70 72 kg gì chị mặc cũng vừa. Áo hàng cao cấp. 310 một áo chị ơi. Cái áo này là quá thịnh sò luôn. Đang xong cái áo 310. Đây thôi chị. Áo 300 cũng đẹp. Cực kỳ đẹp luôn. 65 đô lại mặc cho em 300. Áo là áo cao cấp luôn với chị nha. 300 ngàn. Chị nào lấy áo 300 cùng anh 300, hàng hiệu luôn. Cái này 65 đô lại thôi. Trời ơi, cái đá của nó chị ơi, nó sáng rực rỡ luôn. Mua về là không đẹp không lấy tiền với chị nha. Nói chung với cái hàng cao cấp này thì em bao giá cho mấy chị rồi. Mấy hàng cao cấp làm bao giá. Mình hơi có quần một. Hồi xuống quần một. Hồng này ai hỏi nè. Rồi mấy chị ơi, áo cho em là còn cái 75 thiếu loại 230. Chị nào lấy hỏi áo này thì vô lựa cho em nha. Mẫu mẫu còn cái em không biết đường trả lời luôn. Rồi mấy chị. Siêu đẹp 230.000 75 thiếu loại mặc cho em còn cái duy nhất. Chế nào lấy comment. Ai hỏi em, nhớ không? Nhớ một cái áo này nè. Hồng này nè. Ai hỏi nè. Rồi 230.000, chị nào lấy comment 230. Siêu rẻ đẹp luôn mấy chị ơi, 230. Chế nào lấy 23 comment 23. Như Huệ lấy 23. Coi coi ai kiếm hai cái này. Rồi mấy chị ơi, áo quá đẹp luôn, còn cái 310 bán cho mấy chị, 330 bán 310 luôn. Con cái thôi nha. 50-65kg mặc. Trời ơi, hàng hiệu luôn mấy chị, mặc vô đẳng cấp liền luôn. Hàng cao cấp cho em nha. Cái này của nó là cũng xịn sò luôn. 65kg lại mặc cho em 310. Chị nào lấy 310 cùng anh 310. Nào có xe nhỏ em cũng mặc rồi. Tại hàng này hàng cao cấp. Rồi em còn một cái 23 nè. 310 chịu anh Bùi nè. Chỗ giá chị nha, xem luôn á. Rồi em với chị cái áo nè 75kg lại. 75kg lại cho em nè. Em xem với chị 230. Còn một cái duy nhất 230.000. Chế nào lấy 230 còn anh 230 còn cái. Siêu đẹp 230 chị ơi. Nó còn cái rẻ bèo mà chị 230. Đúng rồi, 230. Chị nào lấy em đang mặc, còn anh đang mặc 230 luôn cho em nè. Rẻ bánh bèo luôn chị. Cái chất rồi nó mát rượi mấy chị ơi. Cái chất mát rượi cho em nha. 75 nó lại mặc 230. Chế nào lấy comment. Rồi cái bèo luôn mấy chị, còn một cái 230.000 luôn. 75 kéo lại mặc luôn, 230 luôn. Rất là đẹp nha. Cái beo này luôn mấy chị. Trời cái chất nè. 75kg lại mặc cho em 230 beo luôn. Chị nào lấy beo 230 comment 23. Rồi mấy chị ơi, siêu xinh nè. Áo 120, 50 70kg mặc còn cái. Còn hai cái, hai cái gì nè, 120.000. Chị nào lấy 120 comment 120. Trời, cái áo này chất đẹp quá mấy chị ơi, chất mát rượi luôn. 120.000. Theo nha. 120 chế nào lấy comment. 120.000 người yêu quay. Siêu xinh. Kéo lưới còn cái nè, nãy ai hỏi quá trời nè. Ngọc Trâm lấy đen 120 nè. Rồi kéo lưới em còn cái nè. Áo eo vì nha, khắc á. Khắc đục á, khắc đục lưới chứ không phải là áo lưới.
Cái này là khắc đục luôn. Có 120.000 thôi mấy chị ơi. Mặt nó hơi bị sình sò luôn. Đẹp lắm. 120.000 LV. Chế nào lấy còn manh. 120 xếp bộ công ty. Có lên xếp bộ. Ủa nãy giờ em lên xếp bộ rồi mà chế nãy chế thấy hả? Em lên là xếp bộ lên cho thấy coi được không? Với quần riêng. Rồi. Cái tay ngắn là luôn 70kg lại mặt 120 luôn. Lý tét áo 120 nè. Rồi 70kg lại mặt cái áo đơn giản này cho em con này 120.000. Đẹp lắm. Chất nè mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp. Rồi 120 mã số 1 cho em nè. 120 mã số 1 chị nào lấy comment. Hả? Đúng đầu bán 400 thôi. Chị lai bán 450 á. Ai mua lấy 400 thôi. Rồi mấy chị ơi. 120 đen. Chị nào lấy đen 100. Comment 120. Đang mặc em hết. Rồi cái này luôn mấy chị. Đẹp lắm. Còn cái nè. Xem cho mấy chị 280, xem mấy chị 250 thôi. Còn đúng một cái đẹp cực kỳ luôn. 250.000. Giá sale bánh bèo luôn mấy chị ơi. 250 người yêu nào lấy comment cho em. Trời ơi bao rẻ luôn. Còn cái một duy nhất 250.000. Chị nào lấy comment 250 nha. Còn cái em mấy chị 250 tiền. Chất nó quá đẹp luôn á. Nguyễn Thúy nè. Con cái nè. 250 nè. Nguyễn Thúy nãy gọi được không em? Rồi mấy chị áo 130 còn cái nè. Còn cái trắng theo mấy chị 120 đi. Chị nào lấy comment. Đơn của Nguyễn Hà phải không? 120.000. 50-65 tiếng mặt 120. Chế nào lấy comment. Rồi cái áo đen luôn chị ơi. Áo đen 45-56-100 ngàn. 45-56-100 ngàn. Đang mặc 120. Đó, siêu rẻ luôn, chị nào lấy thì lấy. Trời ơi, cái chất của chị ơi mát rồi. Mặc hơi bị sướng luôn. Cái áo trắng thì đẹp, có chị đẹp. Có 120 ngàn. Phần 5 trên cùng. Trên cùng, phần 5 là trên cùng. Rồi, tân trần lấy đen em ơi. Tân trần đen 100 ngàn. Rồi áo chị ơi 4556. Xe là rẻ đó chị mặc nha. 140.000. Chị nào lấy comment cho em. Áo em có màu trắng. Màu trắng, màu da, màu xanh. Trời ơi siêu đẹp mấy chị. Bao giá thị trường bao bán 180.900. Em xe cho mấy chị 140. Màu da, màu xanh nè. 40kg cho đến 55kg thôi. Màu trắng, màu da, màu xanh 40-55. Chị nào lấy áo comment 140. Áo đứt bê rì, siêu đẹp. Cái chất mặt bao đẹp cho chị luôn 140.000. 140 nha, 40-55kg thôi mấy chị nha. Cái áo này mặc hơi bị đẹp luôn. 140 tiền cho em áo. Chị nào lấy áo 140 comment 140. Rồi cái chất đẹp quá mấy chị ơi. Xe nhỏ là em sale hết. Áo này giá 190 mà xe nhỏ sale cho chị 140.000 luôn. Chị nào lấy 140 của mình. 140 tiền. Rồi hai cái áo này đẹp lắm nè chị. Còn hai cái thôi. Siêu đẹp luôn. 70kg lại mặt cho em. 50-70kg giá 220. 140 chị buôn vỏ màu gì chị ơi? Em có 4 màu. Hồng, xanh, da, trắng. Chị Phương giỏ màu gì chơi. 50-70 mặt cho em nè. Cái áo này rất là đẹp luôn. 220.000. Trời ơi cái áo 220 mấy chị. Đẹp xuất sắc. Chế nào lấy áo 22 cùng bên 22 cho em. Chị Phương giỏ lấy một cái 140 màu hồng. Rồi chị nào lấy áo 22 cùng bên 22 cho em nè. Áo này đẹp xuất sắc luôn mấy chị. 220 đính 1 nha. Mấy chị thích khói, thích thấy thì mấy chị kéo lên, còn thích bình thường thì để ra bình thường nha. Rồi 220. Còn hai cái siêu đẹp luôn, có chất mát rồi.
xếp đùi, có nón thể thao Búp Bê Rì, siêu đẹp luôn. Búp Bê Rì 230 bộ, cái chốt hơi bị mát luôn. Chế nào lấy Búp Bê Rì của mình, Búp Bê Rì em 230 với chị nha. Xếp đùi Búp Bê Rì, lấy chị bộ giò neo hay cu xì mà áo tay dài màu đen. Rồi 230 Vương Võ. Rồi mình Thảo Linh lấy xếp 3 món á, cu xì hay giò neo giữ được màu đen, giá 310 á. Không phải, xếp 3 món. Ông nội ơi, trời ơi. Rồi mấy chế ơi, áo cho em nè, đẹp lắm. Xếp 3 món là xếp này là lớp xếp đó. Từ 45, xếp mặt ơn thì 65kg mặt, giá 240 cái áo này. Cu xì hay giò neo, tay dài màu đen. Đẹp ơi là đẹp luôn nè. 240 với chị. Áo này phơm ôm nha, mặt khối với quần ren, chân váy gì cũng đẹp luôn. Đính đá bằng tay luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Không phải 3 món. Là chiếc set nào giá tiền nhiêu vậy chị, khoảng nhiêu ạ? À? Chị nãy chị thấy like là nhiêu tiền? 240 áo em mặc. Đẹp cực kỳ với chị ơi, 240. Áo phơm ôm. Siêu xinh. Tay dài màu đen, quần có hàng gu xì chà neo đá. Ủa ai biết mẫu nào. Rồi áo đi mấy chị ơi, siêu đẹp, trời đẹp lắm. Chị nào lấy comment cho em 240 giá sale, 240.000. Em có beo, beo với ngựa vằn, cái áo này đẹp lắm mấy chị ơi. 240 beo và ngựa vằn cho em nha, mẫu này luôn. Beo với ngựa vàng 240.000 một áo. Cái áo này xinh xinh mấy chị ơi, về mấy đợt luôn rồi đó. Chắc nó đẹp lắm. Thích mặt rộng rãi thì 45 cho tới 67kg mặt vừa cho em nha. Nó có tăng đơn đây nè mấy chị, mặt phối quần da mang bót là ok luôn. Phối quần da mang bót là hết ngất luôn. 240.000 một áo thôi. Em còn hai màu, chị nào lấy comment. Hai màu mấy chị ơi, siêu đẹp luôn. Xếp đùi á, em có thích mẫu xếp đùi đầu tiên á, chị like á. Đâu rồi? Tốt rồi. Nay được cái đó là gì vậy? Làm gì có. Xếp đùi không? Rồi để em tiếp xếp đùi. Mà cái mẫu này mặc hơi bị mát luôn. 230.000 một bộ. Siêu xinh luôn á chị. Màu trắng và màu da còn hai màu thôi. Là hết. Cái nào lấy 230. Comment cho em trắng và da nha, màu trắng cũng đẹp. Trắng nè mấy chị. Rồi cái chốt nó mát ơi là mát luôn. Cái chốt mát ơi là mát. Lan Xuân Phương Võ. Hết rồi. Rồi bộ này luôn mấy chị ơi, bộ này đẹp xuất sắc luôn. Lên đi mấy chị. Giá là 270.000. Rồi cái bộ này mấy chị ơi, đẹp ơi là đẹp luôn.
Đây là mấy chị nhỏ nhỏ mặt nè. Từ 45 mấy chị đến 63 kg mặt kem. Giá 270.000. Em có màu đỏ, màu xanh của ba, màu trắng, màu da. Cái bộ này mặc mấy chị là không đẹp, không lấy tiền nha. Trời ơi, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Bữa mấy chị đặt em quá trời đó. Để mới về lại mẫu này cho mấy chế. Cô ba anh đỏ, trắng da, 270. Cái chất quá đẹp. Từ 45-63kg vô lại mấy chị mặc vừa. Quá đẹp mấy chị ơi. Màu trắng kem nè. Đây. Trắng. Trắng kem nha. Màu đỏ. Coban 270.000 một bộ. Siêu xinh luôn mấy chị nha. Trời ơi, coban nè mấy chị nè. Coban cũng đẹp luôn. Chế nào lấy màu nào comment màu đó cho em. Siêu xinh, đủ màu. Rồi chị Hương, Hương Hoàng. Hương Hoàng lấy bộ em mặc nè. Hương Hoàng 270 nè. Nguyễn Đức Hiển 270 nè. Nguyễn Thí 270 nè. Bộ em mặc là quá đẹp luôn mấy chị. Xanh cô ba nữa nha. Nguyễn Thí xanh cô ba nè. Nguyễn Thí xanh cô ba 270 nè. Màu đỏ luôn mấy chị. Kiều Anh Phạm trắng với da. Kiều Anh Phạm trắng da nè. Kiều Anh Phạm trắng da. Rồi em còn đỏ. Cô ba anh trắng thôi. Hết da. Nguyễn Hiếu lấy xanh nè. Nguyễn Hiếu xanh nè. Đỏ đi chị, lên đỏ cho coi. Đỏ với lại trắng với lại da. Đỏ trắng và xanh của anh 270. Đẹp cực kỳ đẹp luôn. Tăng trần hết nha, hết màu da rồi. Rồi chị nào lấy đỏ comment đỏ. Phương Võ lấy đỏ nè. Phương Võ đỏ nè. 270 nè. Nguyễn Phượng đỏ nè. Rồi chị thấy Nguyễn lấy đỏ nữa hả? Rồi. Có mấy màu? Dạ còn 3 màu. Chị Phương Võ ơi còn 3 màu. Xanh, trắng. Còn 3 màu nữa. Đó đỏ, xanh, trắng. Rồi chị Phương Võ lấy xanh nè. Rồi em còn trắng thêm hết, đủ màu nè. Rồi còn bộ trắng nữa, chị nào lấy trắng comment trắng. Bộ này là hơi bị đẹp đó chị. 270.000. Chất mặt phê luôn. Siêu đẹp, trời ơi, trắng cũng đẹp mấy chị ơi. Trắng cũng bao xinh cho mấy chế luôn, 270 à. Hương Hoàng mấy trắng nè. Hàng Hương trắng. Còn mẫu nào nữa không? Lan xung hết luôn rồi. Dù bị lan xung mà. Màu trắng, màu da gì cũng được. Ok chị lan xung. Còn cái chị áo mấy chị ơi đẹp lắm, 300.000. Cái tay hơi bị xinh luôn, 50-70kg mặt kem. Hết rồi thanh kim rồi. Rồi cái bộ này, cái áo này mấy chị ơi, siêu dễ thương. Em có đen, đen xám, đen xám tím. 50-70kg mặt nha. Đen xám tím trắng, 300 một áo. Hàng cao cấp trên. Chế nào lấy áo 300 cùng anh 300. Áo này mặc không đẹp không lấy tiền mấy chị. Hàng hiệu luôn. Cái tay này mấy chị dễ thương lắm. Chế nào lấy comment cho em ha. Màu trắng nha. Màu tím, màu xám, màu đen. 300 một áo. Hàng cao cấp. Chế nào lấy áo comment áo cho em. À trắng xám chị Lam Trang à. Lam Trang. Trắng xám. Hai màu. Rồi chế nào lấy nữa comment. Tiếp. Còn bộ thể thao quần sập ba nút không? Còn quần thể thao sập ba nút à? Còn chị, chờ em xíu. Xin lên luôn.
bao mát bao đẹp. Quần sọc ba nút là gì? Biết còn không nữa nè. Đây ba nút còn. Quần sọc ba nút còn. 250 người yêu nha. Sọc ba nút còn. Sọc đến hộp còn. Còn có mỗi mẫu một cái thôi. Mỗi mẫu một cái thôi. Đẹp lắm. Sọc ba nút à. Mẫu kia em hết rồi. Sọc ba nút chế nào lấy con ơi. Rồi ok Kiều Anh Phạm 250 nè. Rồi chị Phương gửi em lấy rồi. Mà của chị lấy cái sọc có túi. Sọc có túi nha. Chị lấy sọc có túi. Còn này là sọc à. Rồi em còn bộ đất này đẹp lắm nè. Chị nào hốt luôn cho em đi. Có 270 ngàn. Bộ này thì bao phê luôn. Bao đẹp luôn đó chị. 270. Còn bộ duy nhất đất Terry. Rồi chị Phương gỡ cái bộ đất Terry 270. Còn bộ duy nhất. Rồi cái áo cấp tớp dễ thương nữa chị. Màu xanh nha. Còn một màu. Xe với chị 110 ngàn. 110. Áo cấp tớp 45, 58kg, thích mặc ơn thì 60. Còn có một màu xanh, em xem cho mấy chị 110 ngàn. Áo 108 mà còn xanh xem 110. Cấp tớp mặc dễ thương lắm. Phối với quần jean, cái gì cũng đẹp. Rồi chị Phương gõ xanh 110. Bước hiển xanh 110. Trời đẹp quá. Cái chất này mấy chị. Nhìn nữa chị, cái chất rồi. Hàng gì rồi, trùm sò luôn. 110 ngàn rồi mấy chị. Còn cái chứ nào lấy tầm anh 110 cho em. Đây cái này em còn cái này nè. Đẹp lắm. 110 ngàn. Màu xanh cổ vịt với là màu đen. Hai màu áo 45-60kg thì mặc vừa luôn. Có 110 ngàn thôi em sale nha. 110 ngàn chị Hồng Vân kìa em ơi. Rồi cái này em còn đen với xanh cổ vịt. 110 ngàn hả chị. Trời cái chất quá đẹp luôn á. Áo giống chất áo DJ vậy mấy chị. 110 ngàn còn hai màu. Chị nào lấy tầm anh. Có cái môi trắng nè. Cái môi trắng nè mấy chị. Siêu xinh. Rồi Nguyễn Thí lấy xanh 110 nè. Nguyễn Thí lấy xanh 110 nè. Chị Phương Võ lấy cái xanh 110 nè. Rồi em còn đen. Em còn màu đen thôi nha. Trắng luôn nè. 110 ngàn nè. Phương Võ lấy trắng xanh nè. 110. Rồi em còn đen 110. Chị nào lấy đen xeo cùng anh đen xeo 110 cho em nè. Trời quá đẹp luôn á chị ơi. Cái chất mặt mát á. Đen 110 ngàn. Siêu xịn sò luôn. Đen 110 mới chết. Chị nào lấy đen cùng anh đen. Rồi cái áo này cũng không ôm. Không ôm. Không ôm mấy chị nha. Em xe với chị 100 ngàn cái. Chất thì bao mát luôn. Không ôm mặc với em. Mùa lạnh nè chị là ok. 100 ngàn. Áo trắng 110 đang xuân em hết rồi. Rồi mấy chị ơi. Áo không ôm cho em 45-56kg mặc cho em ha. 100 ngàn một áo. Trời cái chất quá đẹp luôn mấy chị. Hàng cao cấp luôn á. Em có đỏ nè, 45-56kg mấy chị mặc vừa. Màu đỏ, màu xanh rêu, màu da, màu cam, màu đen, màu vàng. Chị nào lấy áo 100 comment. Có 100 ngàn mấy chị rẻ bèo luôn. Riêng cái áo này ngoài chị to bán 250 nha. Tại em về một kiện hàng này có nguyên mẫu áo xe nhỏ thì em sale với chị 100 ngàn. Bán là bán người ấy người tặng luôn. Cái chất thì mấy chị ơi, dạng đó là dạng ship ly. Dạng ship ly đẹp lắm. Chị nào không mua là tiếp rêu nè. Rồi rêu mã khác. Rồi thế nào lấy comment. Có 100 ngàn thôi mấy chị. Đồ đẹp khủng bố luôn. Rồi chị Phương Võ lấy rêu nè. Tôi lấy da. Lấy da lấy vàng nè. Da vàng cam nè. Đen nè mấy chị. Có 100 ngàn thôi. Mẫu. Rồi màu đen luôn các chị nha. Trời cái chất cực đẹp luôn. Chị Phương dở lấy cái đen đó nè. Có 100 ngàn cái thôi chị ơi. Đỡ đô luôn. Chị nào lấy đỡ đô comment đỡ đô. Đỡ đô 100 tiền một áo.
cái mùa này mùa lạnh đó chị, mà cái chị mà cứ lạnh á mặc là xinh xinh luôn, mặc cái áo mấy cái áo dạ là đẹp cực kỳ đẹp, có 100.000 thôi, giá xe bánh bèo luôn. Ơi, áo cổ tiên cho em 70kg lại xe trên mai. Chị nào lấy đen đơn giản, cổ tiên, kim lăng trần lấy đỏ 100. Rồi ok, kim lăng trần. Rồi 70kg lại mặt cho em 120.000, chị nào lấy comment. Áo cao cấp luôn nha. Chào mấy chị, cổ tiên 120. Chị nào lấy 120 comment 120. Chào cái view này đẹp lắm nha mấy chị nè. Thôi bị trùng sò luôn. Cái này 65 đủ loại mặt rồi. Cái reel 120 65 đủ loại. Chị nào lấy reel 120 65 comment. Reel. Một reel nè. Reel chị Phương nhỏ nè. 100.000 luôn đi. Rồi. Reel hở vai 65 đủ loại, 100.000 luôn. Chị nào lấy comment và em bán xả sale đó các chị nha. Reel. Reel hở vai. 50 65 các chị mặc vừa. Có 100.000 thôi mấy chị. Hở vai nhé. Chị chưa gỡ hở vai em ơi. Con gỡ lấy hở vai ok. Rồi mấy chị ơi, áo cổ lọ. Áo cổ lọ em sale là 70.000 thôi. Em còn 3 cái 4 cái nè. Mà chất mặt mát rượi luôn, mặt sướng lắm. Chị nào mà thích đơn giản thì hốt cái cáo này về 70.000 thôi. 70.000 em có màu cam. Cam đen xám. Màu cam. Màu cam, màu đen, màu xám. Cam đen xám, đỏ. Cổ lọ. Chị Phương gỡ lấy đỏ nè, rồi em còn cam. 70.000. Cam, rồi còn xám. Xám với đen mấy chị. Con giỏ lấy đen luôn nè. Rồi còn cái xám. Có 70.000 thôi giá sale. Chị nào lấy xám comment xám luôn. 70.000 giá sale cho em. Rồi siêu rẻ luôn đó chị em. Còn mấy cái thôi. Còn cái xám nữa. Rồi cái này luôn đó chị. Cái hạt châu luôn. Hạt châu 70.000 luôn. Cái này nhỏ nhỏ làm sale rẻ cho chị mặc nha. Áo cổ lọ hạt châu. Cái chất mát rượi màu vàng. Màu da, màu xám 70 hết em. Vàng da xám 70. Riêng cái áo này cho mấy chị nha. Hàng cao cấp hết đó, mà mặc nó mát lắm. Em xem vừa rẻ vừa đẹp cho mấy chị mặc luôn. Da xám vàng 70.000. Rồi chị nào lấy comment. Vàng da nè. Phương đỏ là 70. Ok chế. Vừa bán vừa tặng luôn mấy chị nha. Rồi cái trắng trơn 100.000. Chị nào lấy trắng DG trơn 100.000 comment. DG trơn 100.000. Trắng DG trơn 100 tiền thôi. Tươi vẻ đẹp. Áo Dior đi mấy chị ơi. Đẹp lắm 230. Dior trắng đen. DG trơn không rõ 100.000. Rồi mấy chị lấy da, Võ Tuấn Kiệt lấy da à. Rồi cáo đẹp 230, em có đen nữa chị nè. Đen. Dior nha 230, đen với da. Chị nào lấy comment giá 230 à. Áo này thì siêu đẹp đó mấy chị. Cái áo này mặc đẹp lắm. 230.000. Từ 50kg, 70kg thì mặc được hết. Cái áo này nha, mặc sướng lắm. Chất nè mấy chị. Chất mặc đã ơi là đã luôn. Mặt hơi bị mát. Xinh xinh luôn. Da chị hết rồi chị ơi. Rồi em lên áo cao cấp cho mấy chị nè. Chị nào thích mặt cao cấp thì hốt cái áo này cho em. Rồi nó đẹp cực kỳ đẹp hết chứ ơi. Đẹp cực kỳ đẹp. Từ 45kg thích mặt rộng rãi thì 45-60kg mặt cho em. Giá 320 một áo, em có màu rêu, màu đen, màu trắng, hàng hiệu luôn. Vậy là khách ưu tiên về hàng mới về nha.
quần á, quần thì 4.3 mấy chị ơi, quần thì 4.3, trời ơi đẹp dễ sợ luôn á. Xem đi Lê, chụp cho em coi, inbox cho chị nha. Rồi áo đi mấy chị ơi, áo là 320.000, quần là 430, hàng cao cấp luôn. Nguyên cái set mấy cái này là mấy chị mặc là hơi bị đẹp luôn nè mấy chị. Quần kiểu mà hơi bị xinh. Mỹ thấy cái đen mà, cái đen áo hả? Áo là 32 nha, trời cá đẹp, dễ sợ luôn. Màu rêu nè mấy chị nè, màu rêu màu trắng luôn. Rêu trắng 320 một áo. Áo cao cấp mấy chị ơi, đính đá nha, siêu đẹp. Rêu nè, đen nè em ơi, đen cho chị Nguyễn Thúy nè, 320 một áo. Rồi màu trắng luôn mấy chị, ba màu, áo đẹp xuất sắc, 320 tiền một áo. Chị nào lấy áo 32 comment 32 cho em nha. Quần đen áo đen Nguyễn Thúy nè, quần đen nè, quần thì có size 65 đổ lại luôn, từ 45 đến 65 quần, 45-65. Nguyễn Thúy quần 43, quần 45-65 ký đủ loại mặc vừa. Rồi chế nào lấy comment cho em giá ba. Quần ha, quần có size lớn mấy bữa đó chị, em đang đặt size lớn. Quần em đang đặt size 75. Quần chị vừa không? Kim đang chồng vừa quần chị nha. Quần là siêu đẹp chị ơi, quần là siêu xinh và đẹp nha. Rồi chế nào lấy quần mình 50 cho đến là 65 kg em có size quần, quần 75 bữa sau đi mấy chị. Em đang đặt quần này 75 kg. Siêu đẹp luôn. Rồi chế nào lấy comment cho em ha. Quần đẹp lắm. Đây chị là mặc cái mã này nè. Mẫu quần này nè. Set VinFast không? Mẫu quần này nè chị ơi, quần bát khối à. Rồi giờ đang hot luôn chị ơi. 430 một quần, siêu đẹp luôn. Đây chị ơi. Mẫu này thì hết nắp rồi. Mẫu này thì hết nắp luôn, bát cho em. Mẫu này thì mặc sướng rồi là sướng em ơi. Ai khoan hết đi. Nhanh lên. Còn có 10% thôi. Rồi mấy chị. Mẫu bát này là hết nắp luôn. Rồi chế nào lấy bát, em anh bát cho em nha. Bát cũng 43, nhưng hơn là 50-65kg. Và em có size bát. Quần đẹp lắm. Chị lấy quần mấy 653. Canh đẹp nha. Rồi canh đúng size đúng không? Rồi ok, Kim Lan Trần nè. Kim Lan Trần nè. 430. Rồi chế nào lấy bát thì comment bát cho em. Bát thì siêu xinh mấy chị. Rồi quần riêng em về nè mấy chị ơi. Đẹp quá trời đẹp. Quần riêng về cho mấy chị nè. Quần mà, quần bữa em mặc đó mấy chị. Quần bữa em mặc nè. Đẹp lắm. Đây, cái quần thắt nút nè, lấy quần em. Chị lấy quần em mặc nè. Ok, chị Phương chở 43. Đây mấy chị ơi, quần thắt dây bữa em mặc nè, 280. Ủa 29 chứ, 29. Chị lấy quần đầu tiên 62kg rồi ok. Quần đen Nguyễn Thúy hả? Nguyễn Thúy lấy quần đen luôn hả? Nguyễn Thúy 43. Nguyễn Thúy 43 quần đen nè. Muối ớt hiệu Nguyễn Thúy nè, 62kg nè, 430 nè. Lấy 29. Rồi cái quần này mấy chị, quần đen mới về 290.000. 290, đúng rồi, quần 290. Em có size với chị từ 45-65kg. 45-65. Chị Phương giỏi quần 29 đúng không? Cái quần mấy bữa mặc like đó chị. Cắt dây hai bên, siêu đẹp, 290 một quần. Hai chồng lấy XL rồi ok. Chị Phương giỏ lên là Phương giỏ 290 nè, hai chồng XL nè.
em 47kg mà có S á. Rồi chị Tha Trần nè, XL nè. Quần hôm nay mới về cho mấy chị đó, cực kỳ đẹp. Quần này nè chị, quần đầu tiên em mặc luôn. Chị Kim đang chọn quần đầu tiên luôn, cái mã đầu tiên luôn. Đầu tiên luôn chứ ơi. Quần đầu tiên nha. Quần đầu tiên đó chị. Rồi quần hộp mấy chị ơi, còn cái à. Nè chị, quần này nè chị. Đây. Phải thì ok cho em một cái. Rồi quần thể thao 240.000. 240 siêu đẹp. Có mẫu thể thao mà đi chữ một bên em chưa về kịp nha. Rồi chế nào lấy quần 240 comment 24 cho em. Siêu xinh luôn, thể thao. 240.000. Nếu nào lấy còn bên 240 giá là bao rẻ cho mấy chị luôn nha. Quần á mấy chị có thể phối cái áo này cũng đẹp nè, phối với mấy cái áo này đẹp lắm nè. 130 à mấy chị, 130.000 một áo em sale luôn. Còn mấy cái xe nhỏ nhỏ bán vừa bán để cho mấy chị phối mấy cái thể thao hơi bị xinh. 130. Em có màu trắng, màu đen, màu nâu, áo. Quần bao nhiêu ký mặc vừa? Từ 50kg, 45 gì mấy chị mặc cũng vừa thể thao nè. Coi dạng lắm, 75 có loại mặc luôn. Rồi áo thì có đen, hồng, đen hộc, đen trắng nè, nâu nè. Áo 130 thôi. Diễm Kiều nè. Diễm Kiều lấy cái quần 24 nè. Áo dây, xe cho mấy chị 130.000. Thôi dễ thương luôn các chị nha. Áo dây 130 mặc xinh lắm. Mấy cái xì to nó bán mấy cái áo dây này tới 210 cái, 190 đến 210 đó. Chị nào lấy comment cho em màu đen có nè. 130 một áo thôi nha. Còn mấy cái xem. Rồi chị Ruby Ngọc nè, lấy quần nè. 24 lần yêu ơi. Em có cái thể thao này nữa nè. Thể thao này cũng đẹp lắm nè chết. 250. Thể thao này cũng đẹp nè. 250.000. Thể thao. Chế nào lấy comment thể thao cho em. 250. Xinh đẹp cái thể thao. Cho mấy chị thấy thôi. 250.000 thể thao. Rồi cái khác này từ 50 đến 70kg em có size, giá ngoài thị trường 450 em xe mấy chị 390.000. 390 lên cái họ tay ngắn vuông xì có con gấu. Rồi chờ em xíu, áo em có về không ta? Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. 390 giá xem xét. Em có size L, XL, 2X nè. Từ 50 cho đến 70kg em có size. Lâu lâu mới có mấy cái dạng này size to đó chị. Chứ không có đâu. Rồi chị nào canh ngốt liền nha. Có 390.000 thôi. Cái bộ này là siêu đẹp. Bộ này là siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Cái chất nè 70kg đổ lại. Em có size cho mấy chị nha. Cái set này mặc hơi bị sang mấy chị. Đi đá mấy chị hơi bị sang. Mấy chị có thể phối thêm một cái hộp nhỏ nha. Hay đây nữa thôi là ok. Còn không thích phối thì cũng không sao. Rồi giá cho mấy chị là 390.000. Người yêu rồi lấy 39 comment 39 bộ này chi. Đẹp lắm mấy chị ơi, có 2XL luôn á. Chị nào mà xe to tranh thủ hốt bộ này liền nha. Giá là em bao rẻ cho chị luôn. 450 mà em xe có 29 thôi. Hổ 390 thôi.
Chén nào lấy 39, comment set 39. 390.000. Xin xin là rẻ luôn đó chị. Chị 55. Rồi Hương Dung nè, một set 55 nè. Ok chế, set nó quá đẹp luôn đó chị. Còn cái sơ mi màu rốt thì nào lấy cho em đi, hai chầm XL, hai chầm XL. Hai chầm XL 390. Rồi em còn cái sơ mi đẹp lắm của chị hai rưỡi nè. Còn cái gì nhất? Cái nào hốt luôn cho em đi. Đẹp quá trời đẹp. Tao mua chị chi. Trời ơi, siêu đẹp luôn mấy chị ơi. Còn cái một duy nhất. Giá là 250, giá bánh bèo luôn. Cho Mỹ Linh lấy 2x không? Rồi ok, cho Mỹ Linh lấy cái đầm 2x. Chị cáo sơ mi này đẹp cực kỳ luôn. Em còn cái duy nhất thôi. Chế nào lấy comment 250 cho em nha. Đẹp lắm mấy chị ơi. Còn cái thôi. 250.000. Chế nào lấy comment cho em. Sơ mi đính hộp đó chị ơi. Sơ mi đính hộp, màu của nó là màu rút. Hồng rút cho mấy chị nha. Hồng rút, to bị xinh luôn. 250, còn cái gì nhất. Lan xuân 250 nè. Hồng rút. Siêu đẹp. Rồi cái tết, tết tết. Tết tết này là 190.000. Từ 50-70kg mặt, sale rẻ cho mấy chị mặt. Giá 120.000. 120 cái tết tết nha. 190-200.000 mà mấy chị theo xe giống chuyện 120. Chị nào lấy cấp tết 120 comment cấp tết 120 chuyên sinh luôn. Cấp tết là bao giá rẻ đẹp cho mấy chị luôn. Nó vừa thôi chứ không có thấp lắm nha. Không có cấp tết lắm. Rồi ớt hiểm 120 nè. Bao dễ thương quá chị ơi. 120.000. Giá rẻ bè cho mấy chị luôn. 120 cấp tết. Chị ơi 50 thích mặt rộng rãi thì 50-75 tí mặt xe 160 áo phối sơ mi 160 giá theo bánh bèo. Chị nào lấy chim hồi tối bán nhiều ra 140 đúng không, 140 rồi mấy chị, 140.000 giá theo, 140 cho em nha, giá là bao rẻ luôn. 140. Chị nào lấy 140 comment 140. Ừ đúng rồi, 140.000. Áo chị ơi phối sơ mi bao rẻ luôn. Chị cà rốt. Cà rốt này cà rốt ở đâu đây chị? Cà rốt đắt mắt, đắt mắt luôn chị ơi. 140.000. Cái này là sale rẻ đó chị ơi. Giá của nó 200.000 em sale 140. Chị nào lấy 140 comment 140, cà rốt 140 nè. Rồi chị nào lấy phối sơ mi 140 nữa comment cho em. Riêng cái áo này em sale hơi bị rẻ cho mấy chị luôn. Cà rốt ok. 140.000. Sorry. Có gì chị? Có CV là gì?
chân váy. Chân váy đúng không? Cách cũ Gia Lai rồi, ok chị. Rồi mấy chị ơi, cái đầm sơ mi này giá của nó tới 400 lần á. Mà em theo cho mấy chị à, với giá là 230 ngàn. Sơ mi 250 còn không? Chừng nào có mà hẹp. Dạ có chị Nguyễn ơi, bữa sau đi chị, bữa sau về lại ha. Tại cái sơ mi đó em về màu đen, màu đen với trắng đẹp lắm. Để bữa sau em về đen trắng cho. Rồi cái đầm sơ mi nè mấy chị, siêu xinh luôn, gài nút cho mình luôn ha, không thích gài thì mấy chị kéo lên. Siêu đẹp, giá của nó 230. Rồi chị Tha Trần lấy áo 140. Cái sơ mi nè siêu đẹp luôn, em xem mấy chị 230, 400 là mấy chị theo 23. Nút này mấy chị gài lại dùm em nha, em chưa có gài nút. Không lai đầm hả? Đầm có chị ơi, mà giờ chưa lai chị có khó mới lai được đầm. Rồi chế nào lấy comment cho em nè, 230 ngàn. Còn cái này đánh đánh gãy lắm cho chị ta. Áo đi mấy chị, áo không bự cho em 75kg loại nè, siêu xinh luôn. Em sale có 130 ngàn thôi. Chị nào lấy 130 còn 130. Em còn trắng hồng nè. Cái áo này chất đẹp lắm mấy chị ơi, cái chất đẹp tượng thờ luôn. Rồi trắng hồng, trắng hồng đen mấy chị, trắng hồng đen có 130 ngàn thôi, cái chất hơi bị đẹp luôn. Chị nào lấy áo còn 130 75 cứ lại mặc cho em nha. 130 tình yêu lấy 130 còn anh liền cho em 130, siêu rẻ đẹp mấy chị ơi, 130 ngàn. Em có màu đen nè, màu trắng, màu hồng, 130 ngàn. Chị nào lấy áo còn bên áo 75 nó lại 55 nữa lên 130 mấy chị, giá là rẻ bèo luôn. Còn đầm này em còn cái xe đến chị 22 nè, đầm 300 mấy á, đầm đội 1 chất mặt mát rụi luôn. Đấy mấy chị, 220 thôi à. Nè hơi bị xinh luôn, 75 mới lại mặt cho em, 220 ngàn. Có túi luôn nha, chỗ cái đầm này mát rụi và dễ thương mấy chị ơi, 22. Chị nào lấy 22 còn mang 22 cho em liền nha, 220 tiền. Giá là siêu rẻ này như thế luôn. Chế nào lấy comment 22. Ba đẹp luôn mấy chị, 220 ngàn. Còn cái gì nhất? Rồi cáo 29 cho mấy chị, 29 em còn. Mấy cái thân hết nè, đẹp lắm. Cáo 29 đẹp lắm, chị Thần nó lên thôi, cái chất của nó cũng đẹp lắm. 290 ngàn, hàng cao cấp, 75kg lại mặt cho em, 55-75 nha, 290. Cáo là đẹp xuất sắc luôn, cái chất của nó mặt xuống là xuống luôn mấy chị nha, 290. Chị nào lấy 290 còn bên 290, 290 ngàn. Bao rẻ đẹp luôn, chế nào lấy comment cho em. Giờ xe cho mấy chị nè, giá 250. Chị nào lấy 250 còn bên 250, em có màu xanh với màu đỏ. Cái đầm này mặt hơi bị sang nha, 250 ngàn thôi. Áo cặp có tay ngắn không hả? Rồi được này sẽ về tay dài không? Không hiểu. Rồi mấy chị ơi, 65kg lại 50 đủ lên, mấy chị mặc cũng được nữa. Có túi luôn, em treo 250 cái đầm hộp. Đá này đá cao cấp cho mấy chị nha. Cái đầm này đầu tiên là giá tới 600 mấy á mấy chị nha, 500 mấy 600 gì đó. Em sale 250, em còn màu xanh, màu xanh với màu đỏ, xanh với đỏ. Đầm này trời ơi, nó đẹp cực kỳ luôn các chị, 250 ngàn cho em. Màu xanh luôn, màu xanh 2XL, đỏ 2XL luôn. Thế nào lấy comment cho em, có 250 thôi các chị ơi. Tuấn Nguyệt lấy đỏ nè, rồi em còn cái xanh, mỗi em đang mặc còn cái xanh nữa hết, 250 à mấy chị, bao đẹp luôn.
250 ngàn. Chị nào lấy 250 còn mang 250 cho em. Để đẹp luôn á chị ơi. 250 tiền. Nguyễn Phụng đỏ em hết rồi, em còn mẫu đen còn xanh thôi, cỡ qua mẫu khác. Xanh mấy chị ơi. Xanh cho hai hết á. Đang xanh Nguyễn Liên nè, Nguyễn Liên có. Nguyễn Liên có đơn đúng không? Nguyễn Liên có. Rồi đỏ thì qua màu này cho em. Dạ không, xin mấy không có chị ơi. Rồi đỏ thì qua màu này cho em. Đỏ xanh luôn. 250 giá xem. Còn đơ. Đây có cái chất mát rượu luôn. Em có cấp nha, tầng 5. Rồi chế nào lấy đỏ, còn anh đỏ lấy xanh, còn anh xanh. Có thêm lịch nữa đẹp lắm chị. Em cứ làm đây thì có lịch vô. Đẹp. Cách rất luôn. Cái chất bao mát nha. 250 ngàn rồi mấy chị. Rẻ bèo luôn á. Chế nào lấy, còn anh 250 cho em. Tuấn Nguyệt với xanh đang đang mặc đúng không? Xanh với đỏ đang mặc. 2x không à. Màu xanh nè. Tuấn Nguyệt nè. Cái mẫu này không có túi, mẫu này có túi, mẫu này không có túi chị ơi. Không, mẫu này không có túi, tại cái khóa kéo nó đi từ trên đây đi xuống rồi. Đi từ trên đây xuống làm túi không được nha. Khóa kéo đi từ đây xuống. Rồi lấy xanh cho chị nữ. Rồi chị đổ mi nữ xanh nè. Đổ mi nữ xanh nè. 250 giá xe. 65 chứ lại thôi chị ơi, 55 với 65. Em còn đỏ với xanh. Tại cái đầm này là nó đi, đi hộp cho mình là. Ủa nó đi đường này. Cho nên mấy chị làm túi không được ha. Lê Dung lấy đỏ nè. 250 nè. Rồi chế nào lấy cho comment cho em. Cái đầm bao đẹp luôn. Đính hộp đẹp lắm các chị ơi. 250 giá sale. Xanh trước đồ ông thắng không có. Xanh này thôi chị, xanh trước mạnh gì đó. Đỏ 57 Lan Xuân nè. Đỏ Lan Xuân nè. Rồi có xanh này thôi. Ừ, đổ ông thắm xả ra. Xanh trước em có 2 cái nè. Bán hết rồi. Còn xanh này cứ lại đỏ này thôi. Rồi chế nào lấy comment. 250 ngàn. 250 đó chị. Chế nào lấy 250 comment 250. Màu xanh, màu hồng, màu trắng, màu vàng, màu xám. Xanh, hồng, trắng, vàng, xám. Giá sale 210 một áo. Trời ơi, xinh xinh đúng vậy. Hồng, trắng, vàng, xám. Sale 210, 75 cứ lại mặc cho em. Cái chất trời ơi, cực kỳ mịn và đẹp mấy chị ơi. Cái chất cực kỳ mịn, mịn và đẹp. Duy em lấy xanh trước cho chị. Không có chị Hình ơi. Đỡ mấy nữ ơi, em không có. Em báo chị rồi. 210 một áo thôi. Xem cho mấy chị luôn. Có giá 210. Em có hồng, xanh, vàng, xám, trắng. Hồng, xanh, vàng, xám, trắng. Đính hộp lần trước cho mình luôn nha. Áo tay dài mấy chị, mặc mùa này là ok luôn. 75 chứ lại mặc cho em. Áo này mới chơi. 210 ngàn. Chị nào lấy 20 thì mang 20. Mấy chị có mặc quần ngố không? Quần ngố đẹp lắm, 55, 75, 320. Quần ngố này mấy chị. 55 đến 75, 320 ngàn đẹp lắm. Quần ngố cho em nè. 55, 75, 320. Quần ngố không dễ thương luôn. 320 ngàn của quần ngố. Giá nào lấy ngố, còn bên ngố. Ngố 32. Còn áo thì em sale hơi bị rẻ luôn, có 210. 250, 26, sale 20 nha mấy chị nha. Xanh hồng nè. Nguyễn Thiên Ngân lấy xanh hồng, có 210 nha mấy chị. Rồi cái chất này cực kỳ đẹp luôn. Nguyễn Thiên Ngân xanh hồng 210. Rồi cái áo này nữa nè. Cái này cũng đẹp nè.
còn hai màu duy nhất. Trời ơi, chưa xinh. Hồng vỏ lấy xanh nè. 210 bao giá rẻ cho mấy chị luôn. Bao giá thị trường. Rồi mấy chị ơi, 75 cứ lại mặc vừa luôn. Hai trần lấy xanh ngọc ok chị nha. Hai trần xanh ngọc áo 210 ngàn. Rồi áo 220 giá sale rồi mấy chị nè. Tay dài luôn, 75 mặc vừa luôn. Rồi cái chất em còn màu bò. Riêng cái áo này là 26 nha, mà sale chúng chị có 220 thôi. Màu bò với màu bò với trắng hai màu. Bò và trắng hai màu, sale 220. Áo đẹp lắm mấy chị ơi, cái chất coi cái chất cho em nè. Mặc là xịn sò luôn. Áo mặc xịn sò luôn. Đó, chế nào lấy áo comment áo cho em. Chất đẹp giả mang. Chất đẹp giả mang nha. Rồi chế nào lấy comment màu trắng. Màu bò cho em 220. Cái này là đính hộp bằng tay nè. Cái táp nó sẽ có bằng tay. Còn hai màu mấy chị. 220 ngàn. Dù cái chất cô đấy mặc mịn giả mang luôn. Mặc cái mịn giả mang luôn. Rồi chị nào lấy comment. Kêu mấy người vô xếp đi. Để hết giờ. Rồi áo đi mấy chị phối nè. Đẹp lắm. Rồi chị Nguyễn Thị Ngân hai màu ok. Rồi áo này em còn một màu, một duy nhất 250, đẹp cực kỳ. 75 kiếu lại mặt kem. Phối sơ mi siêu xinh luôn. 250 nha mấy chị, rẻ bèo luôn. 250 rẻ bèo luôn. Em ơi đâu rồi? Rồi cái nào lấy comment cho em. Linh à, chị Linh Trương lấy áo em mặc nè, 250 nè. Linh Trương. À cái đó Nguyễn Thị Ngân. Hai màu hết rồi. Ừ đúng rồi. Hai màu. Rồi Linh Trương mấy đang mặc 250 nè. Nguyễn Thị Ngân đem đi kia. Nguyễn Thị Ngân cả bịch á. Linh Trương nè, em ơi, cái áo đang mặc nè. Ừ đó đúng rồi. 250 lên trơn với Nguyễn Thị Ngân đây đó, đó mình đó. Rồi mấy chị áo này luôn. Giá là 300 mấy á mà em sale cho mấy chị với giá là 220. Em còn đen với trắng thôi. Áo này mặc hơi bị đẹp luôn. Đen với trắng 22. Còn mấy cái em sale cho mấy chị cho hết luôn á. Đây mấy chị ơi, siêu xinh luôn. Đẹp lắm. Đen, một cái đen thôi. Và mấy cái trắng này nè, sale cho mấy chị 220 một áo. Trời ơi, hàng là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Hàng chuẩn loại 1 luôn. Hàng chuẩn loại 1 luôn nha mấy chị nha. Không có nhái nhiếc chị nha. Cái in nó rất rất là đẹp. Rồi chị nào lấy còn bên áo 220 cho em. 220 ngàn một áo. Rồi áo này là xe cho mấy chị rẻ đẹp nè, 3 màu. Áo giá 240 ngoài thị trường đang bán nhưng mà em xem thì với giá là 160 ngàn. Hả? 220. Rồi áo này đẹp lắm nữa chị, đủ size. Em có từ 50kg đến 75. Em có 3 màu áo. Em xem 160 ngàn. Trời ơi mấy chị mà mua cái áo này về mặc không sướng không lấy tiền nha. Cái chất mát quá chị mát. 50 đến 75kg là có size áo cho mình luôn. Em có màu này cho mấy chị nè. Màu đen, đen màu xám, đen xám và vàng, 160 ngàn mấy chị ơi. Giá là rẻ, bao chất đẹp cho mấy chị luôn. Cái chất này mấy chị mặc hơi bị sang luôn, đính hộp hai bên tay, bao xịn sò cho mấy chị luôn. 160 ngàn đủ size. 50 đến 75 là có size cho tình yêu mình nha. Rồi chế nào lấy comment cho em. Nguyễn Thúy lấy vàng ha. Nguyễn Thúy vàng, em có vàng xám và đen. Màu đen nữa mấy chị. Đen đẹp lắm. Màu đen cho em luôn. Chị nào lấy đen comment đủ size. Cứ comment số ký cho em lấy size nha. Rồi Nguyễn Thúy lấy vàng. Nguyễn Thúy là 58kg đúng không? Nguyễn Thúy nè, 160 ngàn. Rẻ bèo luôn mấy chị. Riêng cái áo này rẻ bèo luôn. 160 ngàn thôi. Chị nào lấy 160 comment 160. Siêu đẹp luôn. Ê mời ngồi đó đi em thấy ra cho. Nè. Rồi cái mẫu này đẹp lắm nè. Mấy chị
chế mình hốt cái mẫu này là sơ vi sinh nè, có 230 mấy chị bao giá thị trường luôn, 70kg loại mặt cho em 50 đến 70. Nguyễn Thị Ngân hai cái lấy size to nhất á. À, cái mẫu này em có hai màu, màu xanh 230. Nói chung là em bán mấy cái áo này làm bao giá cho mấy chị luôn nha, lên đeo nè, 70kg loại mặt vừa luôn mấy chị nha, trời ơi có form hơi bị đẹp, 230 ngàn. Em có sọc xanh và sọc beo, cái này em đang mặc là beo nè với lại xanh nè, beo với xanh, chị nào lấy comment cho em 230 ngàn. Cái túi là có đính hộp cho mình luôn, trời ơi rẻ bèo luôn mấy chị ơi. Chất là nói với chị mặc vô là mát rượu nha, mặc vô là coi như được như không mặc vậy đó. Rồi 230 ngàn, chị nào lấy comment 230. Kìa bà Nhung trần vô kìa, chị Nhung có lấy xếp thể thao không? Mới ra xếp thể thao quá trời còn mới nè. Nguyễn Thiên lấy beo nè, 230 ngàn. Chế nào lấy áo thì comment nha, đồ có chất đẹp, dễ sợ luôn mấy chị, mặc sướng lắm. Tiêm cái áo này mấy chị mặc mà không đẹp không mấy tiền mấy chế thôi. Comment xét 3 món, giá xe 310 một xét. Còn mẫu nữa.
không phải đó. Rồi chế nào lấy comment trắng đen 65 Phúc Phạm nè. Phúc Phạm này mai trắng 65 nè. Phúc Phạm trắng 65. Chị thật thấy ra lấy rồi lấy liền giùm nha. Dạ. Phúc Phạm nè, trắng 65 ok nè. Để em coi đen còn không nè. Rồi đen 65 luôn nè, Phúc Phạm nè. Rồi đen Diễm Lê hả? Diễm Lê, đen 58 hoặc là không còn đen 58 đâu chị ơi. Đen 58 hết rồi. Em coi còn bộ đen xe nhỏ nào ở bên đó không? Đó đó, ừ. Rồi, đen này chị, đen 58 còn mẫu này nè. 65, 58 ký mặt mẫu này cho em nè. Xinh đẹp luôn, mẫu hoa. Hoa DC nha. Hoa DC còn đen trắng xe. Hai set thôi. Size L 65 ký loại. Hoa DC còn đen trắng. Chị nào lấy comment giá 310 set 3 món cho em nha. 310 cái áo DC thấy đây. Rồi, 3 món đó chị. DG. Chị nào lấy xếp 3 món DG comment. Lấy đen nè. Ok, chị Nhung Trần lấy đen DG nè, 3 món nè. Đen DG. Rồi còn một bộ màu trắng DG size 65. Lấy đen 55, đen 55 còn mẫu kia. Rồi thấy cái mẫu kia đây. Nè, DG. Siêu đẹp luôn. Chị nào lấy comment DG trắng nha. Trắng 70 ký Nguyễn Nguyên, lấy DG hả chị? Lấy đi đi, mẫu kia em thấy còn hay gì đó. Rồi, đây chị coi nha. Chị ơi, trắng em còn quân xì. Ồ, quân xì thì còn trắng xe nhỏ à. Phúc Phạm lấy trắng đi đi nè. Phúc Phạm trắng đi đi nè. Trắng em còn mẫu này nè. Mẫu chờ neo xe nhỏ à. Hết đen rồi đó chị. Chị nào trắng xe nhỏ thì comment cho em ha. Trắng chờ neo nè. Trắng 45-58 đến 60 ký gì mặt vừa nè, đó trắng mẫu này thôi. Rồi đen thì còn size 75 lần. Đen chờ neo còn size 75 chị nha. Đen chờ neo còn size 75. Rồi còn bộ nào thấy chị luôn em ơi, còn đây tôi đúng rồi hai bộ đó. Rồi bộ này đi với chị, bộ này thì em còn đỏ nè. Bộ này xếp 3 món mua xì nè, em còn đỏ nè. Cái này thì 60, 50 đến 60 ký mặt kem. Mua xì đưa cái áo ra, đưa một cái áo đây. Rồi đây với chị 3 món, xe 310 nè, siêu đẹp luôn nha. Rồi màu đỏ cho em nữa chị ơi, màu đỏ. Màu đỏ, màu đen. Đỏ, màu đen, giá có 310, 3 món cho em. Đỏ đen, rồi còn cái áo vu xì nữa đâu. Nó thất lạc đâu. Rồi, đỏ vu xì nè, cà rốt nè. Cà rốt nè, nè 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 nè. Cà rốt đỏ vu xì nè, trắng vu xì đó gì ạ? Trắng vu xì luôn nè. Trắng vu xì luôn đó. Trắng vu xì luôn. Rồi còn đen với trắng. Đen vu xì nè. Em ơi đen vu xì cho chị Nhung kìa. Hết trở luôn đó chị ơi. Cái đó nè, áo nè. Rồi. Rồi vu xì mấy chị ơi, vu xì em còn trắng với đen không? 60 ký ok, vu xì còn trắng đen thôi. Rồi chị nào lấy comment. Thôi hết cho em ơi, còn bộ nào nữa không? Thôi hết rồi chị ơi. Rồi em còn bộ thể thao 430. Còn bộ gì nhất luôn? Fendi đẹp lắm chị Dung à. 430 nha người yêu ơi. Bộ này đẹp lắm. Chị nào lấy Fendi comment. Cái này size này 65kg loại mặt em. Còn bộ duy nhất 430 siêu đẹp. 65kg loại chị nào lấy comment. 430. Thể thao còn không nhìn cho chị em ơi. Nè, 430, Fendi còn bộ thể thao kìa, sale kìa. Thể thao đây. Ơ, trong đó còn nguyên ơi, thấy là chị sale luôn. Rồi bộ thể thao đó chị, 50-60kg. 500 em sale cho mấy chị với giá là 350. 350.000 bộ thể thao 500 nha. Mà sale 350 thôi. Chị nào lấy 350.000 comment 350.000. 60kg loại mặt kem. Siêu đẹp luôn á chị. Còn hai bộ duy nhất à. 350 nè, chị Nhung Trần nè. Nhung Trần 350 nè. Nhung Trần nè. Nhung Trần nè. 350. Rồi, Trần Thu Hà, chị mặc vừa không? Mua cho ai mặc. Cái này là 60kg loại thôi nha chị nha. Ai mặc chị ơi, chị mặc và không vừa nha. Đó, chế nào lấy comment cho em nè.
Rồi cái set nè, cho mấy chị coi nè, đẹp lắm. Cái set riêng nè, chị nào mua được tiếp nè, 470.000 một set. Mà nó có size từ 55kg cho đến là 75kg. Có 470 thôi mà set tới 3 món. 470. Mặt mới vô. Mặt trên đây chị xem. Có gì được rồi, trả. Là lần ai tự ghi vô. Không thôi mất tới triệu. Rồi mấy chị ơi, siêu đẹp luôn á. Em có size cho mấy chị 2XL 75kg loại mặt luôn. Chế nào lấy comment cho em cái set này. Giá có 470 một set thôi mấy chị. Set riêng đẹp lắm. Chị nào lấy riêng comment riêng nha. Rồi sắp sắp giờ rồi, tối live tiếp mấy chị nha. Fendi ha, Fendi đẹp lắm, chờ em xíu đi. Nè siêu xinh luôn. 470 set riêng, đủ size. Tình yêu nào lấy comment. Nguyễn Thúy nè, 470 nè. Nguyễn Thúy một set riêng 470 nè. Nguyễn Thúy nè, khách mới kêu cọc càng gửi hàng nha em nha. Mua quá trời. Rồi, Bích Nguyễn lấy 75 nè. Bích Nguyễn 75, Bích Nguyễn Đồng Nai nè. Bích Nguyễn Đồng Nai nè, 470.000 nè. Rồi bộ xem đầy nè chị ơi. Đẹp lắm người yêu ơi. Quần bạn mặc bao nhiêu? 340, 85kg lại có size. Rồi mấy chị ơi. Nè. Bộ này chị, phen đầy nè. Hơi bị đẹp người yêu ơi. Còn bộ thôi 64kg. Có không xích tiền có, đủ size chị ơi. Từ 55 L nha, Nguyễn Thúy L ok. Từ 55 cho tới 75kg là có size chị Helen nha. Helen Rosie nè. Còn đồ ngủ không hả? Đồ ngủ, đồ ngủ còn mấy bộ này thôi. Đồ ngủ còn đúng 2 bộ, 2 bộ 3 bộ gì nè. Cái kem hồng với bộ chiếc tiên.